Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tập 86. Quyển 18, chương 115. Hơn 3 tháng, Âu Dương Cẩm Hoa dùng biểu hiện từng bước chứng minh mình, cũng từng bước được Triệu Quốc Đống tin tưởng. Miệng kín, chăm chỉ, nhanh nhạy, Triệu Quốc Đống có thể nói rất hài lòng về Âu Dương Cẩm Hoa. Triệu Quốc Đống dùng vài thư ký thì ngoài Lâm Đan là hắn không hài lòng nhất ra thì lệnh Hồ Triều, Vân Duệ đều được. Như Đoạn Tự Lập ở Điền Nam cũng làm hắn hài lòng. Bây giờ xem ra người thư ký ăn ý nhanh nhất với mình chính là Âu Dương Cẩm Hoa, thậm chí còn vượt qua lệnh Hồ Triều. Âu Dương Cẩm Hoa tốt nghiệp đại học hàng hiệu, kiến thức phong phú, nhất là từng làm mấy năm ở Tập đoàn Thép Trung Quốc và Hiệp hội Quan hệ Phát triển Sản nghiệp nước ngoài. Biểu hiện của Âu Dương Cẩm Hoa làm Triệu Quốc Đống rất hài lòng. Chất phác thành thật không có nghĩa là ngây ngô, Âu Dương Cẩm Hoa có năng lực cao, chỉ nghe cái là hiểu ý. Mỗi công việc mình chỉ thoáng đề cập là hắn có thể dựa theo ý của mình mà viết ra bản thảo, công việc sai Âu Dương Cẩm Hoa làm, Triệu Quốc Đống căn bản không cần quan tâm nhiều. Dù là viết bài hay là bài điều tra cũng có thể rất chính xác nắm giữ được suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Đây không chỉ cần có sự nhạy cảm, khả năng phân tích mà còn phải nắm bắt được ý đồ của lãnh đạo. Như vậy thì một người thư ký mới làm tốt công việc của mình. Có năng lực hơn nữa lại chăm chỉ, biết giữ miệng, đây là một thư ký khá xuất sắc. Âu Dương Cẩm Hoa bây giờ 27 tuổi, Triệu Quốc Đống hy vọng Âu Dương Cẩm Hoa có thể làm thư ký cho mình trong thời gian dài một chút. Thường xuyên thay đổi thư ký cũng làm Triệu Quốc Đống thấy nhàm chán, mà muốn tìm một thư ký tin tưởng và yên tâm được còn khó hơn là tìm vợ. Đương nhiên hắn cũng không định chậm trễ Âu Dương Cẩm Hoa. Nếu Âu Dương Cẩm Hoa có thể theo mình mấy năm, chỉ cần trong 3 năm, 5 năm thuận lợi cho Âu Dương Cẩm Hoa lên đến cấp phó giám đốc sở cũng không phải điều không thể hy vọng. Triệu Quốc Đống trịnh trọng giới thiệu Âu Dương Cẩm Hoa làm ba người Vưu Liên Hương cảm thấy thư ký này nhất định là người tri kỷ của chủ nhiệm Triệu. Vưu Liên Hương biết tính cách của Triệu Quốc Đống, không dễ dàng khen người nhưng nếu hắn có thể dùng giọng điệu như vậy giới thiệu Âu Dương Cẩm Hoa thì cũng có nghĩa Triệu Quốc Đống hoàn toàn tin tưởng người này. Âu Dương Cẩm Hoa cũng thấy ánh mắt ba vị lãnh đạo Đường Giang nhìn tới nên y có chút xấu hổ gãi đầu. Có thể phục vụ ba vị lãnh đạo là may mắn của tôi. Thị trưởng Vưu, thị trưởng Liễu. Trợ lý từ sau này lên Bắc Kinh có việc xin cứ gọi cho tôi. Ha ha, thư ký Âu Dương, tôi và chủ nhiệm Triệu quen biết nhiều năm, tôi biết rõ chủ nhiệm Triệu không dễ khen người. Cậu đi theo chủ nhiệm Triệu thì tiền đồ rất rộng mở. Vưu Liên Hương đầy thâm ý nhìn Âu Dương Cẩm Hoa. Thư ký Âu Dương sau này có cơ hội thì chào mừng tới Đường Giang chúng tôi làm khách. Âu Dương Cẩm Hoa liên tục gật đầu tỏ vẻ cảm ơn sau đó đứng lên ra ngoài. Hắn biết sếp nhất định có chuyện cần nói với ba vị kia, mình ở lại là không thích hợp. Vưu Liên Hương mang Từ Kinh Vĩ, Liễu Tử Kiến tới cũng là có chút ý đồ. Liễu Tử Kiến không nói, đây là vị phó thị trưởng thường trực rất phối hợp, ăn ý với cô, cũng giảm bớt không ít áp lực cho cô. Từ Kinh Vĩ từng làm bí thư huyện ủy Bạch Mã, làm trưởng ban thư ký. Vưu Liên Hương hy vọng Từ Kinh Vĩ có thể lên làm phó thị trưởng. Không ngờ một an bài của ban tổ chức cán bộ lại phá vỡ kế hoạch của Vưu Liên Hương. Ban tổ chức cán bộ phái một trưởng phòng ở sở tài chính xuống làm phó thị trưởng, chiếm suất này. Mà càng quan trọng chính là Kim Đại Giang có ấn tượng không tốt với Từ Kinh Vĩ, muốn nhân cơ hội này làm Từ Kinh Vĩ tiếp tục ở lại vị trí trưởng ban thư ký ủy ban thị xã. Danh hiệu trợ lý cũng là do Vưu Liên Hương cố dùng hết sức tranh thủ cho Từ Kinh Vĩ. Bây giờ các chức phó thị trưởng đã đủ. Muốn đợi có cơ hội thì ít nhất phải mất 2 năm nữa. Mà thời gian 2 năm sẽ có quá nhiều biến hóa. Ngay cả Vưu Liên Hương cũng không xác định mình có thể ở tiếp tục làm thị trưởng Đường Giang nữa không. Khả năng tốt nhất là lên làm bí thư thị ủy Đường Giang, còn nếu không tốt sẽ bị điều sang nơi khác tiếp tục làm thị trưởng, hoặc có thể đến một sở ban ngành nào đó làm cấp phó nhưng hưởng thụ đãi ngộ cấp giám đốc sở cũng là bình thường. Vì việc này cô muốn tới tìm Triệu Quốc Đống, làm Triệu Quốc Đống có chút ấn tượng về Từ Kinh Vĩ. Hy vọng Triệu Quốc Đống có thể điều động Từ Kinh Vĩ giúp cô và tìm một vị trí càng thích hợp hơn. Cuộc nói chuyện khá thoải mái, đề tài là tình hình phát triển kinh tế xã hội của Đường Giang kéo sang cả An Nguyên. Tốc độ tăng trưởng nửa năm qua của Đường Giang đạt 18,6%, vượt qua Thông Thành, chỉ thấp hơn Ninh Lăng có tốc độ tăng trưởng 43%, còn cao hơn Thông Thành 3,2 đô la Mỹ. Hoài Khánh tụt xuống thứ tư với tốc độ tăng trưởng 15,1%. Vinh Sơn theo sát Hoài Khánh có tốc độ tăng trưởng 14,9%. Có thể nói kết cấu kinh tế của An Nguyên so với năm trước có thay đổi rất lớn. Như mấy thị xã Đường Giang, Thông Thành cùng Vinh Sơn vốn làm Ninh Pháp đau đầu nhưng 2-3 năm nay lại phát triển cực nhanh.
Nhưng mấy nơi như Vĩnh Lương, Thiên Châu, Kiến Dương, Miên Châu, Lô Hóa lại tăng trưởng rất chậm, thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Nhất là ba thành phố kinh tế truyền thống là Vĩnh Lương, Miên Châu cùng Kiến Dương mấy năm nay liên tục phát triển chậm, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh khoảng 3%, đây là điều không ai ngờ tới, cũng là cho tỉnh ủy, ủy ban tỉnh An Nguyên rất lo lắng, sốt ruột. Cũng may Ando là động lực phát triển kinh tế của An Nguyên hai năm nay đã có xu thế hồi phục, tốc độ tăng trưởng hai năm liên tục ngang hàng toàn tỉnh, mặc dù còn chưa nói tới đứng đầu nhưng tình hình vẫn tốt hơn mấy năm trước nhiều. Kinh tế Ando hồi phục cũng trực tiếp tác động kinh tế toàn tỉnh phát triển. Hơn nữa còn có Ninh Lăng, Đường Giang, Thông Thành cùng Vinh Sơn tăng trưởng rất nhanh. Kinh tế tổng thể của An Nguyên có thể nói là ở thời kỳ tốt đẹp, dự tính năm sau sẽ kéo xa khoảng cách hơn nữa với tỉnh dự. Đây cũng là nguyên nhân khiến tỉnh ủy, ủy ban An Nguyên thở dài một tiếng, nhưng khoảng cách với tỉnh thích phía trước càng lúc càng xa. Kinh tế Đường Giang phát triển nhất là sau khi Vưu Liên Hương đến Đường Giang và thay đổi kết cấu kinh tế ở đây, nhất là xác định sản nghiệp trụ cột và kiên định thu hút đầu tư, có thể nói Đường Giang sau một năm đau nhức đã ra khỏi khó khăn. Bây giờ đã chứng minh quyết định trước đây của Vưu Liên Hương là chính xác. Trước đây trước cửa ủy ban thị xã luôn có công nhân mất việc đến vây quanh, tỷ lệ thất nghiệp cao. Vì giải quyết mấy vấn đề này ủy ban thị xã Đường Giang cũng phải cố hết sức. Liễu Tử Kiến đã chia sẻ không ít gánh nặng cho Vưu Liên Hương. Cũng là vì việc cải cách công ty nhà nước được Liễu Tử Kiến ủng hộ nên quan hệ giữa Vưu Liên Hương và Liễu Tử Kiến nhanh chóng mật thiết. Mà Liễu Tử Kiến cũng kính nể Vưu Liên Hương là nữ cán bộ mà có tính cách quyết đoán như vậy, vì thế hai người hợp sức khiến hiệu quả làm việc của ủy ban thị xã Đường Giang tăng lên rất cao. Triệu Quốc Đống cũng hỏi Vưu Liên Hương tình hình phát triển kinh tế của Đường Giang hiện tồn tại vấn đề gì. Đối với chính quyền Đường Giang mà nói, nguyên nhân hạn chế sự phát triển của Đường Giang chính là cơ sở vật chất lạc hậu, đây là bệnh chung của nơi có kinh tế chậm phát triển. Nhưng nó càng đột xuất với Đường Giang. Với công ty tư nhân thì còn đỡ một chút nhưng công ty tư nhân thì khó khăn hơn nhiều, các công ty này có quy mô nhỏ, vốn thấp. Hơn nữa muốn làm cho kinh tế Đường Giang nhanh chóng phát triển hơn nữa thì đúng là vẫn còn thiếu hụt. Đồng thời Đường Giang cũng bị Ando ở phía Tây, Ninh Lăng phía Đông Bắc, Tân Châu ở Đông Nam cạnh tranh không hề nhỏ. Triệu Quốc Đống rất chăm chú lắng nghe Liễu Tử Kiến và Từ Kinh Vĩ nói chuyện. Vưu Liên Hương lại không nói mấy, chỉ đưa ra vài chủ đề rồi thôi, còn lại để Liễu Tử Kiến, Từ Kinh Vĩ nói ra quan điểm của mình. Dấu hiệu này Triệu Quốc Đống thấy rõ, hắn đánh giá đây là Vưu Liên Hương đẩy hai vị kia ra, chẳng qua mình không phải trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên. Mình có ấn tượng tốt hơn thì chỉ là sau này nếu có hạng mục thích hợp ở ủy ban có thể chiếu cố, giúp bọn họ đạt thành tích mà thôi. Cuối cùng bọn họ có thể tiến bộ hay không phải xem tỉnh ủy An Nguyên. Quyển 18, chương 116. Mãi đến khi hai người Liễu Tử rời đi, phòng khách chỉ còn Triệu Quốc Đống và Vưu Liên Hương, Triệu Quốc Đống mới cười cười nhìn Vưu Liên Hương, rót thêm nước vào chén cho cô. Vưu tỷ, sao tôi thấy chị chuyên môn dẫn hai người đó đến đây vậy? Sao? Hai người bọn họ không thể ở lại Đường Giang nữa sao? Vưu Liên Hương nhướng mày hờn giận nói. Quốc Đống, cậu nói gì vậy hả? Cậu coi tôi là người như thế nào? Triệu Quốc Đống khẽ nở nụ cười. Ừ, tôi chính là không coi chị là người ngoài mới nói vậy. Liễu Tử Kiến xem ra khá ủng hộ công việc của chị nhưng Từ Kinh Vĩ hình như không quá vừa ý. Bí thư huyện ủy lên thị xã dù như thế nào cũng phải kiếm được chức phó thị trưởng chứ. Sao lại thành trợ lý thị trưởng vậy? Đây không phải là chơi xấu người sao? Nếu là tôi thì tôi thà tiếp tục làm bí thư huyện ủy, Bạch Mã coi như huyện lớn nhất nhìn Đường Giang mà. Muốn nói ra cũng là do chị đây. Trước đó đã nói xong với Kim Đại Giang, để lão Từ làm phó thị trưởng chỉ là. Vưu Liên Hương thở dài một tiếng như đang suy nghĩ gì đó. Chỉ là lúc ấy Kim Đại Giang có ý muốn điều một người tới thay lão Từ, tôi liền đồng ý để lão Từ lên làm trưởng ban thư ký trước, không ngờ tình hình đột nhiên có thay đổi. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phái một người khác tới làm phó thị trưởng Đường Giang, tôi không kịp ứng phó nên mới vậy. Sau đó tôi mới biết hai người Kim Đại Giang cùng Vi Sùng Thái dở trò. Đẩy lão Từ ra, thực ra bọn họ sớm biết sẽ có một nhóm cán bộ từ tỉnh sẽ tới các nơi nhận chức. Triệu Quốc Đống nhíu mày trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ trước đó chị không dò xét chút nào sao? Hình như loại chuyện này trước đó đều có lời đồn mà. Ôi, ai nói không có. Lúc ấy tôi cảm thấy mình có quan hệ khá tốt với Kim Đại Giang, y còn cam đoan sẽ để lão Từ lên làm phó thị trưởng. Tôi nghĩ bí thư thị ủy đảm bảo như vậy, tôi cũng hỏi người trên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà không nghe thấy tiếng gì khác nên lại thành kẻ ác.
Vưu Liên Hương nhớ tới chuyện này mà không khỏi tức giận. Mặc dù Từ Kinh Vĩ chưa từng nói, vẫn cố gắng làm tốt công việc, vẫn ủng hộ công việc của mình nhưng Vưu Liên Hương vẫn không được thoải mái, vẫn cảm thấy mình có lỗi với Từ Kinh Vĩ. Triệu Quốc Đống cũng thấy thú vị, người khôn khéo như Vưu Liên Hương mà cũng trúng bẫy của người. Thật không ngờ loại người như Kim Đại Giang cũng biết dùng chiêu thức, không ngờ còn có thể đùa giỡn được Vưu Liên Hương trong lòng bàn tay, hơn nữa làm cho Vưu Liên Hương khổ không nói thành lời. Thấy nụ cười trên mặt Triệu Quốc Đống, Vưu Liên Hương tức. Quốc Đống, chuyện này cậu nếu giúp Vưu tỷ, tôi nhớ phòng ơn cậu cả đời. Tôi nhợ nhất là làm chậm tiền đồ của lão Từ, y tuổi không còn nhỏ, nếu như phải ở vị trí trưởng ban thư ký vài năm không chừng ngày sau muốn tiến thêm bước nữa là rất khó khăn. Vị trí trưởng ban thư ký ủy ban thị xã thực ra không thích hợp với tính cách của lão Từ. Cậu giúp lão Từ một chút, về sau cậu có gì phân phó thì tôi dù nhảy vào biển lửa cũng không hề do dự. Ha ha, xem ra Vưu tỷ sợ Từ Kinh Vĩ bị thiệt nhưng nợ ân tình tôi cũng không sao cả. Chỉ riêng điểm này tôi phải giúp Vưu tỷ rồi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút. Chẳng qua Vưu tỷ, hình như đợt điều chỉnh nhân sự ở An Nguyên mới kết thúc mà. Bây giờ lại muốn động nữa thì sợ là không thích hợp, không dễ làm. Chị hỏi Từ Kinh Vĩ xem có muốn lên bộ làm việc không? Nếu có thì tôi sẽ nghĩ biện pháp. Lên bộ làm. Vưu Liên Hương có chút do dự. Làm chức vụ gì? Sao, còn lo tôi ngược đãi y ư? Triệu Quốc Đống nở nụ cười. Y bây giờ là cấp chính huyện, kiêm chức trợ lý thị trưởng coi NS miễn cưỡng là cấp phó giám đốc. Lên bộ tôi để y làm một phó cục trưởng. Từ Kinh Vĩ này vừa có tính xông xáo, vừa có kinh nghiệm công tác, lên bộ rèn Lê Uyên một chút không chừng còn có thể phát huy lớn. Vưu Liên Hương nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy liền yên tâm. Ừ, tôi thay mặt lão Từ cảm ơn cậu. Nếu có cơ hội để y lên bộ rèn luyện để nâng cao kiến thức cũng là việc tốt. Vưu tỷ, làm nhân viên của chị đúng là tốt, gặp lãnh đạo như chị thì có ai không khăng khăng bán mạng cho chị. Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Bảo sao Liễu Tử Kiến và Từ Kinh Vĩ lại chung với chị như vậy? Chắc vì thế mà Kim Đại Giang không vừa mắt với bọn họ. Hừ, tính cảm giữa người với người được tạo lên từ công việc. Hai người bọn họ trước đây tôi không quen biết, cũng từ xa lạ đến quen thuộc. Tới ăn ý. Bây giờ có thể cùng làm việc chung là duyên phận, hợp sức làm việc cũng là vì tạo hoàn cảnh công việc tốt đẹp mà thôi. Tôi làm thị trưởng Đường Giang gần 3 năm cảm thấy trong mấy phó thị trưởng cũng có vài người ăn ý. Bên thị ủy thì coi như cũng quan hệ được, tôi hy vọng hết khóa này sẽ khiến dân chúng Đường Giang nói tôi tốt, nói tôi làm thị trưởng đã làm được chút chuyện, vậy là đủ, vấn đề khác tôi không hy vọng xa vời. Vưu Liên Hương khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Để đạt được yêu cầu này thì phải dậy từ sáng tinh mơ, tối mịt về ngủ cũng thấy rất mệt mỏi, không dễ dàng gì. Thị trưởng Vưu xem ra có quan hệ rất tốt với chủ nhiệm Triệu. Từ Kinh Vĩ đưa cho Liễu Tử Kiến điếu thuốc, hai người đứng ở trước xe hút thuốc, đầu thuốc đỏ rực trong màn đêm. Ừ, quan hệ nhiều năm, hình như lúc thị trưởng Vưu làm trưởng ban thư ký Ninh Lăng thì chủ nhiệm Triệu kia vẫn còn là một chủ tịch huyện. Đời người đúng là khác nhau quá lớn, bây giờ mới bao năm chứ? Thị trưởng Vưu coi như là thị trưởng trẻ tuổi nhưng so sánh với vị kia. Hắc hắc, 36 tuổi đã là cán bộ cấp phó bộ trưởng, còn làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Anh nói có thể so sánh sao? Vị chủ nhiệm Triệu này có thể nói là nhân tài kiệt xuất, cả An Nguyên chúng ta cũng chưa từng có ai như vậy cả. Liễu Tử Kiến cười nói. Quan hệ giữa Liễu Tử Kiến, Từ Kinh Vĩ khá tốt. Lúc Liễu Tử Kiến làm bí thư thị ủy Bạch Mã, Từ Kinh Vĩ làm phó chủ tịch huyện. Còn chưa thành thường vụ huyện ủy. Liễu Tử Kiến lên làm trưởng ban Triệu thị ủy, Từ Kinh Vĩ làm thường vụ huyện ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, sau đó lên làm phó chủ tịch thường trực, chủ tịch huyện. Khi Liễu Tử Kiến làm phó thị trưởng thường trực, Từ Kinh Vĩ cũng lên làm bí thư huyện ủy. Chẳng qua sự thuận lợi trong con đường làm quan của cả hai đã dừng lại. Bí thư thị ủy Kim Đại Giang không quá thích hai người, Vưu Liên Hương tới làm thị trưởng thì hai người dựa vào Vưu Liên Hương. Quan hệ giữa ba người càng lúc càng mật thiết, nhất là sau khi Từ Kinh Vĩ làm trưởng ban thư ký ủy ban thị xã thì quan hệ càng thân hơn. Đương nhiên cũng là do công việc bên ủy ban thị xã ăn ý. Hai người Liễu Tử Kiến, Từ Kinh Vĩ coi như đóng dấu Vưu hệ. Kim Đại Giang vì thế càng không thích hai người hơn, hai người Liễu Tử Kiến cũng biết rõ việc này. Hai người bọn họ lại không có lựa chọn khác, ai bảo Kim Đại Giang từ trước đến giờ không thích bọn họ. Chỉ là căn cơ của Vưu Liên Hương còn hơi kém. Bây giờ còn chưa thấy dấu hiệu lên làm bí thư thị ủy. Đây là điều mà Liễu Tử Kiến,
Từ Kinh Vĩ thất vọng. Tối nay Vưu Liên Hương đột nhiên gọi hai người lên An Đô gặp Triệu Quốc Đống làm cho bọn họ bất ngờ. Theo bọn họ thấy Triệu Quốc Đống mặc dù bước rất nhanh nhưng bọn họ vẫn thấy đối phương cách mình quá xa. Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có quyền cao chức trọng nhưng không ảnh hưởng mấy đến cục diện chính trị an nguyên. Liễu Tử Kiến và Từ Kinh Vĩ cũng biết Triệu Quốc Đống hình như có quan hệ mật thiết với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, nhưng sau khi Lăng Chính Dược làm bí thư tỉnh ủy, sức ảnh hưởng của Hàn Độ đã giảm nhiều. Điểm này nhiều người trong tỉnh thấy rõ. Anh nói thị trưởng đột nhiên gọi hai chúng ta đi cùng là có ý gì? Từ Kinh Vĩ phá vỡ yên lặng. Tôi cũng rất khó hiểu, thị trưởng lên gặp lão lãnh đạo, chúng ta tính gì? Triệu Quốc Đống dù là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhưng chúng ta cũng không thể dựa vào được mà. Nếu có hạng mục rơi xuống chỉ sợ cũng phải do chính thị trưởng chạy mới được. Liễu Tử Kiến lắc đầu như nhớ đến gì đó nên nở nụ cười. Hay là thị trưởng cảm thấy muốn giúp anh nên tìm Triệu Quốc Đống để điều chỉnh vị trí giúp anh? Điều này sao có thể chứ? Từ Kinh Vĩ lạnh nhạt nói. Vòng điều chỉnh lần này đã xong. Dù Triệu Quốc Đống có quan hệ mật thiết với trưởng ban Hàn nhưng tình hình bây giờ khác. Lúc bí thư Ứng còn ở An Nguyên thì còn đỡ, bây giờ sợ rằng trưởng ban Hàn không có quyền lực như lúc trước. Liễu Tử Kiến im lặng không nói. Ứng Đông Lưu đi, Lăng Chính Dược tới làm bí thư tỉnh ủy và không quá hòa hợp với Hàn Độ, từ đợt điều chỉnh nhân sự lần này cũng mơ hồ thấy được bổ nhiệm nhân sự chủ yếu làm theo ý đồ của Lăng Chính Dược. Miêu Trấn Trung và Hàn Độ cũng không thể ảnh hưởng đến. Mấy người có danh tiếng lớn ở tỉnh nhưng đều không thể lên chức, ví dụ như Trung Dược Quân và Trang Quyền. Còn Long Ứng Hoa hơn năm trước bị đẩy đi bây giờ lại về làm phó chủ tịch tỉnh, qua đó có thể thấy sức ảnh hưởng của Lăng Chính Dược lớn như thế nào. Đàm Lập Phong nghe nói để lên làm thị trưởng An Đô cũng là qua cửa Lăng Chính Dược. Cục diện của An Nguyên đã có đợt điều chỉnh lớn. Quyền 18, chương 117. Lúc Vưu Liên Hương xuống, Liễu Tử Kiến và Từ Kinh Vĩ đã không chờ được nữa. Nửa tiếng, thị trưởng nói chuyện với vị chủ nhiệm Triệu kia quá lâu. Liễu Tử Kiến và Từ Kinh Vĩ không biết Vưu Liên Hương có chuyện gì mà cần nói nhiều như vậy. Xe từ từ khởi động, Từ Kinh Vĩ thành thạo điều khiển vô lăng. Thị trưởng, về đường Giang. Ừ, về đi. Vưu Liên Hương bình tĩnh nói. Ở An Đô này cũng không có gì đáng để lưu luyến. Hai người Liễu Tử Kiến cũng biết chồng Vưu Liên Hương là kẻ không ra gì, sau khi ly hôn không ngừng đến làm phiền. Hai người từng thấy Vưu Liên Hương tức đến phát khóc, cũng may một năm nay tốt hơn chút, có lẽ thằng trống kia chắc đã lấy em nào khác. Từ Kinh Vĩ không nói gì từ từ đạp ga rời khỏi khách sạn chạy ra quốc lộ. Kinh Vĩ, có muốn lên bộ làm việc không? Vưu Liên Hương nhắm mắt lại, câu đầu tiên của cô làm tay Từ Kinh Vĩ run lên. Thị trưởng muốn đuổi tôi đi ư? Nhịp thở Từ Kinh Vĩ mạnh lên, y liếm môi vô thức nói đùa một câu để làm mình bình tĩnh lại. Tôi nhờ Quốc Đống giúp một chút, anh bây giờ cũng từng đó tuổi, nếu chỉ hoãn 2 năm ở vị trí trưởng ban thư ký là không đáng. Nhưng tình huống ở thị xã là vậy, Lão Kim không thích anh, dù 2 năm sau Lão Kim xuống thì vẫn là biến số. Hơn nữa thời gian 2 năm quá dài, trong đó xảy ra biến hóa gì thì không ai biết. Vì thế tôi nghĩ mãi rồi cảm thấy mặt dày đi nhờ Triệu Quốc Đống. Vưu Liên Hương dừng một chút rồi nói tiếp. Xem một chút có thể lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia làm phó cục trưởng không? Đây coi như là cơ hội hiếm có. Hả? Từ Kinh Vĩ rất vui mừng, y còn tưởng mình lên bộ chỉ có thể làm trưởng phòng, như vậy không có ý nghĩa nhiều lắm, làm 1-2 năm vẫn là cấp huyện, về còn phải tìm cơ hội. Nhưng không ngờ Vưu Liên Hương lại nói mình lên làm phó cục trưởng, điều này có nghĩa mình lên cấp phó giám đốc. Nếu như lại là Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì đó chính là khác hẳn. Thị trưởng. Lão Tử thật sự sẽ lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Liễu Tử Kiến rất hâm mộ, nếu có thể lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia như Vưu Liên Hương nói thì đây là nơi toàn nhân tài, một nhân viên bình thường ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đi xuống địa phương cũng oai phong hơn cán bộ cấp phó giám đốc nhiều. Còn phó cục trưởng đi xuống thị xã nào đó chỉ sợ vào thẳng thường vụ thị ủy. Bây giờ còn chưa xác định, tôi đã nói với Triệu Quốc Đống, bây giờ chờ cậu ta vận động như thế nào nữa. Vưu Liên Hương có chút mệt mỏi. Chẳng qua chuyện cậu ta đáp ứng về cơ bản không thất bại. Liễu Tử Kiến đột nhiên nhớ ra gì đó nên mắt sáng lên. Thị trưởng, tôi nghe nói phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ trung ương, trưởng ban qua bây giờ rất coi trọng chủ nhiệm Triệu. Vưu Liên Hương nhìn Liễu Tử Kiến, không ngờ mũi tên này cũng thính thật. Chẳng qua đây không phải tin gì bí mật,
qua tính ưu ái Triệu Quốc Đống là điều không ít người biết. Biểu hiện của Quốc Đống đúng là đáng để Trung ương coi trọng. Đường Giang chúng ta nếu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 50% thì tôi nghĩ anh đến thị xã nào làm thị trưởng, bí thư cũng được. Vưu Liên Hương cười nói, đối với Triệu Quốc Đống mà nói, Vưu Liên Hương đưa ra đề nghị này đúng là có chút phiền phức. Từ Kinh Vĩ nếu muốn lên bộ làm việc đầu tiên phải qua cửa ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên, điều này đơn giản, chỉ cần trao đổi với Hàn Độ, chắc không vấn đề gì. Nhưng muốn lên ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia nhận chức như vậy còn phải được cục điều phối cán bộ ở ban tổ chức cán bộ trung ương trao đổi với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên, như vậy mới có thể rời đi. Mặc dù việc này không quá khó khăn vì chỉ là cán bộ cấp phó giám đốc sở mà thôi, bố trí làm một phó cục trưởng ở cấp bộ cũng là bình thường. Nhưng trong đó có không ít trình tự, thủ tục phức tạp. Chuyện Vưu Liên Hương nhờ, Triệu Quốc Đống không thể không đáp ứng. Hắn biết Vưu Liên Hương thật sự muốn giúp đỡ Từ Kinh Vĩ, cũng vì nguyên nhân này nên Triệu Quốc Đống mới đồng ý. Hắn cũng biết Vưu Liên Hương không dễ dàng nhờ mình. Khách sạn An Nguyên là khách sạn cấp 4 sao cao cấp của thành phố An Đô, nơi đây đầu tiên là cấp 3 sao sau đó sửa chữa nâng lên cấp 4. Nơi đây có vị trí địa lý đẹp nhưng diện tích hơi nhỏ một chút. Kiến trúc cũng đã cổ nên ít du khách tới ở, chủ yếu tiếp đón các đoàn ngoại giao. Triệu Quốc Đống thật ra cảm thấy nơi này khá tốt. Cán bộ ở Trung ương tới An Nguyên khảo sát nếu ở khách sạn 5 sao thì quá xa xỉ, khách sạn 3 sao lại không hay, vì thế mấy loại khách sạn cấp 4 sao như thế này là thích hợp nhất. Lần này đi cùng Triệu Quốc Đống còn có Cục trưởng Cục Công nghệ Cao, Trương Vĩnh Bồi, Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài và lợi dụng đầu tư nước ngoài Trương Vĩnh Bồi, còn có Cục trưởng Cục Thương mại Trương Hoành Vĩ. Triệu Quốc Đống có ấn tượng không tốt mấy về Trương Vĩnh Bồi, vì thế hắn lợi dụng việc phê duyệt các trung tâm nghiên cứu khoa học của các tỉnh mà nhắc nhở Trương Vĩnh Bồi, người này bây giờ thành thật hơn nhiều. Cổ Thọ Sương là Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, hạng mục ở thị xã của Phùng Minh Khải cũng là do Cổ Thọ Sương phụ trách thẩm định, có tiếng nói của Triệu Quốc Đống nên trình tự rất nhanh được giải quyết. Điều này làm Phùng Minh Khải gọi điện cho Triệu Quốc Đống cũng không ngừng khen Cổ Thọ Sương. Cổ Thọ Sương ăn nói không tốt như Trương Hoành Vĩ. Là người trầm mặc ít nói nhưng lại có năng lực rất cao, có trình độ cao về đầu tư nước ngoài và lợi dụng đầu tư nước ngoài. Trương Hoành Vĩ ngày đó khoe khoang về thu hút đầu tư của Ninh Lăng và Hoài Khánh cũng là do cục của Cổ Thọ Sương tiến hành điều tra. Triệu Quốc Đống lần này đi khảo sát ngoài An Nguyên còn đến ba tỉnh Xuyên, Điền, Kiềm, chủ yếu tiến hành tìm hiểu các sản nghiệp mới ở khu vực Trung Tây, kết hợp với quan điểm phát triển sản nghiệp mới trong quy hoạch 5 năm lần thứ 11. Hy vọng thông qua lợi dụng đầu tư nước ngoài để thúc đẩy các sản nghiệp mới. Đến An Nguyên, Triệu Quốc Đống chủ yếu khảo sát khu công nghệ cao An Đô cùng với tình hình phát triển ngành năng lượng mới, bảo vệ môi trường của Ninh Lăng, bên Nguyên Châu lại trọng điểm khảo sát về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Xe từ từ ra khỏi khách sạn An Nguyên, Tề Hoa liếc nhìn Triệu Quốc Đống mặt không chút thay đổi giống như đối phương về An Nguyên cũng không có cảm xúc gì mấy, hoặc là nói che giấu rất tốt. Tề Hoa không tin Triệu Quốc Đống không có cảm giác áo gấm về nhà. Y thậm chí có thể khẳng định tối qua có không ít người đến gặp Triệu Quốc Đống. Điều này có thể hiểu, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, phụ trách Cục Vận hành Kinh tế, Cục Phối hợp Ngành nghề, Cục Công nghệ Cao, Cục Đầu tư nước ngoài và Lợi dụng Đầu tư nước ngoài, Cục Kinh tế Thương mại, đây đều là các cục quan hệ mật thiết đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Địa phương muốn có hạng mục lớn. Muốn chính sách giúp đỡ thì sau này khó tránh khỏi nhờ đến Triệu Quốc Đống. Ngay cả Tề Hoa là phó chủ tịch tỉnh cũng đều có nhiều qua lại với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cơ mà. Chỉ là Triệu Quốc Đống vừa mới đến làm phó chủ nhiệm mà Ủy ban đã phân công cho hắn mấy cục lớn như vậy, có thể nói đều là cục có rất nhiều quan hệ đến kinh tế địa phương, thằng này có ăn được không? Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có yên tâm không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ riêng việc hắn dám làm ầm lên quyền nhập khẩu phân bón hóa học. Cuối cùng Trung ương vẫn quyết định theo ý hắn cơ mà. Có người mừng có người lo, công ty tư nhân vui mừng, hầu hết công ty nhà nước lại lo lắng. Rất nhiều người mắng chửi Triệu Quốc Đống nhưng cuối cùng vẫn phải theo quy định mới mà tiến hành. Ngay cả Tề Hoa cũng muốn thừa nhận quyền nhập khẩu phân bón hóa học được cải cách khiến cho các công ty Trung Quốc có thay đổi rõ rệt, không bị hạn chế nữa, giảm bớt giá thành phẩm nguồn nguyên liệu. Mặc dù là các công ty có quy mô nhỏ cũng bắt đầu hợp tác với nhau để đi ra nước ngoài. Tề Hoa cho rằng Triệu Quốc Đống vừa nhận chức đã tiến hành việc cải cách này là mạo hiểm, có lẽ mạo hiểm này sẽ được bên trên ủng hộ. Cuối cùng Triệu Quốc Đống đã mạo hiểm thành công, làm hắn mở được cục diện ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Quyển 18, chương 118.
Ánh mắt Triệu Quốc Đống nhìn chăm chú về phía trước, nội thành An Đô đối với hắn mà nói là rất quen thuộc, trung tâm thương mại Hồ Lô Châu đang từng bước trở thành trung tâm thương mại quan trọng nhất của thành phố An Đô, đây là trụ cột để biến An Đô thành trung tâm tài chính của khu vực Trung Tây. Đương nhiên anh có bộ khung không có nghĩa anh thật sự thành trung tâm tài chính. Anh cần phải có hệ thống ngân hàng, các công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán lớn đặt vào đó, các dịch vụ kiểm toán cũng muốn tiến vào, đây là một quá trình rất dài. Thiên Phu cùng Ủy ban thành phố An Đô khai thác xây dựng trung tâm Hồ Lô Châu cũng đã dùng hết đầu óc. Quy hoạch của chính quyền một ngày thay đổi vài ba lần, gần như cứ qua tay một lãnh đạo là có tu sửa đôi chút, điều này làm Thiên Phu không biết theo ai. Mãi tới cuối năm trước mới miễn cưỡng xây dựng xong cơ sở vật chất cho hạng mục này. Hơn nữa toàn bộ hạng mục này đều do Thiên Phu bỏ hết tài chính, bên ủy ban dùng mấy khu đất ở nội thành giao cho Thiên Phu coi như là thế chấp trả tiền sau, phương pháp này khá lưu hành nhưng lại làm khó Thiên Phu. Thiên Phu đã quyết định lựa chọn một khu đất thích hợp trong mấy khu đất đó xây dựng tòa nhà Thiên Phu, nơi đây sẽ là trụ sở của tập đoàn Thiên Phu ở khu vực Hoa Trung, quy mô sơ bộ gồm 64 tầng. Trung tâm thương mại Hồ Lô Châu đã được quy hoạch từ thời Ninh Pháp nhưng không tiến triển thuận lợi. Khi ấy quan điểm giữa Ủy ban tỉnh và Ủy ban thành phố An Đô không hài hào nên khiến trung tâm thương mại này không được trên tỉnh ủng hộ. Công việc của Thiên Phu đã kết thúc, toàn bộ hạng mục đã được giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô. Một nhóm lớn các tòa nhà cao tầng được mọc lên, mà trong khu vực quy hoạch cũng lưu nhiều đất trống nhằm xây dựng tiếp theo sau này. Thị ủy, Ủy ban mấy khóa trước của thành phố An Đô cũng không quá tin tưởng vào biểu hiện của trung tâm thương mại này, kết hợp với tài chính của An Đô mãi không dồn tới nên hạng mục này mãi không được khởi động. Chủ nhiệm Quốc Đống, Bí thư Kinh Sơn và Thị trưởng Lập Phong đều quen biết anh từ trước. Bọn họ đang chờ chúng ta ở khu công nghệ cao. Tề Hoa mở miệng nói. Ừ, Chủ tịch Tề, hai người đó đối với tôi mà nói là rất quen thuộc, Thị trưởng Lập Phong đã từng làm việc với tôi ở Hoài Khánh. Lúc ấy y là phó bí thư, tôi là phó thị trưởng thường trực, chẳng qua thời gian hơi ngắn. Triệu Quốc Đống gật đầu như nhớ lại kinh nghiệm lúc mình làm việc ở Hoài Khánh. Mặt Tề Hoa rất bình tĩnh nhưng trong đầu lại nghĩ đến mâu thuẫn của Triệu Quốc Đống và Đàm Lập Phong. Khi Hà Chiếu Thành rời khỏi Hoài Khánh, hai người Triệu Quốc Đống, Đàm Lập Phong tranh chức thị trưởng, Triệu Quốc Đống thắng, Đàm Lập Phong bị ép lên làm phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Một năm sau Triệu Quốc Đống do có mâu thuẫn với Trần Anh Lộc, xử lý vấn đề giải tỏa không tốt nên bị ép rời khỏi Hoài Khánh, Đàm Lập Phong về Hoài Khánh, sau đó thay Trần Anh Lộc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Mà lúc ấy Triệu Quốc Đống được Qua Tĩnh hết lòng đề cử nên từ Bộ Năng lượng về An Nguyên, làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Cũng vì việc này tạo thành đại chiến phát triển kinh tế giữa Ninh Lăng và Hoài Khánh trong mấy năm qua. Kết quả trong 3 năm Ninh Lăng thắng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Lăng hoàn toàn áp đảo Hoài Khánh vốn có trụ cột tốt, hơn nữa trở thành nơi có GDP cao nhất An Nguyên sau An Đô, thậm chí là thị xã đầu tiên của khu vực đất liền đột phá GDP 100 tỷ. Cũng vì thế Triệu Quốc Đống mà đánh bại Long Ứng Hoa để thành thường vụ tỉnh ủy. Nghĩ vậy Tề Hoa không khỏi cảm thấy thế sự biến hóa khôn lường. Long Ứng Hoa bị ép rời khỏi An Nguyên, bây giờ nhờ Lăng Chính Dược mà quay về An Nguyên làm phó chủ tịch tỉnh. Mà Đàm Lập Phong cũng nhờ vào Lăng Chính Dược mà lên làm thị trưởng thành phố An Đô. Nhưng thật ra Triệu Quốc Đống nhảy khỏi vòng tròn của An Nguyên, bây giờ lại thành phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Lập Phong mới tới chưa lâu, vẫn là quyền thị trưởng nhưng tôi thấy y tiến vào trạng thái rất nhanh, có nhiều ý tưởng chấn hưng kinh tế An Đô. Chủ nhiệm Quốc Đống lát nữa có thể trao đổi nhiều hơn với Lập Phong. Hai người là người quen cũ, An Đô cũng là nguyên quán của anh, chủ nhiệm Quốc Đống về công về tư cũng nên giúp đỡ kinh tế An Đô phát triển mới đúng. Tề Hoa mỉm cười nói. Triệu Quốc Đống thầm oán, Tề Hoa này chẳng lẽ không biết, mâu thuẫn, với Đàm Lập Phong sao? Còn muốn mình nói chuyện với Đàm Lập Phong, nói chuyện gì? Nói chuyện mình làm thế nào đẩy Đàm Lập Phong khỏi Hoài Khánh, hay nói chuyện Đàm Lập Phong làm như thế nào từ trên tỉnh ủy về Hoài Khánh làm thị trưởng? Hoặc là nói chuyện tranh đoạt giữa Hoài Khánh và Ninh Lăng. Ha ha, nên vậy, An Đô là nơi tôi trưởng thành, sinh ra, học ở đây, chỉ tiếc tôi làm ở An Đô có hơn 2 năm, bây giờ vẫn rất nhớ nơi này. Tối qua tôi muốn ra ngoài đi một vòng, dòng Ninh Giang là nơi tôi lưu luyến nhất. Triệu Quốc Đống nói không giả, lúc trước hắn và Đường Cẩn hay đi dạo ở dòng Ninh Giang, còn ân ái triền miên ở đó nữa. Quan Kinh Sơn nhìn đồng hồ, chắc nên tới rồi. 8 giờ 30 xuất phát từ khách sạn An Nguyên, 9 giờ chắc là đến nơi. An bài điểm khảo sát cũng làm Quan Kinh Sơn tốn nhiều tâm trí. Đàm Lập Phong mới tới,
không quá quen tình hình của thành phố. Triệu Quốc Đống lại là cán bộ từ An Nguyên đi ra, hiểu rất rõ về An Đô, anh đưa ra một điểm không đáng để xem thì bề ngoài có lẽ hắn không nói gì nhưng trong lòng sẽ đánh giá thấp An Đô. Nhất là Triệu Quốc Đống từng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, mai còn tới Ninh Lăng khảo sát thì sẽ tạo thành ấn tượng để so sánh. Triệu Quốc Đống còn đỡ một chút nhưng mấy cục trưởng đi theo hắn mới là khó. Quan Kinh Sơn từng làm trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại nên biết đám người ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đều là vểnh mũi lên trời, ông trời thứ nhất, ông thứ hai, xuống khảo sát cũng chính là muốn xem kết cấu sản nghiệp, tiềm lực phát triển. Những người ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia tuy hơi kiêu căng nhưng đều có năng lực thật sự, anh nếu đưa ra cái gì làm hắn hài lòng, hắn sẽ không tiếc lời khen, ngược lại không chừng có ấn tượng không tốt, sau đó quốc gia nếu có hạng mục lớn, chính sách tốt nào đó thì bọn hắn chỉ cần nói vài câu là có thể khiến anh hết hy vọng. Buổi sáng xem khu công nghệ cao thì quốc tế Hoa Tâm cũng không thể không tới xem. Đây là tập đoàn điện tử lớn nhất khu vực đất liền, quy mô sản xuất luôn đứng đầu khu vực, chẳng qua ở khu vực Duyên Hải và Hoài Khánh cũng lục tục có nhiều công ty điện tử tiến vào và đuổi theo quốc tế Hoa Tâm. Quốc tế Hoa Tâm cũng gặp áp lực kinh doanh rất lớn. Quang Điện Thiên Long, công ty công nghệ sinh học Tam Hữu cũng là điểm đáng xem. Buổi chiều đến xem tình hình xây dựng trung tâm thương mại Hồ Lô Châu, đây là do không còn hạng mục nào khác để chọn. Tiến trình xây dựng trung tâm thương mại không quá thuận lợi, ít nhất theo Quan Kinh Sơn thấy quy hoạch của Hồ Lô Châu không được tỉnh phối hợp mấy, thiếu sự ủng hộ của tỉnh nên trung tâm thương mại này hơi đơn độc. Vì thế Quan Kinh Sơn hy vọng thông qua Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia để cấp trên thấy được định vị của trung tâm thương mại Hồ Lô Châu, qua đó khiến tỉnh tham gia vào. Biến trung tâm thương mại Hồ Lô Châu thành trung tâm thương mại của cả khu vực đất liền, mà không phải trung tâm thương mại của riêng thành phố An Đô hoặc tỉnh An Nguyên. Sau đó chính là cuộc tọa đàm ở trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố, nghe Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô nói về tư tưởng quy hoạch trung tâm công nghệ cao, trung tâm tài chính. Đàm Lập Phong cũng nhìn đồng hồ rồi khẽ thở dài nói. Bí thư Quan, chắc cũng nên tới rồi chứ, có cần hỏi chủ tịch Tề bao giờ thì tới không? Không cần hỏi. Vừa nãy trước khi xuất phát thư ký của Chủ tịch Tề đã gọi cho tôi. Quan Kinh Sơn lắc đầu nói. Lập Phong, anh hình như đã cùng cộng tác với Triệu Quốc Đống. Ừ, chẳng qua thời gian rất ngắn. Đàm Lập Phong không muốn nói chuyện này mấy. Quyển 18, chương 119. Xe dừng lại trước trụ sở ban quản lý khu công nghệ cao, người xuống đầu tiên là một vị phó trưởng ban thư ký ủy ban tỉnh, y xuống tới giới thiệu hai bên. Sau đó là Tề Hoa cùng Triệu Quốc Đống nói vài câu khách sáo, cuối cùng Tề Hoa xuống xe trước, tiếp theo mới là Triệu Quốc Đống. Chủ nhiệm Triệu, hoan nghênh hoan nghênh. Quan Kinh Sơn đầy nhiệt tình lên đón. Cuối cùng cũng thấy được anh, thị ủy, ủy ban An Đô đều kiếng chân chờ mong. Triệu Quốc Đống không khỏi nổi da gà nhưng ngoài mặt không hề thay đổi. Hắn cười nói. Bí thư Quan, đừng nói như vậy, lần này tôi được chủ nhiệm quyền quân ủy thác tới An Đô điều tra. Hai năm nay An Đô đạt thành tích rất tốt, ủy ban cũng hy vọng thông qua điều tra để tổng kết kinh nghiệm của An Đô rồi phổ biến sang các địa phương khác. Quan Kinh Sơn cũng không khỏi nổi da gà. Quá dối trá. Làm bí thư thị ủy An Đô, Quan Kinh Sơn biết chuyện nhà mình. Hai năm qua An Đô chỉ có thể coi như khôi phục phát triển, nói khôi phục còn quá. Mấy năm trước kinh tế An Đô phát triển quá chậm khiến cho từ một thành phố cấp phó tỉnh rơi xuống hạng 2. Dù là bây giờ Quan Kinh Sơn cũng cảm thấy An Đô vẫn trong giai đoạn tìm kiếm con đường phát triển của mình. Về phần nói gì điều tra kinh nghiệm phát triển càng không phải nói. Quan Kinh Sơn thậm chí cảm thấy ý châm chọc trong lời của đối phương. Nếu không phải tỉnh kéo mãi mới khiến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đến An Nguyên khảo sát, mà An Đô là tỉnh thành lại không tới thì sẽ làm mất mặt An Đô, có lẽ Triệu Quốc Đống trực tiếp bỏ qua An Đô mà đến mấy nơi như Ninh Lăng, Hoài Khánh cùng Miên Châu. Đàm Lập Phong cùng Triệu Quốc Đống cũng chào hỏi vài câu. Nhân vật chính hôm nay là Triệu Quốc Đống cùng Quan Kinh Sơn, mặc dù là Tề Hoa cũng chỉ có thể thêm cho có. Triệu Quốc Đống và Quan Kinh Sơn nói chuyện như diễn kịch, nếu như không có mấy nhân tố khác xen vào thì hoàn toàn là bình thường, nhưng nội tình trong đó chỉ người biết mới hiểu. Quốc tế Hoa Tâm trong tình hình cạnh tranh khốc liệt vẫn duy trì được vị trí đứng đầu trong các công ty sản xuất điện tử, đây là tín hiệu đáng mừng. Thành phố An Đô đã có nhiều thử nghiệm đáng giá trong phát triển ngành điện tử. Quốc tế Hoa Tâm mặc dù vẫn đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất điện tử trong nước nhưng ngành điện tử ở Tô Châu, Thành Đô, Vũ Hán cũng phát triển nhanh chóng khiến quốc tế Hoa Tâm gặp áp lực cực lớn. Trên thực tế ngành điện tử của Hoài Khánh cũng phát triển hơn xa An Đô.
Ngay cả bên trong quốc tế Hoa Tâm cũng hối hận sao trước đó lại bỏ qua Hoài Khánh mà chọn Ando. Mà thành phố Ando bây giờ cũng có chút do dự có nên chọn ngành điện tử là sản nghiệp trụ cột hay không. Không ngờ ngành công nghệ sinh học của Ando lại phát triển nhanh như vậy, kinh nghiệm hợp tác giữa Đại học An Nguyên và công ty công nghệ sinh học Tam Hữu rất đáng để tổng kết, điểm này muốn mời các đồng chí ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên cần tốn nhiều tâm trí. Đàm Lập Phong khẽ hừ một tiếng, tên Triệu Quốc Đống này khác hẳn trước đây, vẻ mặt của hắn làm người ta nghĩ hắn thật sự rung động vì sự phát triển của khu công nghệ cao Ando. Đàm Lập Phong không tin Triệu Quốc Đống không biết tình hình thật ở nơi đây. Ngành công nghệ sinh học Ando không đáng nhắc tới, đưa mắt cả Ando cũng không tìm ra được một công ty có quy mô tương tự công ty Tam Hữu. Buồn cười chính là khi Quan Kinh Sơn hào hứng phát biểu tương lai đáng mong chờ của ngành công nghệ sinh học Ando, Triệu Quốc Đống cũng lộ vẻ chờ mong. Triệu Quốc Đống không biết phó bí thư thị ủy, thị trưởng Đàm Lập Phong đang thầm đánh giá mình. Nhưng đánh giá của Đàm Lập Phong thật ra phù hợp với suy nghĩ trong lòng của hắn. Ando lạc hậu, điểm này không thể nghi ngờ. Mặc dù hai năm nay có khôi phục đôi chút nhưng mấy năm trước chậm phát triển đã gây ảnh hưởng quá lớn. Nhìn khu công nghệ cao này xem, có thấy cái nào là công nghệ cao đâu. Công ty sản xuất quốc tế Hoa Tâm ở Ando là ngành công nghệ cao. Năm sáu năm trước là như vậy, bây giờ vẫn thế, vẫn là công ty gia công, hoặc nói là xưởng sản xuất, cái gọi là trung tâm nghiên cứu khoa học chỉ là bộ khung. Bảo sao bên ngoài đồn đại quốc tế Hoa Tâm có thể đặt trụ sở nghiên cứu ở Thượng Hải. Quang Điện Thiên Long và công ty Tam Hữu có thể coi là công ty có chút hàm lượng khoa học kỹ thuật nhưng lại rải rác, khó tạo thành hiệu ứng quy mô, càng không thể thúc đẩy các ngành liên quan phát triển. Triệu Quốc Đống biết rõ hai năm nay kinh tế Ando có tăng trưởng trở lại nhưng lại dựa chủ yếu vào các ngành truyền thống. Ví dụ như sản xuất ô tô, cơ giới chế tạo và ngành hóa chất, xây dựng, bất động sản. Còn ngành nghề mới không đáng nhắc tới mấy, bảo sao Trương Vĩnh Bồi và hai tên trưởng phòng đi cùng lại không có hứng thú. Một câu nói mang tính lễ phép tổng kết cuộc khảo sát ban sang. Đến An Nguyên mà không tới xem Ando thì không thể nói. Triệu còn muốn tới Hồ Lô Châu, Triệu Quốc Đống trong lòng đang suy nghĩ có nên đi không. Mình đã tới đó vô số lần, mặc dù đó đều là đi chơi nhưng hắn không thấy được Hồ Lô Châu có gì đáng để người ta kinh ngạc cả, nói trắng ra chỉ là bộ khung. Thiếu nội dung. Trung tâm thương mại Hồ Lô Châu gì mà chỉ có một đống hệ thống tài chính như ngân hàng công thương, ngân hàng xây dựng hoặc ngân hàng thương mại Ando, công ty bảo hiểm Bình An, bảo hiểm Trung Quốc, một vài công ty chứng khoán cộng thêm mấy chục cửa hàng thời trang cao cấp. Hàm nghĩa thật sự của trung tâm thương mại là gì? Triệu Quốc Đống vẫn cân nhắc công năng của trung tâm thương mại là gì? Điểm này không biết đám người thị ủy, ủy ban Ando có nghĩ tới không? Không thể nói bọn họ không biết. Lãnh đạo ở cấp bậc như vậy trong lòng đều biết, vấn đề là làm như thế nào thực hiện được công năng của trung tâm thương mại, thực hiện tác dụng thúc đẩy kinh tế Ando thậm chí cả An Nguyên phát triển, đây mới là điều quan trọng nhất. Tề Hoa thấy rõ đám người Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia do Triệu Quốc Đống cầm đầu không hăng hái mấy. Mặc dù quan hệ giữa quyết định và tỉnh không hài hòa nhưng dù sao đây cũng là tỉnh thành An Nguyên, là bộ mặt của An Nguyên. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống coi như khách khí, nhưng mấy vị cục trưởng, trưởng phòng phía dưới hắn lại khác. Tề Hoa mơ hồ nghe mấy lời bàn tán chẳng qua chỉ có thể làm như không có nghe thấy, những người này đều đi khắp nơi trong cả nước, mấy thứ mà Ando lấy ra đúng là không thể khiến bọn họ hài lòng. Chỉ là tổ điều tra của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia lần này rõ ràng chỉ điều tra về ngành nghề mới, ngành công nghệ cao, Ando sao có thể đẩy mấy công ty sản xuất ô tô, hóa chất, cơ giới ra được. Nhất là Triệu Quốc Đống từ An Nguyên đi ra, anh muốn lừa hắn không phải là tự chuốc nhục ư. Trung tâm thương mại Hồ Lô Châu tốt xấu gì cũng coi như là dẫn đầu đưa ra khái niệm trung tâm thương mại CBD của bốn tỉnh An, Xuyên, Điền, Kiềm, không quan tâm có thật sự là trung tâm thương mại đúng nghĩa không nhưng cũng có bộ khung, cũng có thể miễn cưỡng đánh giá được. Chủ nhiệm Triệu, đây là trình độ của ngành công nghệ cao của thành phố An Đô ư. Trương Vĩnh Bồi cao mày đi theo phía sau Triệu Quốc Đống. Gần tới giờ ăn trưa, y muốn trao đổi suy nghĩ của mình với Triệu Quốc Đống. Sao, cảm thấy không hài lòng ư? Triệu Quốc Đống không quay đầu lại mà chỉ đi chậm đôi chút. Ừ, cảm thấy có chút thất vọng, Ando đáng lẽ có ưu thế lớn ở phương diện này, nó có không ít trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, lực lượng nghiên cứu khoa học có thể nói xếp hàng đầu trong cả nước nhưng tôi lại thấy Ando không phát huy hết ưu thế. Hơn nữa càng quan trọng hơn chính là bên chính quyền không đưa ra được quan hệ gia hồn. Hoặc là nói quy hoạch không rõ ràng. Tôi cũng xem qua về quy hoạch khu công nghệ cao Ando,
quy mô thì lớn nhưng không có trọng tâm, quá tham lam. Trương Vĩnh Bồi lắc đầu thở dài một tiếng. Đây là bệnh chung của rất nhiều khu công nghệ cao trong cả nước, nhưng không ngờ nó càng đột xuất ở Ando. Quyển 18, chương 120. Trương Vĩnh Bồi nói rất chói tai, nhưng lại nói đúng mấu chốt vấn đề. Quy hoạch xây dựng khu công nghệ cao của Ando thiếu một tư tưởng rõ ràng, thành phố cũng có chút vấn đề ở quan điểm này. Đổi một lãnh đạo là đổi tư tưởng, ra ngoài xem một vòng lại có quan điểm mới. Kết quả là đạp đổ làm lại. Thực ra lúc Triệu Quốc Đống làm ở Ninh Lăng đã chú ý khu công nghệ cao của Ando khá trì trệ, lúc ấy anh trai La Băng còn làm tránh văn phòng ban quản lý khu công nghệ cao. Sau đó La Duệ sang Thông Thành cũng có một phần do Triệu Quốc Đống giúp, hai người cũng gặp mặt nói chuyện hai lần. La Duệ cũng nói đến vấn đề mấu chốt của khu công nghệ cao Ando. Chủ yếu nằm ở chỗ quan điểm của lãnh đạo không thống nhất, hơn nữa lãnh đạo ban quản lý cũng đi theo xu thế của lãnh đạo bên trên, không thể đưa ra quy hoạch của chính bản thân ban quản lý, như vậy khiến cho khu công nghệ cao Ando mất đi đặc điểm của riêng mình, trở thành bình thường. Quan Kinh Sơn đảm nhiệm thị trường thì tình huống này sẽ thay đổi nhưng Quan Kinh Sơn tập trung vào phát triển kinh tế của Ando hơn, mặc dù cũng chú ý đến khu công nghệ cao nhưng y là lãnh đạo chủ yếu của thành phố, không thể đặt tâm trí chủ yếu vào bên này, vì thế khu công nghệ cao vẫn không khởi sắc là mấy. Mãi tới khi Phó Thị trưởng Trác Ninh đảm nhiệm thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy khu công nghệ cao Ando thì tình hình mới thoáng có thay đổi nhưng không kéo dài lâu. Trác Ninh đảm nhiệm chức vụ này không đầy nửa năm đã được điều đi, khu công nghệ cao Ando lại rơi vào mê man. Vĩnh Bồi, đây là bệnh chung của khu công nghệ cao các nơi. Thiếu bản sắc, khắp nơi đua nở nên thiếu đặc sắc, không hình thành được sản nghiệp có sức cạnh tranh, cuối cùng rơi xuống hạng dưới. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Lúc trước khu công nghệ cao Ando rất nổi tiếng, không ngờ chỉ vài năm qua đi mà lại thành ra như thế này. Chủ nhiệm Triệu, bây giờ khắp nơi trong cả nước cạnh tranh rất kịch liệt, cạnh tranh ở các khu khai phát, khu công nghệ cao càng đột xuất. Thu hút đầu tư cũng tốt, tạo sản nghiệp trụ cột cũng tốt, bồi dưỡng công ty dẫn đầu cũng tốt, tất cả đều giống như đi ngược dòng nước. Nếu thoáng thả lỏng cũng có nghĩa bị đối thủ vượt qua. Nếu đứng im tại chỗ cũng chỉ có thể bị người khác vứt càng xa. Công việc ở khu khai phát, khu công nghệ cao không dễ làm. Trương Vĩnh Bồi hiểu khá rõ tình hình phát triển khu khai phát các nơi. Nhưng khu công nghệ cao Ando không giống như vậy, nó không phải ở vị trí đó. Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Đây là nỗi nhục của Ando, thậm chí của cả An Nguyên. Trương Vĩnh Bồi nghe vậy không khỏi giật mình vội vàng nhìn quanh xem có ai chú ý không. Triệu Quốc Đống thực ra cũng hiểu rõ tình hình phát triển của khu công nghệ cao Ando. Hắn từ An Nguyên đi ra, chẳng lẽ còn không biết tình hình của Ando sao? Chủ nhiệm Triệu, tôi cảm thấy nếu như thật sự cần trao đổi ý kiến với Ando thì hay là lén trao đổi với mấy vị lãnh đạo, như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn. Trương Vĩnh Bồi đang suy nghĩ xem làm như thế nào xử lý tốt việc này. Ừ, tôi thấy như thế này, anh tìm thị trưởng Lập Phong nói chuyện về ý kiến của tổ công tác chúng ta. Đương nhiên giọng điệu nhẹ nhàng một chút. Ôi, thể diện phải cho, dù sao Ando cũng là tỉnh thành, là thể diện của An Nguyên. Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ là tôi cảm thấy nếu không nói mạnh thì chỉ sợ bọn họ sẽ đau dài hơn, trả giá lớn hơn. Chủ nhiệm Triệu, tôi thấy bọn họ cũng ý thức được vấn đề này. Tôi sẽ thảo luận với bọn họ làm như thế nào xác định con đường phát triển của khu công nghệ cao Ando, tôi chỉ nhắc đến mà thôi, tôi tin đây cũng là cách nhắc nhở bọn họ. Trương Vĩnh Bồi đề nghị. Ừ, anh cứ suy nghĩ rồi làm. Nói thật nếu tôi là bí thư thị ủy, thị trưởng Ando thì tôi sẽ chủ động từ chối với tỉnh để đỡ mất mặt. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đi vào thôi, không chừng người ta lại thấy chúng ta đang nói xấu sau lưng đó. Cuộc khảo sát Hồ Lô Châu buổi chiều cũng không làm người ta hài lòng mấy, điểm này ngay cả Tề Hoa cũng thấy. Trong quá trình khảo sát, người của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nói rất ít. Thái độ lễ phép lạnh nhạt làm cho Tề Hoa cùng Quan Kinh Sơn cũng cảm thấy hết sức xấu hổ. Trung tâm thương mại Hồ Lô Châu chỉ từ diện tích và các công trình kiến trúc thì khá khả quan. Mặc dù không thể so sánh được với trung tâm thương mại ở Bắc Kinh, Thượng Hải nhưng tuyệt đối đứng hàng đầu khu vực đất liền, mấu chốt là trong đó có gì. Giống như Triệu Quốc Đống nói vậy, cả ngày họ hét lập trung tâm thương mại, trung tâm hành chính nhưng bản chất thật sự của nó là gì? Vấn đề này Triệu Quốc Đống cũng nói với bên phía Ando khi tổ chức tọa đàm, đương nhiên hắn nói khá uyển chuyển, làm mọi người dễ dàng chấp nhận hơn nhiều. Triệu Quốc Đống thảo luận về công năng của trung tâm thương mại với mọi người,
hắn cũng phân tích việc hầu hết mọi người tích tụ các công ty lớn của tỉnh và các hệ thống tài chính tới trung tâm thương mại, phát huy khả năng của các công ty hàng đầu, nhắc đến sự nghiệp văn hóa, các ngành phục vụ nhưng mọi người lại quên đi công năng tích tụ và xúc tiến kinh tế khu vực phát triển. Ở điểm này Triệu Quốc Đống cũng trình bày quan điểm của mình làm người tham gia cuộc tọa đàm phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống đưa ra việc xây dựng trung tâm thương mại không chỉ đơn thuần là tạo hiệu quả của chính trung tâm thương mại đó, mà phải phát huy tác dụng kích thích kinh tế khu vực phát triển, bởi vì điểm này còn tốt hơn nhiều so với GDP từ trung tâm thương mại mang tới. Quan điểm này của hắn tạo thành tiếng vang lớn đối với quan chức thành phố Ando. Nhất là Triệu Quốc Đống đưa ra việc trung tâm thương mại Hồ Lô Châu cần phải phát huy tác dụng trung tâm đầu mối quan trọng của Ando ở tỉnh An Nguyên và khu vực Trung Tây, kết hợp với ngành tài chính, ngành nghề mới của Ando để tạo thành chiến lược song song, gắng sức phát huy tác dụng hiệu ứng của trung tâm thương mại ở phương diện này, không đi theo con đường bình thường, làm cho thành phố Ando mượn trung tâm thương mại Hồ Lô Châu để tiến thêm một bước trong việc trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa của cả khu vực. Tư tưởng của Triệu Quốc Đống rất có sức rung động, là lời cảnh tỉnh với Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong. Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong thậm chí cảm giác được quan điểm của Triệu Quốc Đống như là ánh sáng trong sương mù, để bọn họ phát hiện làm như thế nào khiến kinh tế Ando đột phá vòng vây. Đàm Lập Phong không thể không thừa nhận có vài phương diện mình kém Triệu Quốc Đống, ít nhất trong tư tưởng phát triển trung tâm thương mại thì y thừa nhận mình còn thiếu kiến thức. Đàm Lập Phong cảm thấy Quan Kinh Sơn cũng bị quan điểm của Triệu Quốc Đống xúc động, thậm chí lúc ăn tối cũng vẫn còn suy nghĩ đến cuộc tọa đàm. Lập Phong, anh cảm thấy quan điểm Triệu Quốc Đống đưa ra chiều nay thế nào? Tiễn khách xong, Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong đi chậm ra bãi xe. Đàm Lập Phong trầm ngâm một chút, mặc dù y không muốn thừa nhận, nhưng là Quan Kinh Sơn đã chủ động hỏi, Đàm Lập Phong không muốn nói trái lương tâm, dù cho mình trái lương tâm ngăn cản, cũng không chắc có thể ngăn cản quyết định của Quan Kinh Sơn. Không thể không nói rất có tính hấp dẫn, có tính định hướng. Mặc dù tôi không muốn thừa nhận nhưng vẫn phải nói ở vấn đề này Triệu Quốc Đống thấy xa hơn chúng ta. Tầm nhìn của chúng ta vẫn hạn hẹp không ít. Ha ha, Lập Phong anh có thể nói như vậy chứng minh lòng dạ chúng ta không hẹp hòi. Quan Kinh Sơn cười nói. Triệu Quốc Đống ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, đứng ở góc độ khác chúng ta, nhìn nhận vấn đề sâu rộng hơn. Chúng ta phải đặt mình vào thực tế, cân nhắc sự vật xung quanh. Triệu Quốc Đống là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nên thấy xa hơn cũng là bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 18, chương 121. Bí thư Quan, đây không phải lý do. Đồng Lập Quốc lắc đầu, y không phải loại người có chênh lệch mà không dám thừa nhận. Chỉ cần chúng ta ý thức được vấn đề này là được. Tư tưởng Triệu Quốc Đống đưa ra tôi thấy đáng để chúng ta ân nhắc. Hơn tháng qua tôi vẫn điều tra, cân nhắc xem Ando nên phát triển như thế nào, đột phá từ phương diện nào, làm như thế nào để phát huy được tính đặc biệt của Ando. Đúng như lời Triệu Quốc Đống đã nói, không đi con đường bình thường, điểm này rất quan trọng. Quan Kinh Sơn có chút hứng thú gật đầu nhưng không nói xen vào mà chờ Đồng Lập Quốc tiếp tục trình bày quan điểm cá nhân. Trung tâm thương mại là trung tâm của thành phố, là nơi tập trung các tinh hoa kinh tế. Triệu Quốc Đống đưa ra tác dụng lớn nhất của trung tâm thương mại là không phải nằm ở biểu hiện bề ngoài, mà nó phải có tác dụng thúc đẩy kinh tế Ando thậm chí cả An Nguyên phát triển. Kinh tế Ando thậm chí An Nguyên phát triển càng tốt, công năng của trung tâm thương mại càng có thể phát huy, ngược lại tác dụng của trung tâm thương mại càng lớn, như vậy sẽ xúc tiến kinh tế Ando, An Nguyên phát triển càng nhanh, đây là vòng tuần hoàn. Tôi nghĩ chúng ta có thể cân nhắc điểm này thậm chí đề nghị với tỉnh. Trong mắt Quan Kinh Sơn hiện lên một tia khen ngợi, quan điểm của Đồng Lập Quốc đúng phù hợp với suy nghĩ của y. Y cũng chính là có ý này. Trung tâm thương mại Hồ Lô Châu bây giờ đang như cái hố đen hút tiền, tài chính của thành phố sẽ khó chống đỡ nổi. Nhưng nếu như trung tâm thương mại Hồ Lô Châu có thể trở thành động lực phát triển kinh tế của An Nguyên thì điều này sẽ khiến lãnh đạo chủ yếu tỉnh chú ý, tỉnh có thể sẽ đầu tư tài chính vào đó. Tôi đồng ý với quan điểm của anh. Tôi cảm thấy cần phải để lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ý thức được điểm này. Ừ, tối hai chúng ta đến gặp Triệu Quốc Đống một chút. Tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ hắn một chút. Hắn vẫn giữ lại quan điểm, chúng ta đến nói chuyện này với y, như vậy chúng ta cũng tự tin hơn khi mặc cả với tỉnh. Quan Kinh Sơn gật đầu nói. Tôi cũng nghĩ như vậy. Quan điểm được Triệu Quốc Đống nói ra thì có lẽ càng được lãnh đạo chủ yếu trên tỉnh chú ý. Dù sao đây là quan điểm của lãnh đạo Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, không phải là quan điểm riêng của hai chúng ta.
Đồng Lập Quốc nở nụ cười. Chưa chắc. Quan Kinh Sơn lắc đầu. Đồng Lập Quốc ngẩn ra rồi đột nhiên có phản ứng, trên mặt cũng lộ vẻ kỳ quái. Bí thư Kinh Sơn, tôi nghĩ ở vấn đề này các lãnh đạo sẽ cân nhắc sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Quan Kinh Sơn và Đồng Lập Quốc đến gặp làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Chính xác mà nói hai vị này và hắn không coi như người đồng đạo. Lúc hắn còn ở An Nguyên thì cũng không qua lại gì với bọn họ, còn có quan hệ cạnh tranh. Đương nhiên bây giờ ba người đã lên đến cấp phó bộ trưởng, hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng ra khỏi vòng tròn An Nguyên, ngược lại Quan Kinh Sơn và Đồng Lập Quốc trở thành người hợp tác. Chẳng qua hắn vẫn chào đón hai người kia, vấn đề mà hai người đề cập cũng làm Triệu Quốc Đống thấy hứng thú. Dù sao An Đô cũng là quê của hắn, có thể có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của quê hương, hắn đương nhiên không tiếc. Ba người nói chuyện hơn tiếng về công năng và tác dụng của Trung tâm Thương mại Hồ Lô Châu, sau đó kéo dài tới khu công nghệ cao An Đô. Triệu Quốc Đống cảm thấy Trương Vĩnh Bồi có thể đã trao đổi với Đồng Lập Quốc nên Đồng Lập Quốc khá chú ý đến đề tài này. Triệu Quốc Đống cũng nói ra một vài quan điểm của mình, chưa chắc được đối phương tán thành nhưng ít nhất cũng là điểm cho bọn họ tham khảo. Từ bề ngoài Quan Kinh Sơn, Đồng Lập Quốc hợp tác khá tốt, Triệu Quốc Đống hy vọng An Đô một lần nữa trở lại trong tay hai vị này. Chẳng qua theo Triệu Quốc Đống thấy hai người Quan Kinh Sơn, Đồng Lập Quốc cộng tác tốt hơn nhiều so với Miêu Trấn Trung cùng Diêu Văn Chí hoặc là Tôn Liên Bình cùng Quan Kinh Sơn. Ít nhất hai người này nguyện ý hợp tác hoặc là nói nguyện ý thỏa hiệp để phát triển An Đô. Nếu không một khi có tranh chấp thì cả hai đều bị thiệt. Triệu Quốc Đống tin Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong đều không muốn thấy tình huống đó xảy ra. Sau khi hai người Quan Kinh Sơn đi, Trương Hoành Vĩ lại vào phòng Triệu Quốc Đống ngồi một lát trao đổi về xu thế phát triển kinh tế của An Đô. Triệu Quốc Đống có thể cảm thấy Trương Hoành Vĩ đang tích cực muốn dựa vào mình, hắn cũng thích nhân vật như vậy quan hệ gần với mình. Làm cục trưởng cục thương mại, Trương Hoành Vĩ có năng lực nghiệp vụ cao, sắc sảo, có kiến thức rộng rãi, tầm nhìn khá rộng, hơn nữa ở nhiều vấn đề cũng có cái nhìn chưa chắc đã nhất trí với cấp trên. Đương nhiên điều này không bài trừ việc Trương Hoành Vĩ cố gắng tìm hiểu quan điểm của Trương Hoành Vĩ nên mới vậy. Nhưng mặc kệ như thế nào chỉ cần đối phương có ý đó, lại có năng lực không bình thường cũng là đủ. Hơn nữa ở vài vấn đề Triệu Quốc Đống cảm thấy Trương Hoành Vĩ không phải cố gắng lấy lòng mình, mà y đưa ra quan điểm cá nhân, điều này làm Triệu Quốc Đống đánh giá cao đối phương. Trương Hoành Vĩ là người khôn khéo, y lợi dụng lần khảo sát này để dựa vào Triệu Quốc Đống. Trước đó Triệu Quốc Đống không quá hài lòng về Trương Vĩnh Bồi, điểm này Trương Hoành Vĩ cũng quan sát thấy. Trương Vĩnh Bồi bị Triệu Quốc Đống nhắc nhở về việc phê duyệt các hạng mục trung tâm nghiên cứu khoa học của các tỉnh, Trương Vĩnh Bồi gặp áp lực rất lớn. Nếu nói mấy hạng mục không có vấn đề gì là điều không thể. Làm ở ủy ban nhiều năm như vậy, ai không có bạn bè, ai không có người quan hệ mật thiết. Tình cảm tư nhân rồi chuyển sang công việc, nhất là khi phê duyệt hạng mục và giúp đỡ về tài chính. Điều này Trương Hoành Vĩ thấy đó là bình thường. Triệu Quốc Đống không phải một người cổ hủ, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc thì hắn sẽ không nhìn chằm chằm vào. Nhưng anh nếu không coi trọng hắn, hoặc lá mặt lá trái, hắn cũng sẽ có biện pháp xử lý anh. Tổ công tác kết hợp giữa bên thống kê và Cục Sản nghiệp Công nghệ Cao xuống các nơi điều tra rất nhanh có hồi âm. Ở Cục Sản nghiệp Công nghệ Cao cũng không phải do Trương Vĩnh Bồi một tay che trời, ở đấy đầy người khôn khéo. Phó chủ nhiệm phụ trách quản lý không hòa hợp với cục trưởng khiến không ít người ngửi thấy cơ hội, lập tức sẽ tra ra không ít vấn đề. Mặc dù không nói Cục Sản nghiệp Công nghệ Cao có bao nhiêu trách nhiệm nhưng cũng sẽ bị mắng mỏ, hỏi xem trách nhiệm giám sát của anh ở đâu, thậm chí yêu cầu bên thanh tra đưa thông báo cũng là hợp logic. Trương Hoành Vĩ khá phục tính cách của Trương Vĩnh Bồi, lập tức có thể nghĩ biện pháp bù đắp. Theo Trương Hoành Vĩ thấy Triệu Quốc Đống cũng không có ý nhằm vào Trương Vĩnh Bồi. Nếu không sẽ không yêu cầu Cục Sản nghiệp Công nghệ Cao cùng bên thống kê đi xác minh, đây là nhắc nhở anh, nếu anh không biết điều thì xin lỗi, xử lý anh chỉ là việc trong mấy giây mà thôi. Đương nhiên Trương Vĩnh Bồi làm tốt công việc thì Triệu Quốc Đống sẽ không chấp nhận việc trước đây. Trương Hoành Vĩ cho rằng chiêu này của Triệu Quốc Đống dùng rất chính xác, lúc trước Khổng Tường Long cùng Trang Vân Lộc còn có thái độ xa lánh, không nghe lời Triệu Quốc Đống nhưng giờ cũng phải đi vào quy củ, không đến mức việc gì cũng tới báo cáo. Xin chỉ thị nhưng ít ra không dám ra vẻ trước mặt Triệu Quốc Đống. Trương Hoành Vĩ sớm cho rằng Triệu Quốc Đống không phải người bình thường. Theo hắn thấy hành vi của Trương Vĩnh Bồi là không thức thời, tự chuốc khổ. Cái khác không nói, Triệu Quốc Đống có thể làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia ở tuổi 36 thì anh nghĩ chỉ đơn giản là may mắn thôi sao? Không có chút thủ đoạn, không có lai lịch, không có bản lĩnh,
anh cho rằng Trung ương sẽ đưa hắn tới vị trí này sao? Người như Phó Tuyền còn chủ động giúp đỡ Triệu Quốc Đống, Đồng Lập Quốc là người như thế nào? Đồng Lập Quốc đã không ngừng châm chọc Triệu Quốc Đống về vấn đề cải cách cơ chế nhập khẩu phân bón hóa học, nhưng cuối cùng thì sao? Người không thấy rõ tình hình chỉ có thể bị đào thải, Trương Hoành Vĩ không muốn bị đào thải nhưng nên cần tìm cơ hội tỏ vẻ mình muốn dựa vào. Triệu Quốc Đống mới tới, mới đứng vững nhưng nhiều tình huống còn chưa quá quen, là lúc tốt nhất để dựa vào. Chờ đến khi hắn quen thuộc tình hình, nhiều người vây quanh mà anh muốn chen vào sẽ không dễ nữa. Nước ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia quá sâu, các cục, viện trực thuộc đã có hơn 30, chỉ riêng Phó trưởng Ban Thư ký đã có 4-5 người. Cục Thương mại trong hơn 30 cục, viện cũng chỉ là một cục bình thường, muốn ra mặt được ở cả ủy ban là rất khó khăn. Trương Hoành Vĩ cho rằng thời gian Triệu Quốc Đống ở lại ủy ban không quá lâu, nhiều lắm chỉ 2-3 năm là xuống, đến lúc ấy có lẽ chính là cơ hội phát triển của mình. Quyển 18, chương 122. Triệu Quốc Đống đúng 6 giờ thức dậy, trời đã dần sáng. Thời tiết An Nguyên ẩm ướt hơn Bắc Kinh nhiều, nhất là vào ban sáng không khí khá trong lành nên làm người ta thoải mái. Triệu Quốc Đống ra khỏi khách sạn đi bộ chưa đầy 500 mét là tới bên dòng Mai Giang. Vị trí địa lý của An Đô khá đẹp, ngoài một bộ phận bình nguyên và đồi núi thấp ra còn có một điểm rất quan trọng, đó là nơi giao nhau giữa dòng Mai Giang và Nộ Giang. Làm một thành phố trên 10 triệu dân nếu như không có tài nguyên nước dồi dào thì đúng là khó có thể tưởng tượng. Mấy con sông tụ họp ở An Đô cung cấp tài nguyên nước phong phú cho nội thành, đồng thời mấy con sông này ở trình độ nhất định bị ô nhiễm do hệ thống xử lý nước thải của thành phố chưa hoàn thiện. Trung tâm xử lý nước thải thành phố An Đô được xây dựng từ nhiều năm trước, theo quy mô đô thị không ngừng mở rộng, dân cư tăng lên khiến trung tâm xử lý nước thải xây dựng trước đây tuy tiến hành xây dựng giai đoạn 2 nhưng vẫn không thể gánh vác nổi trọng trách của nó. Triệu Quốc Đống đứng trên bờ nhìn dòng nước đục ngầu bên dưới. Cũng may bây giờ là thời kỳ nước dồi dào, lượng nước Mai Giang không nhỏ, dù là nước thải sinh hoạt ô nhiễm thì cũng nhanh chóng bị dòng nước cuốn đi. Tổng thể mà nói dòng Mai Giang không ô nhiễm quá nặng. Xuống không đầy 2 km nữa là nơi giao nhau giữa Mai Giang và dòng Ninh Giang. Lượng nước của Ninh Giang lớn hơn nhiều nhưng đầu nguồn lại ô nhiễm, nếu như không có dòng Mai Giang chảy vào thì nước ở dòng Ninh Giang còn nguy cấp hơn. Mấy ông lão đi tập thể dục vừa đi vừa lắc đầu, mấy người bọn họ không hề chú ý tới Triệu Quốc Đống đang đứng than thở. Dòng Ninh Giang sao lại thành ra thế này? Mùi quá khó ngửi, các ông nói không bị ô nhiễm môi trường thì là gì? Bây giờ còn đỡ đó. Mấy năm nay đầu nguồn dòng Ninh Giang, thành phố Lam Sơn xây dựng nhiều công ty hóa chất. Giờ lượng nước lớn nên ít mùi, đợi mùa đông ông mà ngửi có lẽ một tháng không quên. Các công ty gây ô nhiễm đang thừa lúc nước lên mà xả nước thải. Bọn chúng hàng năm đều vậy, còn tôi làm ở Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh nói mấy công ty dùng các bể chứa nước ô nhiễm, tới kiểm tra thì bọn họ ra vẻ đang duy tu sửa chữa thiết bị, chỉ cần đoàn kiểm tra đi là đâu vào đấy, lại chứa đợi nước lên là đổ ra vào ban đêm. Ninh Giang nhiều nước, đổ ra vài trăm mét khối thì cũng không ai tra được. Một ông lão lên tiếng. Vậy tại sao bọn họ không dùng thiết bị xử lý nước thải? Có bà lão bên cạnh không rõ. Nghe nói giá xử lý nước thải rất cao, đám người đó chỉ vì lợi, chỉ cần không bị bắt quả tang là hắn không sợ. Hơn nữa đám người đó đều có cấu kết với người bên môi trường, làm rất giống nên người bình thường sao phát hiện ra. Mấy người đứng bên lắc đầu thở dài đi qua bên cạnh Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống nghe mấy người nói như vậy lại thấy hứng thú. Lục Kiếm Dân sang Lam Sơn làm thị trưởng được mấy năm. Trụ cột của Lam Sơn không kém nhưng 2 năm qua phát triển khá chậm, làm sao Lam Sơn lại tập trung phát triển ngành công nghiệp hóa chất? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Theo lý thuyết Lam Sơn ở đầu nguồn Ninh Giang thì không nên phát triển ngành hóa chất chứ? Triệu Quốc Đống đi tới nơi giao nhau của 2 con sông, 2 màu sắc hơi khác đan xen vào nhau, mặt sông thoáng cái rộng hơn không ít. Bằng mắt thường có thể nhìn ra sự khác biệt của 2 con sông. Dòng Mai Giang mặc dù đục nhưng đỡ hơn dòng Ninh Giang nặng mùi nhiều. Triệu Quốc Đống đi qua cầu Cát Tường. Đây là cầu đầu tiên bắc qua dòng Ninh Giang của thành phố An Đô. Đứng trên cầu đã mơ hồ ngửi thấy mùi nồng nặc. Dù là không phải nhân viên chuyên môn cũng có thể ngửi được đây là do nước phế thải công nghiệp tạo thành. Trên mặt sông không ngừng xuất hiện bọt nước, có cơn gió là trên cầu sẽ ngửi thấy mùi bên dưới. Nhìn tiếp lên phía trên thấy mặt sông loang lổ vệt như vệt mỡ, đây là do ô nhiễm gây ra. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thể phán đoán quy mô ô nhiễm môi trường lớn tới đâu, là các công ty cố ý hay do thao tác sai lầm nên thành ra như vậy. Không có mấy người chú ý đến điểm này,
người đi ngang qua cầu đều bịt mũi chạy thẳng. Mãi đến khi vệt loang lổ dần biến mất phía dưới, Triệu Quốc Đống mới đi về khách sạn An Nguyên. Loại chuyện như vậy hắn không phải lần đầu thấy, không phải lần cuối cùng. Trong quá trình phát triển kinh tế thì thường có mâu thuẫn với bảo vệ môi trường, luôn có vô số lần bộc phát. Triệu Quốc Đống nhớ hình như An Nguyên đang trình báo một hạng mục hóa chất khổng lồ, là hạng mục của tập đoàn Trung Thạch, bây giờ còn đang trong giai đoạn luận chứng. Nghe nói đây là hạng mục lớn đầu tiên thu hút được sau khi Lăng Chính Dược tới An Nguyên làm bí thư tỉnh ủy. Tỉnh ủy, ủy ban y rất coi trọng, tin này Triệu Quốc Đống nhận được từ Nhâm Vi Phong. Nhưng do bây giờ mới trong giai đoạn luận chứng nên không mấy người biết. Hai năm cuối khi Ứng Đông Lưu ở An Nguyên cũng bắt đầu thay đổi cục diện, bắt đầu phát lực đuổi theo mấy tỉnh đứng trước về kinh tế. Trong đó công lao của Nhâm Vi Phong là không hề nhỏ. Nhưng Nhâm Vi Phong rời đi, chức phó chủ tịch thường trực tỉnh mãi không được quyết định, Tề Hoa bây giờ đang kiêm chức quyền phó chủ tịch thường trực tỉnh. Triệu Quốc Đống rất lo lắng kinh tế An Nguyên có thể vì việc Ứng Đông Lưu và Nhâm Vi Phong rời đi mà có ảnh hưởng hay không. Theo hắn thấy sớm xác định phó chủ tịch thường trực dù là một người không quá thích hợp cũng tốt hơn là không chọn ai, nếu không sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của An Nguyên. Triệu Quốc Đống đoán Trung ương có lẽ sẽ rất nhanh sẽ đưa ra quyết định. Có phải Tề Hoa lên hay không thì Triệu Quốc Đống không xác định, nhưng theo lẽ thường phó chủ tịch thường trực tỉnh nên sinh ra ở Y. Dù sao lần này nhiều cán bộ An Nguyên rời đi, như vậy sẽ bất lợi cho sự ổn định của An Nguyên. Ứng Đông Lưu cùng Nhâm Vi Phong xử lý khá tốt quan hệ giữa phát triển và sinh thái, điểm này được chứng thực rất tốt tại Vĩnh Lương. Lúc ấy Ứng Đông Lưu và Nhâm Vi Phong đã đẩy mạnh ủng hộ các công ty hóa chất, vật liệu xây dựng của Vĩnh Lương nghiên cứu đổi mới kỹ thuật. Mặc dù hai năm qua Vĩnh Lương phát triển không được như ý nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy Thôi Hồng An đảm nhiệm bí thư thị ủy khá tốt, hơn nữa kết cấu sản nghiệp của Vĩnh Lương cũng được điều chỉnh. Nếu có thể kiên trì thì sẽ thấy ánh rạng đông. Mấy người Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân, Vưu Liên Hương đều biết việc này. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy tình hình ở An Nguyên có vài thay đổi. Nghe nói Lăng Chính Dược rất không hài lòng với tình hình Vĩnh Lương bây giờ, nhất là kinh tế Vĩnh Lương mấy năm qua có tốc độ tăng trưởng khá chậm. Nó khác hẳn thời kỳ Long Ứng Hoa còn làm bí thư thị ủy. Mà Long Ứng Hoa lại có quan hệ không hòa hợp với Thôi Hồng An, bây giờ Long Ứng Hoa đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Nhiều lãnh đạo có tâm trạng gấp gáp, đối đãi vấn đề không muốn thâm nhập điều tra mà chỉ nhìn ở bề ngoài. Vĩnh Lương ở thời Long Ứng Hoa phát triển mặc dù nhanh nhưng khiến hoàn cảnh bị hủy hoại. Ứng Đông Lưu làm chủ tịch tỉnh đã không ngừng phê bình Vĩnh Lương hy sinh hoàn cảnh sinh tồn của mấy thế hệ để đổi lấy GDP, đây là phạm tội với con cháu. Lúc ấy nguyên bí thư tỉnh ủy Ninh Pháp đã rất khéo léo phê bình Ứng Đông Lưu, muốn đối phương khi phát biểu cần chú ý sức ảnh hưởng và xem bên dưới có tiếp nhận được không. Nhưng hình như Ứng Đông Lưu không thay đổi thái độ, y không ngừng phê bình Vĩnh Lương. Ứng Đông Lưu có ấn tượng không tốt với Long Ứng Hoa, đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Long Ứng Hoa thua Triệu Quốc Đống. Trung Dược Quân cùng Vưu Liên Hương khi nói về tình hình các nơi ở An Nguyên cũng nhất trí cho rằng Thôi Hồng An đã bước đầu đổi được kết cấu sản nghiệp Vĩnh Lương, cũng cải thiện được hoàn cảnh khá rõ ràng. Mặc dù như vậy làm kinh tế Vĩnh Lương chậm phát triển nhưng lại có lợi cho con cháu. Triệu Quốc Đống vừa hỏi vừa đi bộ về khách sạn, tình hình An Nguyên rất phức tạp, Lăng Chính Dược làm bí thư tỉnh ủy, bộ máy cấp tỉnh biến động lớn, mà quan điểm phát triển cũng có chút thay đổi. Thành viên bộ máy cấp thị xã theo Triệu Quốc Đống thấy có lẽ sẽ có biến động lớn. Chẳng qua phải xem Lăng Chính Dược sẽ ra tay vào lúc nào. Ví dụ hôm nay mình sẽ tới Ninh Lăng khảo sát, bộ máy Ninh Lăng có điều chỉnh lớn hay không cũng là điều lo nhất. Trung Dược Quân mặc dù thất bại trong việc tranh chức thị trưởng thành phố An Đô và chức phó chủ tịch tỉnh nhưng Triệu Quốc Đống tin chỉ cần Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh chung tay thì sẽ làm sự phát triển kinh tế xã hội của Ninh Lăng không rời khỏi quỹ đạo, sẽ đi theo con đường khá hợp lý. Nhưng Lăng Chính Dược có nghĩ như vậy không? Quyển 18, chương 123. Tề Hoa mơ hồ cảm thấy tâm trạng Triệu Quốc Đống có thay đổi, nhất là lúc nói chuyện với Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên, Hứa Kiều thì càng sôi nổi, đề tài rất rộng về đủ thứ chuyện. Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên, Dương Thiếu Bằng sau khi được tuyển làm Phó chủ tịch tỉnh vẫn kiêm chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh. Nhưng y đã chính thức được bổ nhiệm làm phó chủ tịch tỉnh phụ trách quản lý vệ sinh dân cư cùng kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, thực phẩm, dược phẩm, thể thao, có lẽ nhanh chóng từ trước kia. Bây giờ cạnh tranh chức chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển An Nguyên rất kịch liệt, ngay cả Lăng Chính Dược cũng chưa biết chọn ai. Điều này làm Tề Hoa rất buồn bực, một phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ trung ương mà lại chậm trễ như vậy sao?
Dương Thiếu Bằng mặc dù còn kiêm chức nhưng công việc bên ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh y về cơ bản không hỏi, đương nhiên danh nghĩa vẫn là chủ nhiệm. Lần này Triệu Quốc Đống dẫn đoàn xuống, Dương Thiếu Bằng đang đi các thị xã điều tra nên giao công việc tiếp đón Triệu Quốc Đống cho Hứa Kiều phụ trách. Hứa Kiều không ngờ Triệu Quốc Đống nhanh như vậy dẫn đoàn tới An Nguyên điều tra. Lần gặp ở Ngọa Phật tự làm cô cảm thấy Triệu Quốc Đống biến hóa không nhỏ, nhưng lần này hắn đi điều tra cô mới thật sự cảm thấy biến hóa rất lớn từ trong ra ngoài của hắn. Trong vô thức Hứa Kiều cảm thấy hắn bình tĩnh đến mức như bí thư tỉnh ủy Ứng Đông Lưu. Chủ tịch Tề, chủ nhiệm Triệu, Ninh Lăng một năm qua thay đổi không nhỏ. Tháng trước tôi tới Ninh Lăng khảo sát về hạng mục xây dựng của tập đoàn Fukuda và tình hình xây dựng sân bay Đông Trại. Các công trình chính của sân bay coi như gần xây dựng xong, có lẽ tháng 10 là hoàn thành, tháng 12 là chính thức đưa vào sử dụng. Đến lúc ấy chủ nhiệm Triệu nếu về An Nguyên vừa có thể từ Bắc Kinh bay thẳng tới An Đô, cũng có thể bay thẳng tới Ninh Lăng. Hứa Kiều mặc bộ đồ công sở khá đơn giản nhưng không làm mất vẻ đẹp của cô. Đúng thế, chủ nhiệm Quốc Đống, Ninh Lăng là nơi anh công tác nhiều năm. Tôi nghĩ anh có tình cảm sâu với Ninh Lăng, cũng chào mừng anh thường xuyên về xem. Sau này đến Ninh Lăng cũng thuận tiện hơn, bay thẳng là tới. Tề Hoa cười nói. Sân bay Đông Trại và sân bay Miên Châu, một đông một tây vừa lúc nối liền với sân bay Thái Bình An Đô. Sân bay Đông Trại xây dựng xong sẽ rất có lợi cho ngành du lịch Ninh Lăng phát triển. Tôi ở Bắc Kinh cũng thường xuyên nghe người nhắc đến các thắng cảnh du lịch của Ninh Lăng. Chẳng qua nhiều người nói nếu bọn họ bay tới An Đô rồi bắt xe đi tới Ninh Lăng đúng là không tiện. Nếu như sân bay đưa vào sử dụng thì không chừng sẽ khiến ngành du lịch Ninh Lăng tiến đến thời kỳ phát triển hoàn toàn mới. Triệu Quốc Đống tránh né đề cập tác dụng của mình với sân bay Đông Trại mà chuyển xác việc sân bay hoàn thành sẽ thúc đẩy ngành du lịch phát triển. Sân bay Đông Trại xây dựng xong sẽ tạo ảnh hưởng rất lớn đối với các khu vực xung quanh, Nhất Thông Thành cùng Tân Châu thậm chí Vĩnh Lương đều nằm trong phạm vi phúc xạ. Người ở các khu vực này có thể tới sân bay Đông Trại để bay ra ngoài, cũng là giảm áp lực cho sân bay Thái Bình. Hứa Kiều gật đầu nói. Sức cạnh tranh của Ninh Lăng cũng có thể tăng thêm bước nữa. Từ hạng mục sân bay Đông Trại, Tề Hoa đã được biết khả năng dự đoán của Triệu Quốc Đống. Năm trước ở tình hình khó khăn như vậy mà Triệu Quốc Đống vẫn kiên trì, ngang bướng muốn sân bay Đông Trại được thông qua, cuối cùng cũng thành công phá quan. Lúc ấy có không ít người lo lắng sân bay Đông Trại sau khi xây dựng xong sẽ rơi vào cảnh kinh doanh thua lỗ như hầu hết sân bay chi nhánh trong nước, toàn bộ phải dựa vào tài chính trợ cấp mà sống, bây giờ xem ra đó là lo thừa. Không nói ngành du lịch Ninh Lăng đang phát triển rất nhanh, chỉ riêng về sự phát triển kinh tế của Ninh Lăng cũng đủ thấy sân bay Đông Trại được xây dựng là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Nửa đầu năm nay GDP của Ninh Lăng đã đột phá 180 tỷ, đang đuổi theo mức 200 tỷ, có lẽ cuối năm đột phá 200 tỷ không vấn đề gì, thậm chí có thể vượt qua 210 tỷ. Đối với một thị xã có GDP trên 200 tỷ, dân cư trên 5,4 triệu mà nói có sân bay dân dụng là không quá đáng, nhất là khi khu vực xung quanh đều không có sân bay. Hơn nữa đường sắt Tây Liễu cùng đường sắt An Tương lại giao nhau ở Ninh Lăng, cùng với cảng Ninh Lăng càng khiến Ninh Lăng xác định được vị trí đầu mối giao thông quan trọng. Chủ nhiệm Quốc Đống, trong tỉnh đều nói qua năm nay Ninh Lăng mới xem như chính thức tạo thành uy hiếp cho địa vị của An Đô. Tề Hoa cười ha hả nói. Chủ tịch Tề, lời này hơi quá. Vị trí của An Đô ở An Nguyên là không ai có thể thay thế. Dù GDP của Ninh Lăng thật sự đuổi kịp hoặc vượt qua An Đô nhưng chỉ riêng GDP cũng không thể nói rõ vấn đề. Tính đặc thù của An Đô không chỉ ở GDP mà khả năng phúc xạ và xúc tiến phát triển với toàn tỉnh. Ninh Lăng nhiều lắm chỉ là thị xã dựa vào công nghiệp làm chính, mà định vị của An Đô lại khác. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn An Đô phát triển chậm nhưng trụ cột của nó ở đó, định vị của An Đô là một thành phố lớn mang tính tổng hợp, là thành phố lấy ngành dịch vụ làm cơ sở. Là nơi cung cấp ủng hộ về tài chính, nhân lực, phần mềm, tin tức, văn hóa, biểu diễn, triển lãm cho toàn tỉnh. Triệu Quốc Đống lắc đầu, mọi người đang khen Ninh Lăng quá cao, đây không phải việc gì tốt. Từ tổng thể thì Ninh Lăng không thể so sánh với An Đô, đương nhiên hiện nay thì Ninh Lăng đã có thực lực khiêu chiến An Đô, nhưng chỉ riêng thực lực khiêu chiến thì không thể thật sự áp đảo An Đô. Ít nhất theo Triệu Quốc Đống thấy là như vậy. Ninh Lăng có thể áp đảo An Đô là do An Đô chưa tìm được con đường phát triển phù hợp với mình. Nếu như hắn làm bí thư thị ủy An Đô thì hắn dám nói Ninh Lăng không bao giờ có cơ hội vượt mặt An Đô. Những lời nói của Triệu Quốc Đống làm mấy người trên xe rơi vào trầm tư, ngay cả Tề Hoa cũng cẩn thận cân nhắc quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ninh Lăng quật khởi trong tay Triệu Quốc Đống,
bây giờ Triệu Quốc Đống lại dội gáo nước lạnh vào sự phát triển của Ninh Lăng, điều này làm y không thể nghĩ ra. Chẳng lẽ là cảm thấy đầu óc cán bộ Ninh Lăng hơi nóng nên muốn hạ hỏa? Điều này hình như không hợp lý, bộ máy Ninh Lăng rất hòa hợp, tốc độ tăng trưởng tuy giảm nhưng vẫn rất khả quan khiến cho Ninh Lăng đầy tự tin khiêu chiến An Đô. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đều có chút kích động. Triệu Quốc Đống lấy thân phận phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đến Ninh Lăng khảo sát, điều này làm cả Ninh Lăng chấn động. Rời đi một năm rưỡi, Triệu Quốc Đống quang minh chính đại lấy thân phận quan chức xuất hiện tại Ninh Lăng, thậm chí còn một vị thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh đi cùng. Nó khiến cho các cán bộ Ninh Lăng đều cảm thấy phấn chấn. Trung Dược Quân tranh đoạt chức thị trưởng An Đô và phó chủ tịch tỉnh thất bại, có không ít người ở Ninh Lăng biết, không ít người vì thế tức giận bất bình. Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng thậm chí có thể tiến vào thường vụ tỉnh ủy, sao Trung Dược Quân lại thua khi tranh chức phó chủ tịch tỉnh? Trong này có phải có chút không công bằng không? Hiện nay GDP của Ninh Lăng đã vượt xa các thành phố, thị xã khác trong toàn tỉnh, thậm chí còn muốn khiêu chiến địa vị của An Đô. Nhưng là một thị xã nên địa vị chính trị của Ninh Lăng vẫn không được người ta cao cùng tôn trọng, Tiêu Phượng Minh vì thế cũng từng nói chuyện này với Hàn Độ rất khéo léo giải thích. Triệu Quốc Đống là do bắt kịp chính sách tinh thần của Trung ương nên mới được, nhưng bây giờ Trung ương không đưa ra quy định cứng, vì thế Triệu Quốc Đống không phải không thể thành thường vụ tỉnh ủy mà là thời cơ không đúng. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đương nhiên biết cái gọi là thời cơ mà Hàn Độ nói là có ý gì. Đó là chức thường vụ tỉnh ủy thì anh đừng mong, Triệu Quốc Đống được nhiều người giúp cùng tài năng hơn người mới được. Mà kinh tế Ninh Lăng mặc dù quật khởi nhưng mới chỉ trong mấy năm gần đây. Ít nhất cách đây 4-5 năm GDP của Ninh Lăng còn kém Vĩnh Lương cùng Hoài Khánh rất lớn. Tâm lý quần thể chính trị trên tỉnh còn chưa chính thức chấp nhận Ninh Lăng là một nơi có thể so sánh với An Đô. Về phần cạnh tranh chức phó chủ tịch tỉnh chỉ có thể nói đó là suy nghĩ của lãnh đạo chủ yếu tỉnh ủy. Lăng Chính Dược không thích Trung Dược Quân, vậy anh đừng mong đợi gì. Lăng Chính Dược là nguyên phó trưởng ban thường trực, ban tổ chức cán bộ trung ương nên có quan hệ rất rộng ở bên trên. Rất nhiều vấn đề Trung ương cũng muốn tôn trọng hắn. Nhất là khi Tần Hạo Nghiên không muốn cứng đối cứng càng làm Trung Dược Quân không có cơ hội. Chẳng qua Hàn Độ cũng nói với Tiêu Phượng Minh một quan điểm đó là không ai không thể bỏ qua sự quật khởi của Ninh Lăng. Chẳng qua bây giờ nhiều người không muốn Ninh Lăng thay đổi kết cấu chính trị của An Đô, nhưng chỉ cần Ninh Lăng duy trì xu thế phát triển như thế này 2-3 năm, thậm chí có thực lực kinh tế vượt qua An Đô như vậy địa vị chính trị của Ninh Lăng cũng sẽ tăng lên theo. Quyển 18 Chương 124. Triệu Quốc Đống cũng thấy rất thân thiết khi quay về Ninh Lăng. Hơn năm qua không phải hắn chưa từng về Ninh Lăng, nhưng đều lấy thân phận cá nhân hoặc lén lút trở về. Không phải không dám quang minh chính đại, mà là không muốn khiến đám người ở Ninh Lăng gặp ảnh hưởng trái chiều. Dù sao rất nhiều người biết sức ảnh hưởng của hắn ở Ninh Lăng, hắn nếu nghênh ngang về Ninh Lăng sẽ khiến không ít kẻ trên tỉnh phải suy nghĩ. Xuống xe, đám người Tề Hoa thậm chí cũng chẳng muốn giới thiệu. Hơn năm qua bộ máy Ninh Lăng gần như không thay đổi mấy, ngoài chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Toàn Lực Trí đã điều đi, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy điều một cán bộ xuống thay thì cũng chỉ có Phó Bí thư Thị ủy Huệ Vạn Lý là Triệu Quốc Đống không quen. Chẳng qua lần này Huệ Vạn Lý không xuất hiện, trưởng ban tuyên giáo Ninh Lăng cũng là người mới được điều từ một vị phó thị trưởng Tân Châu sang. Còn đâu tất cả là người quen của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cùng Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh biểu hiện rất thân thiết làm Tề Hoa có chút hâm mộ. Y cũng từng là bí thư thị ủy nhưng không có quan hệ mật thiết với người kế nhiệm mình như vậy. Đương nhiên tác phong làm việc của mọi người là khác nhau, không thể nói anh không làm mất lòng cán bộ trong bộ máy thì đó là anh có năng lực mạnh, anh mâu thuẫn với đồng nghiệp thì đó là khuyết điểm. Ninh Lăng bố trí cuộc khảo sát rất cẩn thận, sáng khảo sát tình hình phát triển ngành bảo vệ môi trường và năng lượng mới ở quận Tây Giang, trọng điểm tiến hành khảo sát ở tập đoàn Quang Hoa, cùng với tập đoàn RIP. Chuyên doanh về các hệ thống năng lượng gió mới được đưa vào Ninh Lăng cuối năm trước, sau đó đến thăm trung tâm vật tư chuyển hóa, Trường Phú. Buổi chiều là đến khảo sát khu khai phát kinh tế kỹ thuật, thời gian cũng xếp kín. Trung gian có một tiếng ăn cơm nghỉ ngơi buổi trưa ở khách sạn Vương Triều. Trung tâm nghiên cứu khoa học năng lượng mới là nơi nhất định sẽ tới xem, đây là hạng mục mà Triệu Quốc Đống tham gia lễ khởi công trước đi rời khỏi Ninh Lăng, bây giờ đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng. Trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học hàng đầu của cả nước trong làm việc năng lượng mặt trời. Ngoài ra còn muốn tới xem khu công nghiệp năng lượng mặt trời và hai công ty tài liệu mới là Diệu Hoa Giang Nam và Đức Phúc, cuối cùng là đến xem tình hình xây dựng hạng mục ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời của tập đoàn Fukuda. Sau khi ăn tối,
Ủy ban Ninh Lăng tổ chức cuộc tọa đàm ngắn, 9 giờ tối Triệu Quốc Đống sẽ về Ando. Triệu Quốc Đống rất hăng hái đi khảo sát cả buổi sáng, hắn cũng chăm chú lắng nghe người của các công ty giới thiệu tình hình kinh doanh. Hạng mục của tập đoàn Quang Hoa là do hắn đưa vào Ninh Lăng, quy mô giai đoạn 1 không lớn nhưng nửa cuối năm ngoái đã bắt đầu tiến hành xây dựng giai đoạn 2, nâng quy mô nồi hơi sản xuất ra đạt 600.000 chiếc, điều này cũng chứng minh sự tin tưởng của tập đoàn Quang Hoa với thị trường. Tập đoàn thiết bị năng lượng gió RIP là một công ty đứng hàng đầu cả nước trong lĩnh vực của bọn họ. Năm ngoái tập đoàn này chính thức đầu tư vào Ninh Lăng, bọn họ rất hài lòng với ngành thiết bị điện, khả năng cung ứng điện cùng với vận chuyển bằng đường thủy, đường không, đường bộ của Ninh Lăng, đây là nguyên nhân chính khiến bọn họ chọn đầu tư vào Ninh Lăng. Trung tâm vật tư càng không cần phải nói, đây có thể nói là điểm Triệu Quốc Đống thấy rất tự hào. Sau khi trung tâm này xây dựng xong cũng củng cố địa vị trung tâm về thương mại, mậu dịch của Ninh Lăng ở khu vực An Đông, trực tiếp phúc xạ ra mấy thị xã xung quanh bao gồm cả Tương Tây. Tiết kiệm được giá thành vật tư của khu vực, hoàn thiện hệ thống vật tư, khiến sức cạnh tranh và sức hấp dẫn của Ninh Lăng tăng lên. Ninh Lăng cũng càng thể hiện địa vị đô thị đầu mối quan trọng. Hơn năm qua thu hút đầu tư của Ninh Lăng cũng vẫn đạt thành tích rất cao. Ví dụ như tập đoàn RIP tiến vào Ninh Lăng cũng là điều làm nhiều người hâm mộ, nó càng củng cố địa vị không thể dao động trong ngành năng lượng mới của Ninh Lăng. Tập đoàn RIP cùng tập đoàn Thần Phong tạo thành hai ngôi sao trong lĩnh vực năng lượng gió của Ninh Lăng. Tập đoàn RIP sở dĩ chọn Ninh Lăng cũng có một nguyên nhân rất quan trọng là vì Thần Phong cũng ở Ninh Lăng. Mà khu công nghiệp Đông Giang Ninh Lăng cũng có một loạt công ty phục vụ cho công ty Thần Phong, tập đoàn RIP cũng cần những công ty như vậy ủng hộ nên chọn Ninh Lăng là quyết định thích hợp nhất. Mà tập đoàn sản xuất thiết bị năng lượng gió RIP đầu tư vào Ninh Lăng cũng khiến nhiều công ty sản xuất phụ kiện tiến vào khu công nghiệp Đông Giang hơn. Trong một năm qua xu thế các công ty ở Bắc Âu đầu tư vào Ninh Lăng là rất mạnh, ngoài RIP còn có vài công ty của Thụy Điển, Phần Lan đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào Ninh Lăng. Đây là điều Trung Dược Quân vẫn thấy rất tự hào. Hấp dẫn công ty khổng lồ tới Ninh Lăng thì không có gì lạ. Các công ty vừa và nhỏ ở nước ngoài chọn Ninh Lăng lại là thành tích khác. Điểm này Triệu Quốc Đống cũng không ngừng khen ngợi. Các công ty nước ngoài đến từ Bắc Âu sở dĩ chọn Ninh Lăng cũng có nguyên nhân là do công ty máy hút bụi Neo đạt thành công rất lớn ở Ninh Lăng. Càng quan trọng hơn là tham tán thương mại nước Đức thường trú ở Thượng Hải. Homan đã giới thiệu kinh nghiệm thành công của công ty Neo Ninh Lăng với một ít người bạn của mình. Ví dụ như khu nhà chuyên gia, câu lạc bộ giao lưu cũng đều thông qua miệng y truyền ra ngoài, điều này khiến các đại sứ nước ngoài hứng thú. Một thị xã ở khu vực đất liền mà làm được tốt như vậy đúng là khó tin. Khi bọn họ tới Ninh Lăng viếng thăm phát hiện tất cả đều là thật, bọn họ liền giới thiệu với công ty trong nước mình. Ninh Lăng mơ hồ trở thành trụ sở sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường và năng lượng mới đứng đầu Trung Quốc. Có hoàn cảnh đầu tư tốt đẹp và hệ thống tín dụng càng lúc càng hoàn thiện khiến cho việc vay vốn ở Ninh Lăng thuận tiện hơn bất cứ đâu, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều công ty nước ngoài muốn tới đầu tư. Xu thế phát triển của ngành bảo vệ môi trường và năng lượng mới của Ninh Lăng rất nhanh, ngành tài liệu mới cũng là điểm sáng, cũng là một sản nghiệp trụ cột mà Ninh Lăng muốn xây dựng, hy vọng trong 2-3 năm tới nó sẽ chiếm tỷ phần càng lúc càng lớn trong nền kinh tế Ninh Lăng. Khách sạn Vương Triều nằm bên cạnh khi dân cư Lý Trang Tây Giang đã bắt đầu thí điểm kinh doanh, khách sạn cấp 4 sao này là nơi đoàn người Triệu Quốc Đống ở, điều này làm lãnh đạo khách sạn khá vui vẻ. Vừa thí điểm kinh doanh đã đón tiếp khách quý như vậy cũng đáng để kỷ niệm. Dù sao khách sạn Vương Triều đến đầu tư vào Ninh Lăng cũng là khi Triệu Quốc Đống còn làm bí thư thị ủy. Hắn có tác dụng lớn đối với việc khách sạn Vương Triều và khách sạn Hilton gần như cùng lúc tiến vào Ninh Lăng. Khách sạn Hilton Ninh Lăng vẫn chưa chính thức xây dựng xong, khách sạn Vương Triều ở nội thành cũ cùng khách sạn Kiến Quốc, khu Giang Đông là lá cờ đầu trong ngành kinh doanh khách sạn của Ninh Lăng, chính thức thay thế địa vị của Ninh Uyển trước đây. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, khi mình rời đi tiến độ xây dựng của khách sạn Vương Triều không quá nhanh nhưng chỉ mới 1,5 năm mà khách sạn Vương Triều đã xây dựng xong, hơn nữa kinh doanh thí điểm. Điều này nói rõ kinh tế xã hội và ngành du lịch của Ninh Lăng phát triển rất nhanh mang tới nhiều người qua lại. Khiến dân cư từ ngoài tới tăng cao. Mà nhu cầu chất lượng sống của người dân tăng lên nhiều, mọi người không tính toán quá chi li nữa, qua đó cũng yêu cầu thêm về các dịch vụ. Chủ nhiệm Triệu, có phải là thấy rất cảm xúc, lúc ngài đi ở đây còn chưa xây dựng xong. Tiêu Phượng Minh đi sát theo Triệu Quốc Đống, Trung Dược Quân đi cùng Tề Hoa nên y vừa lúc có thể đi theo Triệu Quốc Đống. Đúng thế, hơn năm mà thay đổi rất lớn, anh và Dược Quân làm rất xuất sắc. Lo lắng của tôi đã sớm tan thành mây khói.
nói thật Dược Quân không lên làm được phó chủ tịch tỉnh tôi còn thấy vui. Tôi lo nếu y đi, đổi người khác thành bí thư thị ủy thì xu thế phát triển của Ninh Lăng có còn được như thế này nữa không? Triệu Quốc Đống hơi hạ giọng nói. Tiêu Phượng Minh không khỏi động tâm. Trung Dược Quân đi tranh chức phó chủ tịch tỉnh nhưng không tìm Triệu Quốc Đống có lẽ là do cảm thấy Triệu Quốc Đống mới đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nên không tiện, có lẽ là thấy tìm Tần Hạo Nghiên thỏa đáng hơn. Nhưng tóm lại Trung Dược Quân đã bại, nhưng đây lại là việc tốt đối với Tiêu Phượng Minh. Tiêu Phượng Minh biết nếu Trung Dược Quân đi, mình muốn lên làm bí thư thị ủy gần như không thể, như vậy sẽ có một vị bí thư mới tới. Không nói bí thư mới có hòa hợp với mình không. Dù có thì đối phương cũng sẽ ngồi ở vị trí bí thư thị ủy 3-5 năm, nói cách khác trong 3-5 năm đó mình không thể lên làm bí thư thị ủy. Mà Trung Dược Quân nếu ở lại làm bí thư thị ủy 2-3 năm nữa rồi đi thì hy vọng kế nhiệm của mình càng lớn hơn. Quyển 18, chương 125. Lời Triệu Quốc Đống có hàm nghĩa phong phú, trong lúc nhất thời Tiêu Phượng Minh không thể hiểu hết được. Nhưng y biết Triệu Quốc Đống vẫn chú ý sự phát triển của Ninh Lăng. Mặc dù ngoài mặt thì Triệu Quốc Đống đã không còn bao quan hệ với Ninh Lăng nhưng hắn vẫn còn đầy tình cảm với Ninh Lăng. Tiêu Phượng Minh và Trung Dược Quân hợp sức tiếp tục thúc đẩy Ninh Lăng phát triển theo phương hướng mà Triệu Quốc Đống đặt ra. Bây giờ Triệu Quốc Đống mặc dù đã rời đi nhưng hai người Trung Dược Quân vẫn kiên định làm theo phương châm hắn xác định. Hơn nữa sự phát triển của Ninh Lăng vẫn theo đúng như những gì Triệu Quốc Đống dự đoán. Điểm này làm Tiêu Phượng Minh khâm phục tầm nhìn xa của Triệu Quốc Đống. Chủ nhiệm Triệu. Nói thật tôi cũng không hy vọng bí thư Dược Quân rời đi. Ninh Lăng còn cần phát triển ổn định 2-3 năm nữa, còn chênh lệch không nhỏ so với mục tiêu đuổi kịp Ando như ngài nghĩ. Năm nay Ninh Lăng đặt mục tiêu 220 tỷ, nửa đầu năm đạt hơn 198 tỷ, nửa cuối năm sẽ cao hơn chút có lẽ không vấn đề gì. Tiêu Phượng Minh đầy tự tin nói. Bí thư Dược Quân nếu thật sự đi, tôi cũng rất lo lắng đổi sang bí thư khác có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của Ninh Lăng không. Phượng Minh, nói thật quan điểm của hai chúng ta hơi hạn hẹp, chẳng lẽ nói đổi bí thư thị ủy là Ninh Lăng sẽ loạn? Vậy có khác gì không tin vào cách dùng người của tỉnh ủy An Nguyên? Nếu là như vậy thì chỉ có thể nói rõ chế độ dùng người có vấn đề. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Tôi đã nói chuyện với Dược Quân không nên so đo được mất nhất thời, phải nhìn thoáng hơn, cơ hội còn rất nhiều. Chỉ cần anh làm tốt ở Ninh Lăng thì lãnh đạo sẽ thấy. Chủ nhiệm. Tôi hiểu, cục diện Ninh Lăng không dễ được như bây giờ, tôi và bí thư Dược Quân sẽ nắm chắc. Tiêu Phượng Minh gật đầu đi về phía phòng ăn. Chủ nhiệm Triệu, mời đi bên này. Cuộc khảo sát buổi chiều diễn ra khá thuận lợi, trong cuộc tọa đàm Triệu Quốc Đống cũng nói ra vài quan điểm của mình. Mấy vị cục trưởng đi cùng hắn cũng khẳng định sự phát triển của Ninh Lăng. Đây không hoàn toàn là nịnh lãnh đạo mà so sánh với Ando hôm qua, như vậy Ninh Lăng mặc dù là thị xã nhưng lại làm người ta phải suy nghĩ. Trương Vĩnh Bồi trọng điểm phân tích tác dụng của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Liên Hợp, cho rằng trung tâm này có tác dụng đảm bảo cho vị trí độc tôn của Ninh Lăng trong ngành năng lượng mặt trời và tài liệu mới. Y cũng tỏ vẻ Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia sẽ cân nhắc coi đây là điểm mẫu cho ngành năng lượng mặt trời thậm chí ngành năng lượng mới toàn quốc, đưa ra các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ về tài chính. Điều này làm thị ủy, ủy ban và khu khai phát Ninh Lăng rất vui mừng. Cổ Thọ Xương đánh giá cao việc Ninh Lăng thu hút đầu tư một cách có lựa chọn. Cách làm của Ninh Lăng đảm bảo cho các ngành sản nghiệp trụ cột của Ninh Lăng phát triển nhanh hơn nữa, nó khác hẳn với nhiều nơi mù quáng thu hút, đáng để tổng kết, đúc rút kinh nghiệm. Trương Hoành Vĩ đánh giá rất ngắn gọn nhưng nói ra vài đề nghị đáng giá. Nhất là ngành lưu thông và cung cấp vật tư thì làm như thế nào kết hợp với sự phát triển của địa phương thúc đẩy ngành vật tư lên, thúc đẩy ngành kho chứa, xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân. Đề nghị này làm Tề Hoa cùng Triệu Quốc Đống có suy nghĩ mới. Cuộc tọa đàm kết thúc, Triệu Quốc Đống chào tạm biệt các thành viên bộ máy Ninh Lăng rồi lên đường về Ando. Sau đó Triệu Quốc Đống tới khảo sát Miên Châu cũng có vài điểm đáng xem. Bối Thiết Lâm đảm nhiệm bí thư thị ủy Miên Châu cũng gặp phải cục diện đau đầu. Mấy ngành truyền thống của Miên Châu như cơ giới động lực, máy móc cơ giới, đồng hồ, đồ điện gia dụng đều phát triển chậm, kinh tế thành phố chủ yếu dựa vào mấy ngành công nghiệp chính duy trì. Bây giờ sản xuất công nghiệp chậm phát triển, tốc độ tăng trưởng của Miên Châu liên tục trượt xuống. Đây là nguyên nhân chính khiến bí thư thị ủy trước bị điều chỉnh. Mà Bối Thiết Lâm cũng không phải thần tiên, cũng bất đắc dĩ với cục diện này. Nhưng Miên Châu lại có ưu thế đặc biệt so với các nơi khác. Ở đây có Viện Nghiên cứu Thiết bị Cơ điện Trung Quốc, Viện Nghiên cứu Công nghiệp Hạt nhân Trung Nam, bắt đầu từ năm trước Ủy ban Khoa học Công nghệ,
Bộ Quốc phòng có ý muốn biến khu vực Tỳ Bà Khê của Miên Châu thành hành lang khoa học kỹ thuật nội địa, đưa ra kế hoạch hành lang khoa học kỹ thuật đã được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Quốc vụ Viện chính thức đồng ý, chủ yếu nghiên cứu khoa học hạt nhân, cơ giới chuyên dụng. Dự tính trong 10 năm tới quốc gia sẽ lục tục đầu tư 2,5 tỷ vào xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê, biến nơi đây thành trụ sở nghiên cứu khoa học quan trọng nhất của khu vực đất liền. Triệu Quốc Đống khảo sát Miên Châu cũng trọng điểm khảo sát tình hình xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật Tỳ Bà Khê. Không thể không nói Bối Thiết Lâm này quá may mắn, quy hoạch và xây dựng hành lang khoa học kỹ thuật trực tiếp có tác dụng rất lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội của Miên Châu. Quy hoạch đô thị của Miên Châu cũng vì thế mà có điều chỉnh lớn, kể cả kết cấu sản nghiệp cũng phải tiến hành điều chỉnh. So sánh với bộ mặt mới của Ninh Lăng và Miên Châu, An Đô đúng là hơi lão hóa. Đây là ấn tượng mà Triệu Quốc Đống có sau khi về An Nguyên khảo sát. Phải nói Quan Kinh Sơn và Đàm Lập Phong cộng tác khá tốt, hai người đều không cam lòng đứng dưới người khác. Từ việc bọn họ chủ động tới gặp mình hôm đó, Triệu Quốc Đống có thể thấy bọn họ đều muốn làm việc. Sự lão hóa của An Đô không phải một hai ngày là giải trừ được. Theo Triệu Quốc Đống thấy từ Miêu Trấn Trung tới Tôn Liên Bình, hai vị bí thư thị ủy này mang lại thương tổn rất lớn cho An Đô. Trung ương bố trí nhân sự không thỏa đáng ở An Đô nên mới tạo ra hậu quả như vậy. Phát triển kinh tế là đi ngược dòng nước, An Đô xuống dốc cũng đại biểu nơi khác ở An Nguyên có cơ hội. Ví dụ như trước đây là Ninh Lăng cùng Hoài Khánh, bây giờ Đường Giang cùng Thông Thành, Vinh Sơn. Mấy nơi này phát triển nhanh càng làm cho sự chậm phát triển của An Đô trở nên chói mắt. Bây giờ An Đô đang trong giai đoạn chuyển hình khó khăn, Quan Kinh Sơn trước đó đã làm rất nhiều công việc, tốn nhiều tâm trí tìm con đường phát triển cho An Đô. Lúc Ninh Pháp còn ở An Đô là thời kỳ An Đô phát triển với tốc độ khá cao, nhưng vào tay Miêu Trấn Trung thì lại phát triển chậm lại. Mặc dù đây cũng là theo quy luật phát triển kinh tế, có nhanh có chậm, có thịnh tất có suy. Nhưng lúc một chút ở An Đô do mâu thuẫn lớn với thị trưởng Diêu Văn Chí, chối bỏ nhiều ý tưởng, quan điểm của Diêu Văn Chí làm cho An Đô rơi vào thời kỳ mê man. Mà Tôn Liên Bình lên thay chẳng những giống Miêu Trấn Trung mà quan niệm càng bảo thủ hơn, trực tiếp đẩy Diêu Văn Chí đi. Tới khi Quan Kinh Sơn làm thị trưởng thì Tôn Liên Bình mới biết điều chuyển biến nhưng cục diện vẫn chưa thay đổi từ căn bản. Mặc dù bây giờ Quan Kinh Sơn cùng Đàm Lập Phong đang cùng cố gắng cộng tác nhưng lãnh đạo chủ yếu ở các quận, huyện, ban ngành vẫn có dấu ấn quá sâu của Miêu Trấn Trung cùng Tôn Liên Bình lưu lại. Nếu muốn tiêu trừ ảnh hưởng của hai người này, làm quan niệm tư tưởng của cán bộ An Đô hoàn toàn thay đổi thì còn cần làm nhiều công việc. Mà trong đó còn có một điểm rất quan trọng đó chính là làm sao để tư tưởng quan niệm của thành phố An Đô được tỉnh ủy ủng hộ. Nếu như không có tỉnh ủy ủng hộ, như vậy thành phố An Đô muốn lột xác cũng sẽ rất khó khăn. Triệu Quốc Đống chỉ có thể nói An Đô gặp nhiều trở ngại trong phát triển. Ngày xưa thành phố An Đô đứng thứ hai chỉ thấp hơn Quảng Châu trong 15 thành phố cấp phó tỉnh toàn Trung Quốc. Hơn 10 năm sau thực lực kinh tế thụt xuống thứ 5. Hơn nữa nếu An Đô cứ chậm phát triển như thế này thì sẽ bị mấy thành phố lớn khác như Ninh Ba, Nam Kinh, Thành Đô, Vũ Hán đuổi kịp. Ví dụ như năm nay Ninh Ba cùng Nam Kinh nhất định sẽ vượt qua An Đô. Nếu như sau khi Ninh Pháp làm bí thư thị ủy An Đô, các vị bí thư sau đó có lối suy nghĩ thoáng hơn, cởi mở hơn thì có lẽ thành phố An Đô vẫn nằm trong top 3 của các thành phố cấp phó tỉnh. Nhưng lịch sử không bao giờ có chữ nếu như, cho nên An Đô gặp phải khó khăn lớn như vậy. Quyển 18, chương 126. Thời tiết An Nguyên vào mùa hè rất khó chịu, dù ở trong phòng điều hòa hoặc tìm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi thì vẫn thấy buồn bực trong lòng. Nhưng ở Bắc Kinh thì tốt hơn nhiều, ít nhất thời tiết khô ráo làm Triệu Quốc Đống thấy thư thái hơn nhiều. Lưu Nhược Đồng hai tháng nay khá bận rộn, cô nhiều lần sang Iran cùng Nga, có đôi khi còn muốn đi Pakistan. Triệu Quốc Đống có thể nhận ra cô rất thỏa mãn với cuộc sống và công việc hiện nay. Hai người cũng ý thức được một chút vấn đề nhưng không biết cách giải quyết vấn đề đó. Triệu Quốc Đống phát hiện mình trước mặt người phụ nữ khác luôn như cá gặp nước làm các cô cười tươi vui vẻ, cam tâm tình nguyện mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng trước mặt Lưu Nhược Đồng, hắn lại thấy vô lực hoặc vô thức muốn né tránh. Hắn giống như không muốn bỏ công sức ở phái Lưu Nhược Đồng, cũng không có nhiều tâm tư như vậy, còn có điểm giống như muốn mặc kệ. Nguyên nhân là ở đâu? Sợ rằng mình và Lưu Nhược Đồng đều biết rõ trong lòng. Tình cảm mãnh liệt ngẫu nhiên không có nghĩa sẽ hài hòa trong thời gian dài. Triệu Quốc Đống quyết định mặc kệ theo tự nhiên. Nếu Lưu Nhược Đồng không muốn có con nói rõ cô cũng không muốn làm vợ chồng đúng nghĩa với hắn. Mặc dù đây là lời vô tâm nhưng lại thể hiện suy nghĩ thật của một người.
Triệu Quốc Đống cũng thật không ngờ lời nói xúc động nhất thời của mình lại làm cô phản ứng như vậy, không thể không nói nó đã làm tổn thương hắn. Có đôi khi Triệu Quốc Đống cũng tự hỏi có phải mình không quá nhạy cảm một ít hay không. Nhưng mỗi lần đều có kết luận là tâm trạng hắn không thể bình tĩnh lại được. Có lẽ hắn và Lưu Nhược Đồng là một loại người, chủ yếu cân nhắc cảm nhận của bản thân nên mới tạo ra tình hình này. Triệu Quốc Đống nhìn quanh văn phòng Phòng Tử Toàn một lát. Tập đoàn Quốc Toàn có danh xưng đầy đủ là tập đoàn khai thác quặng năng lượng Quốc Toàn. Một khối đá cẩm thạch đặt ở cửa không có gì khác lạ. Theo lời của Phòng Tử Toàn thì khiêm nhường mới là vương đạo, nhưng có vài thứ anh muốn khiêm nhường cũng không thể. Ví dụ như việc tập đoàn Quốc Toàn hợp sức cùng Sa Cương, Đài Cương, Vinh Cương, Phục Hưng, Kiến Long mua cổ phần của tập đoàn Foxtec Australia. Bây giờ xem ra đây là khoản đầu tư chiến lược có hiệu quả rất cao. Không nói cổ phần của tập đoàn Foxtec tăng giá liên tục, chỉ riêng nhu cầu quặng trên thế giới tăng cao khiến mấy công ty tư nhân này đứng thẳng lưng hơn nhiều. Các công ty thép Trung Quốc gặp áp lực lớn từ đối tác nước ngoài khi mua quặng sắt, chỉ có mấy công ty đầu tư vào Foxtec là không phải lo lắng vì có nguồn nguyên liệu của riêng mình. Bây giờ cảng chuyên dụng của tập đoàn Foxtec đã sắp xây dựng xong, quặng chất lượng cao ở khu vực Pilbara sẽ cuồn cuộn đổ vào Trung Quốc. Mà tập đoàn Foxtec cũng dựa vào khoản tài chính bọn họ có được từ công ty Trung Quốc mà không ngừng tiến hành mở rộng quy mô, giúp cho tập đoàn này đầu tư lớn vào hạng mục ở Pilbara. Bây giờ chính là giờ phút thu lãi. Trong ánh mắt ngành thép thì Trung Quốc ngoài Bảo Cương tập đoàn thép Bắc Kinh ra thì chưa có công ty thép nào có tầm nhìn chiến lược như mấy công ty tư nhân kia. Mà quyết định thoạt nhìn khó khăn như vậy mấy công ty kia đã làm được. Mặc dù nói mấy năm trước hiệu quả kinh doanh của các công ty thép khá tốt, nhưng muốn cho công ty tư nhân thoáng cái bỏ ra mấy trăm triệu để góp cổ phần đúng là chưa từng có, nhất là ném vào một tập đoàn nước ngoài thì càng không đơn giản. Nhưng bây giờ mới thấy khoản đầu tư lúc đó cao minh như thế nào. Hạng mục của Foxtec ở Pilbara sắp xây dựng xong giai đoạn 1, như vậy các công ty thép tư nhân kia sẽ có nguồn nguyên liệu ổn định, không cần lo giá quặng sắt tăng quá cao. Ít nhất bọn họ có thể thông qua lợi nhuận có được từ cổ phiếu của tập đoàn Foxtec để bù lại tổn thất do giá quặng tăng lên. Không ít người trong ngành đều biết lần liên hợp các công ty thép tư nhân lại với lại thực ra không phải công ty trong ngành thép. Tập đoàn Năng lượng Quốc Toàn sau khi đầu tư vào tập đoàn Foxtec đã chính thức sửa tên thành tập đoàn khai thác quặng, Năng lượng Quốc Toàn để biểu hiện dũng khí và dã tâm bừng bừng của mình. Tập đoàn Quốc Toàn không chỉ muốn làm người khổng lồ trong năng lượng mà còn muốn tiến quân vào ngành khai thác quặng kim loại. Văn phòng Phòng Tử Toàn vẫn như trước, nằm ở một góc khuất trong trụ sở, trước cửa văn phòng không có biển hiệu báo đây là phòng của Tổng Giám đốc. Người ngoài vào tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây chính là văn phòng Tổng Giám đốc Tập đoàn Khai thác Quặng, Năng lượng Quốc Toàn đã có chút danh tiếng trong vập ngoài nước. Đương nhiên thời gian Phòng Tử Toàn ở văn phòng này không nhiều. Triệu Quốc Đống đến làm Phòng Tử Toàn khá vui vẻ. Thực tế Triệu Quốc Đống tới Bắc Kinh mấy tháng, hai người chỉ gọi điện chứ chưa gặp mặt càng đừng nói là tới đây. Quốc Đống, sao, văn phòng của tôi phù hợp với nguyên tắc khiêm nhường chứ? Phòng Tử Toàn bị Tô Tình quản lý nghiêm khắc nên bắt đầu chú ý ăn mặc hơn, ít nhất dù là quần áo hay đồ ở văn phòng cũng không quá mức keo kiệt. Tô Tình bố trí hả? Vừa nhìn là biết. Triệu Quốc Đống cười nói. Phòng Tử Toàn có chút xấu hổ gãi đầu, y biết việc này sao lừa được Triệu Quốc Đống. Hai người chơi với nhau từ nhỏ, Triệu Quốc Đống hiểu rõ hắn. Cũng may tính cách thô lỗ, của thả của Phòng Tử Toàn không đưa vào trong công việc. Quốc Đống, ông không có việc nhất định không tới đây. Tôi bình thường muốn tâm sự với ông, muốn báo cáo công việc với ông mà ông cũng không rảnh. Hôm nay vì sao đột nhiên có thời gian tới chỗ tôi? Quái lạ, tôi đang đoán mùi vị trong đó đấy. Phòng Tử Toàn chép miệng cười nói. Dừng, nhớ tâm sự có thể. Báo cáo thì ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn khai thác quặng, năng lượng Quốc Toàn, tôi nghĩ đối tượng ông muốn báo cáo chỉ có hội đồng quản trị mà không phải bất cứ một cá nhân nào. Triệu Quốc Đống rất quyết đoán chia rõ giới hạn. Hắc hắc, ông chia rõ ràng nhỉ, chẳng lẽ tôi là công ty tư nhân trong ngành năng lượng, khai khoáng báo cáo với phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia về tình hình của công ty cũng không được sao? Phòng Tử Toàn cười cười nghiêng đầu nhìn Triệu Quốc Đống. Ừ. Nếu là vậy thì tốt nhất thông qua phương thức văn bản. Triệu Quốc Đống cười ha hả. Được rồi, ông đến tìm hiểu tình hình tập đoàn khai thác quặng, năng lượng Quốc Toàn bên tôi thì cũng phải đưa ra thủ tục hợp pháp. Phòng Tử Toàn đắc ý nói. Ồ, ông cho rằng tôi có việc cần nhờ ông sao? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói. Hắc hắc, Quốc Đống, ông nói mình vô duyên vô cớ tới chỗ tôi trong giờ làm việc ư.
Ông là loại người rảnh rỗi như vậy sao? Phong Tử Toàn nói. Theo những gì tôi hiểu về ông thì ông ngoài có hứng thú với phụ nữ xinh đẹp ra thì có lẽ chỉ có công việc. Mà hiển nhiên Thương Lãng hay Quốc Toàn tuyệt đối không nằm trong phạm vi công việc của ông, chẳng lẽ là vì phụ nữ? Tôi không cho rằng tập đoàn Quốc Toàn có liên hệ gì với phụ nữ. Phong Tử Toạc đang chép miệng đột nhiên nhớ đến gì đó nên cười cười đầy mờ ám. Đúng, Đức Sơn thật ra đề cử một công ty điện ảnh Niết Bàn, hỏi tôi là tập đoàn Quốc Toàn có nhu cầu quảng cáo hay là quảng cáo trong phim không? Tôi nói xin lỗi, bên tập đoàn ngoài quảng sát chính là than đá, không có gì đáng quảng cáo, chẳng lẽ để các ngôi sao vào quảng mỏ mặc đồ lót hay đứng ở trên đống quảng sắt tạo dáng? Ừ, giám đốc công ty Niết Bàn kia tôi cũng có chút ấn tượng. Là nữ MC của đài truyền hình kỹ thuật số An Nguyên, nghe nói trước đó từng công tác ở huyện Hoa Lâm, mà lúc ấy ông làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm. Quốc Đống, trí nhớ của tôi rất tốt đó. Trong đấy không có gì cổ quái chứ. Triệu Quốc Đống thầm than lợi hại, mũi thằng Phòng Tử Toàn này quá lợi hại. Mùi của Trình Nhược Lâm mà hắn cũng có thể ngửi ra được. Nhất định là do Đức Sơn lộ gì đó với Phòng Tử Toàn. Tử Toàn, tôi không nói chuyện phiếm với ông nữa. Tôi tới có một việc, coi như việc tốt. Hiệp hội đầu tư nước ngoài muốn tổ chức cuộc hội thảo đầu tư nước ngoài, nghe nói có liên lạc với tập đoàn ông, hy vọng tập đoàn ông có thể ra mặt giới thiệu vài kinh nghiệm. Đây là hoạt động trao đổi kinh nghiệm thuần túy, nghe nói ông đã từ chối. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế hưởng thụ cốc nước hoa quả mát, đây là thói quen của Phòng Tử Toàn, mỗi ngày chỉ uống nước hoa quả, không uống trà, cà phê. Quyển 18, chương 127. Tại sao tôi phải tham gia? Phòng Tử Toàn nhấp một ngụm nước rồi hỏi lại. Chia sẻ kinh nghiệm có gì tốt chứ? Triệu Quốc Đống bây giờ là quan chức không phải thương nhân, Phòng Tử Toàn biết Triệu Quốc Đống phân rõ ràng điểm này, thậm chí y có thể khẳng định Triệu Quốc Đống vì công việc của mình mà có thể không hề do dự bỏ qua lợi ích cá nhân. Đây là điều làm Phòng Tử Toàn rất khó hiểu, Triệu Quốc Đống giống như rất ham mê quyền lực chính trị. Phòng Tử Toàn tự nhận mình làm ở thương trường nhiều năm, qua lại không ít người nhất là đám cán bộ lãnh đạo. Không quan tâm bọn họ có cấp bậc gì, không cần biết mặt nạ tinh xảo ra sao chỉ cần tiếp xúc nhiều là cân nhắc được ý đồ thật của bọn họ. Có người muốn thành tích để lên chức, có người muốn cả thành tích và túi tiền, mà có người vì túi tiền của mình có thể bỏ hết nguyên tắc, có người đúng là có suy nghĩ chỉ vì công việc, có người lại bơi lội giữa hai mảng đó. Phòng Tử Toàn có lần tưởng Triệu Quốc Đống là loại cuối cùng nhưng y rất nhanh biết phán đoán của mình là sai. Triệu Quốc Đống quá lạnh nhạt với tài sản làm Phòng Tử Toàn giật mình. Dù là tài sản hợp pháp thì Triệu Quốc Đống cũng không coi vào đâu, điều này khác hẳn những người khác. Nhiều năm qua Phòng Tử Toàn vẫn cân nhắc quan điểm của Triệu Quốc Đống, nếu nói hắn là thánh nhân, hết lòng vì dân chúng thì hình như không phải. Phòng Tử Toàn sớm biết Triệu Quốc Đống có quan hệ nam nữ ngoài luồng. Nữ giám đốc công ty Niết Bàn kia đương nhiên là tình nhân của Triệu Quốc Đống. Cổ Tiểu Âu cũng có quan hệ mờ ám với Triệu Quốc Đống. Phòng Tử Toàn thậm chí có thể khẳng định Triệu Quốc Đống còn thêm vài người phụ nữ khác. Chỉ bằng điểm này Đảng Cộng sản nói Triệu Quốc Đống là hủ hóa cũng không sai. Đương nhiên Phòng Tử Toàn cũng biết ở cấp bậc như Phòng Tử Toàn chỉ cần không sai lầm về phương hướng chính trị, vấn đề kinh tế trong sạch thì khó có thể bị đánh ngã vì tác phong sống. Nhưng đây cũng chứng minh Triệu Quốc Đống không phải thánh nhân, chỉ là phương diện này do hai bên tình nguyện, Triệu Quốc Đống không dùng quyền lực để khiến mấy người phụ nữ kia đạt lợi ích gì đó. Nhiều lắm chỉ nói đây là vấn đề đạo đức. Tâm tư của Triệu Quốc Đống là gì? Điểm này rất ít người có thể nắm chắc. Phòng Tử Toàn cũng là như vậy. Theo Phòng Tử Toàn thấy Triệu Quốc Đống khát vọng quyền lực chính trị và vinh quang chính trị hơn xa so với tiền tài. Có lẽ đây là do, lý tưởng, nào đấy nên Triệu Quốc Đống mới lạnh nhạt với các vấn đề khác. Tập đoàn Quốc Toàn bây giờ trong mắt Triệu Quốc Đống không khác gì các công ty bình thường, nhiều lắm chỉ có quan hệ mật thiết với chủ tịch tập đoàn này mà thôi. Ở điều kiện không làm trái nguyên tắc thì có thể sẽ đưa ra vài đề nghị tốt, nhưng nếu muốn mong Triệu Quốc Đống ủng hộ quá nguyên tắc thì đừng nghĩ cho xong. Triệu Quốc Đống nghe xong không khỏi ngẩn ra, mình dựa vào gì yêu cầu Phòng Tử Toàn tham gia hội nghị trao đổi kinh nghiệm này. Mấy năm nay Phòng Tử Toàn đã thành công biến tập đoàn Quốc Toàn từ công ty tư nhân Trung Quốc bình thường trở thành công ty quốc tế hóa. Theo Triệu Quốc Đống biết Phòng Tử Toàn còn muốn rời hoàn toàn khỏi vị trí tổng giám đốc tập đoàn Quốc Toàn để trở thành nhà đầu tư chiến lược. Phòng Tử Toàn bắt đầu mạnh dạn đầu tư vào Mông Cổ cùng Việt Nam, Australia cùng Indonesia, mà y cũng học được cách làm như thế nào lợi dụng tài nguyên để thâu tóm thị trường. Ngoài lợi dụng công ty đầu tư Quốc Toàn, Hồng Kông để đầu tư vào tập đoàn Fox Tech ra,
Phong Tử Toàn còn nhận mua hai công ty sống dở chết AA trên thị trường chứng khoán Hong Kong, sau đó sát nhập mấy công ty con vào hai công ty này để biến nó thành con ngựa ô trên thị trường chứng khoán Hong Kong, thông qua phương thức phát hành cổ phiếu để thu tài chính trên 1,8 tỷ USD Hong Kong, số tiền này được đầu tư vào hạng mục khai thác khí thiên nhiên ở phía đông Indonesia. Đây là hạng mục mà Tập đoàn Quốc Toàn hợp tác với Tập đoàn Trung Liên, hai bên tạo thành quan hệ đồng minh chiến lược. Hạng mục khai thác khí thiên nhiên hóa lỏng ở Indonesia thành công khiến cho cổ phần của công ty con thuộc Tập đoàn Quốc Toàn tăng cao, cũng khiến Phong Tử Toàn tin tưởng hơn nữa. Do trước đó Tập đoàn Quốc Toàn đã tạo được quan hệ khá tốt với chính quyền Indonesia do khai thác than đá nên vừa hạng mục khai thác khí thiên nhiên cùng với Tập đoàn Trung Liên đã được chính phủ Indonesia ủng hộ. Thành công này khiến Tập đoàn Quốc Toàn càng quan hệ mật thiết hơn với chính phủ Indonesia và chính quyền địa phương, cũng làm cho Phong Tử Toàn đang chuẩn bị tiến hành hạng mục lớn hơn nữa. Hạng mục khí thiên nhiên hóa lỏng ở Isjiseniolua vẫn là hạng mục Phong Tử Toàn chú ý nhất trước mắt, hắn liên hợp với Tập đoàn Thiên Hoa cùng Tập đoàn Trung Liên đang tích cực muốn tiến hành hạng mục này. Mà bên phía Indonesia thì hắn cũng hợp tác với công ty tài nguyên Erjason To Bamian, công ty khai thác than lớn nhất Indonesia, cũng là công ty hợp tác với Phong Tử Toàn khi lần đầu tiên hắn tiến vào Indonesia khai thác than đá. Đối thủ cạnh tranh của các công ty Trung Quốc đến là liên danh giữa tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản cùng với công ty năng lượng Meko, Indonesia, ngoài ra còn có cả tập đoàn Mitsui. Hạng mục này dự kiến một năm sẽ sản xuất được trên 2 tỷ tấn khí hóa lỏng. Triệu Quốc Đống gần đây mới biết tới hạng mục này. Làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phụ trách phối hợp ngành nghề cùng đối ngoại đầu tư, hạng mục khổng lồ này không thể vòng qua hắn. Nhất là Tập đoàn Quốc Toàn lần này chủ động liên hợp với Tập đoàn Thiên Hoa cùng Tập đoàn Trung Liên cạnh tranh cùng Tập đoàn của Nhật Bản làm Triệu Quốc Đống vừa mừng vừa sợ. Bây giờ Hiệp hội Đầu tư nước ngoài tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm đầu tư nước ngoài, nếu như Tập đoàn Quốc Toàn không phái thành viên đến tham gia đúng là rồi nói tiếp. Triệu Quốc Đống cũng muốn nhân cơ hội đến xem Phong Tử Toàn có ý tưởng nào mới không. Ông chẳng lẽ chỉ là một nhà kinh doanh thuần túy ư? Kiếm tiền dễ như vậy sao? Giới thiệu một chút kinh nghiệm chẳng lẽ sẽ khiến người ta cướp việc làm ăn của ông sao? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế cười nói. Không tự tin tới vậy sao? Không phải nguyên nhân này, tôi chỉ là không thích ngồi với tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước mà thôi, tôi không có tiếng nói chuyện với bọn họ. Vậy sao, thế sao ông cùng hợp tác với tập đoàn Trung Liên cho hạng mục khí hóa lỏng bên Indo? Triệu Quốc Đống cười cười phản kích. Phong Tử Toàn giật mình sau đó cười nói. Đây mặc dù là công ty nhà nước nhưng khác với những công ty khác, tôi thấy phong cách của bọn họ giống tôi. Vì thế ông mới hợp sức vì hạng mục ở Isjiseniolua. Triệu Quốc Đống cười cười một tiếng. Ồ, xem ra tin tức của ông nhanh nhạy nhỉ, tập đoàn Trung Liên trình báo hạng mục này lên rồi sao? Phong Tử Toàn không quá kinh nghiệm. Quy mô hạng mục Isjiseniolua tương đối lớn, ít nhất có sản lượng trên 2 tỷ tấn khí hóa lỏng. Dù là từ xây dựng cơ sở vật chất đến tiêu thụ cũng là công trình khổng lồ. Mặc dù Tập đoàn Quốc Toàn bây giờ bành trướng rất nhanh nhưng vẫn chưa thể so sánh với tập đoàn nhà nước khổng lồ như Tập đoàn Trung Liên. Tập đoàn nhà nước khổng lồ có ưu thế được tài chính quốc gia ủng hộ càng làm cho Tập đoàn Quốc Toàn không thể so sánh. Vì thế lần này trên danh nghĩa năng lượng quốc toàn, Tập đoàn Thiên Hoa cùng Tập đoàn Trung Liên liên hợp cạnh tranh hạng mục này ở Indo. Tập đoàn Trung Liên thậm chí xếp sau hai công ty tư nhân nhưng về con đường tiêu thụ và tài chính thì năng lượng quốc toàn cùng tập đoàn Thiên Hoa cũng phải dựa vào tập đoàn Trung Liên. Dù sao hạng mục này thật sự quá lớn, năng lượng quốc toàn cùng tập đoàn Thiên Hoa cũng phải tính tới công việc khác của mình, điều này làm tài chính gặp khó khăn. Nếu không có tập đoàn nhà nước tham gia thì các ngân hàng trong nước ủng hộ tài chính cũng có hạn mức. Tập đoàn Trung Liên sở dĩ chấp nhận xếp sau năng lượng quốc toàn cùng tập đoàn Thiên Hoa sau lúc, cũng là tính tới nếu như đứng trước sẽ khiến cho bên phía Indo phản cảm không cần thiết. Do hai công ty tư nhân đi đầu cũng có thể hóa giải tâm lý của chính phủ Indo, nhất là năng lượng quốc toàn có quan hệ tốt đẹp với phía Indo từ trước. Hạng mục đầu tư ra nước ngoài như vậy cũng cần phải được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thẩm định. Mặc dù trên danh nghĩa do Tập đoàn Quốc Toàn dẫn đầu nhưng khi trình báo lên vẫn là do Tập đoàn Trung Liên phụ trách ở Trung Quốc. Còn bên phía Indo chủ yếu do Tập đoàn Quốc Toàn cùng công ty Erjason To Bamian phụ trách. Quyển 18, chương 128. Ừ, tôi vừa được bên dưới báo cáo lên. Không ngờ Tập đoàn Quốc Toàn có thủ đoạn như vậy, dẫn đầu chống lại Nhật Bản. Triệu Quốc Đống rất có cảm xúc nói. Công ty Nhật Bản không ngừng chèn ép công ty Trung Quốc trên trường quốc tế,
hạng mục khí thiên nhiên trước đó tập đoàn Trung Liên cùng năng lượng quốc toàn chẳng qua miễn cưỡng hòa với tập đoàn Nhật Bản. Bây giờ các công ty Trung Quốc đang có cục diện rằng co với công ty Nhật Bản trong lĩnh vực tài nguyên ở Indo, một vài công ty Trung Quốc khác cũng bắt đầu tiến vào liên thủ với tập đoàn quốc toàn để chống lại Nhật Bản. Xúc giác của Nhật Bản đúng là nhạy hơn chúng ta, tay cũng dài hơn, chúng ta không thể không cố đuổi theo. Đương nhiên chúng ta cũng có ưu thế. Hạng mục lần này đã bắt đầu cạnh tranh, hắc hắc, bên Mitsubishi liệt chúng ta thành đối thủ số 1, tôi cũng rất chờ mong trận đánh này với Nhật Bản. Phong Tử Toàn cười nói. Tổng thể lực lượng của Nhật Bản là rất mạnh, nhất là thực lực mềm của bọn họ, ông phải cẩn thận. Tâm trạng của Triệu Quốc Đống bắt đầu bị hạng mục này điều động. Đám kia có sức thẩm thấu rất mạnh, nhiều thủ đoạn, trong nước Indo bọn họ cũng có đồng minh. Ừ, tôi biết, đây không phải lần đầu cạnh tranh với công ty Nhật Bản. Ngay cả bên Úc tôi cũng không ngừng tranh đoạt với bọn họ. Mắt Phong Tử Toàn sáng lên đầu hưng phấn. Bên Pilbara bọn Nhật Bản cũng làm tôi gặp không ít phiền phức, bọn họ muốn ngăn chặn xây dựng cơ sở vật chất. Ha ha, không phải oan gia không gặp. Tôi nghe nói tập đoàn quốc toàn cũng theo vào hạng mục của Kim Tất Đạt. Triệu Quốc Đống lại tung ra một vấn đề. Phong Tử Toàn nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống, một lúc lâu sau mới buồn bực nói. Quốc Đống, tại ông thính thế, An Cương và Kim Tất Đạt hợp tác khai thác hạng mục Carrara nhưng bản thân An Cương lại không thiếu quặng. Nhất là An Cương nếu sát nhập với Bổn Cương thì tài nguyên quặng sắt càng phong phú. Kim Tất Đạt cũng hy vọng có thể hợp tác với nhiều công ty trong nước, như vậy có thể đảm bảo con đường xuất khẩu quặng thuận lợi hơn. Vì thế tôi đề nghị bọn họ với Sa Cương, Phục Hưng Kiếm Long. Hai công ty này cũng có hứng thú, đến bây giờ Kim Tất Đạt đang đàm phán với Sa Cương, Phục Hưng Kiếm Long. Vậy tập đoàn quốc toàn tại sao không tham gia? Triệu Quốc Đống híp mắt hỏi. Ai nói là không tham gia? Nhưng tập đoàn quốc toàn chỉ là tham dự, đứng ở vị trí thấp nhất, chủ yếu do ba nhà kia hợp tác. Ở hạng mục Carrara, tập đoàn quốc toàn nắm không quá 3% cổ phần. Phong Tử Toàn cười cười. Tôi đây là đang tạo quan hệ rộng, đó cũng là học theo cách của Nhật Bản. Có tham gia nhưng không cần quá nhiều. Triệu Quốc Đống gật đầu, xem ra Phong Tử Toàn cũng học được không ít chiêu của Nhật Bản. Được rồi, đừng kéo xa cuộc hội thảo kia nữa. Hiệp hội mời một số công ty tư nhân muốn đi ra nước ngoài tham gia. Có nhiều công ty muốn đi ra nhưng thiếu kinh nghiệm, mà kinh nghiệm của các công ty nhà nước chưa chắc phù hợp với bọn họ. Hơn nữa tôi cũng không cho rằng chiến lược đi ra của công ty nhà nước là tốt. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Tôi hy vọng ông có thể giới thiệu kinh nghiệm của tập đoàn quốc toàn lúc đi ra nước ngoài, giúp đỡ các công ty kia bớt chịu thiệt. Phong Tử Toàn nở nụ cười. Ừ, câu này còn dễ nghe. Mấy năm nay tập đoàn quốc toàn hoạt động ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Ông cũng biết tôi và một số người ở công ty 3-4 năm nay toàn ở nước ngoài suốt, chịu không ít đau khổ. Như vậy đi Quốc Đống, tôi không đi được, tôi không muốn mình ra mặt nhưng sẽ để Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư nước ngoài và mậu dịch của tập đoàn đi. Y là trợ thủ đắc lực nhất mấy năm qua của tôi. Đầu tư nước ngoài của tập đoàn quốc toàn hầu hết đều do Y phụ trách. Triệu Quốc Đống nhận được câu trả lời của Phong Tử Toàn liền rời đi. Hắn bây giờ cũng có chút hứng thú với tập đoàn quốc toàn. Tập đoàn Thương Lãng mặc dù là cổ đông lớn nhất của tập đoàn quốc toàn nhưng thực tế mấy năm nay tập đoàn Thương Lãng không mấy quan tâm tới hoạt động của tập đoàn quốc toàn, nhiều lắm ở vài hạng mục khổng lồ thì tập đoàn quốc toàn sẽ báo cáo với tập đoàn Thương Lãng mà thôi. Có đôi khi thiếu tài chính ngắn hạn có thể sang tập đoàn Thương Lãng vay vốn, tập đoàn Thương Lãng coi như là một nhà đầu tư chiến lược. Triệu Quốc Đống chưa bao giờ hỏi Trường Xuyên về tình hình hoạt động của tập đoàn quốc toàn, nhưng biểu hiện của Phong Tử Toàn hôm nay làm hắn tò mò. Tập đoàn quốc toàn có biểu hiện xuất sắc ở Indonesia và Úc, nhất là khi đấu với công ty Nhật Bản mà không hề thua kém làm Triệu Quốc Đống rất hưng phấn. Phong Tử Toàn không phải Phong Tử Toàn ngày xưa, y bây giờ đã hiểu được cách tạo các mối quan hệ ở các nước, cùng hưởng lợi ích khiến cho tập đoàn quốc toàn ở Australia cùng Indonesia như cá gặp nước. Không cần phát đạt quá chỉ cần tham gia vào, cảnh giới này nếu muốn làm được là không hề đơn giản. Nhất là ở thời đại mọi thứ vây quanh lợi ích thì có thể thấy xa như vậy là không hề đơn giản. Về văn phòng, Triệu Quốc Đống bảo Âu Dương Cẩm Hoa đi thu thập tài liệu tình hình phát triển mấy năm qua của tập đoàn quốc toàn, ngoài ra hắn cũng gọi điện cho Trường Xuyên, bảo Trường Xuyên gửi mail cho mình về tình hình đầu tư nước ngoài của tập đoàn quốc toàn mấy năm qua. Tập đoàn quốc toàn có công ty con ở Hong Kong và quần đảo Cayman. Chủ yếu là do thuận tiện đầu tư ở nước ngoài hơn nữa. Hiện nay có không ít công ty tư nhân thậm chí công ty nhà nước Trung Quốc có xu thế này,
nó tránh được vài mạo hiểm về pháp luật, hơn nữa cũng khiến cho trong nước chỉ biết được biểu hiện bề ngoài của bọn họ. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận từ tình hình hiện tại thì Phòng Tử Toàn làm khá tốt. Theo hắn thấy tập đoàn Quốc Toàn có xu thế phát triển theo hướng tập đoàn tổng hợp. Ví dụ như hợp tác với tập đoàn Kim Tất Đạt ở hạng mục Carrara, ngoài An Cương ra, tập đoàn Quốc Toàn còn kéo Sa Cương và Phục Hưng Kiếm Long vào, đây là hai công ty thép tư nhân lớn nhất Trung Quốc, hiệu quả kinh doanh cao. Hơn nữa tập đoàn Quốc Toàn cũng là cổ đông ở tập đoàn Foxtep, Phục Hưng Kiếm Long cũng là như vậy. Tập đoàn Phục Hưng là tập đoàn tư nhân có thực lực nhất Trung Quốc, ngoài ngành thép còn tiến vào ngành bất động sản, y dược, tài chính. Xem ra Phòng Tử Toàn thích hợp làm ở lĩnh vực đầu tư hơn. Hắn có cái nhìn khá xa trong các hạng mục đầu tư, không cần lợi ích trước mắt. Kéo nhiều công ty tư nhân đi ra như vậy chẳng những xác lập được địa vị đầu tàu của tập đoàn Quốc Toàn, củng cố địa vị trong giới đầu tư nước ngoài của tập đoàn Quốc Toàn ở Australia cùng Indonesia. Hơn nữa cũng tăng địa vị của tập đoàn Quốc Toàn khi đầu tư nước ngoài. Phòng Tử Toàn muốn làm người khiêm nhường, Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu cho đối phương. Nhưng tập đoàn Quốc Toàn bây giờ muốn khiêm nhường cũng không thể. Ít nhất các công ty Nhật Bản đã xếp tập đoàn Quốc Toàn làm đối thủ lớn nhất, cho nên đường sau này càng đi càng khó. Nhưng khi các công ty Trung Quốc đi ra nước ngoài càng nhiều, tập đoàn Quốc Toàn càng có nhiều đồng minh ủng hộ. Triệu Quốc Đống cảm thấy chính sách quốc gia cần phải khuyến khích nhiều hơn để xuất hiện nhiều công ty như tập đoàn Quốc Toàn. Chủ nhiệm Triệu, đây là báo cáo xin bổ sung vốn của Ninh Lăng, ưu để mở rộng trung tâm nghiên cứu tài liệu mới, năng lượng mới. Ủy ban kế hoạch phát triển ưu và cục đã tiến hành thẩm định và khảo sát thực địa, phù hợp điều kiện báo cáo. Ủy ban tỉnh ưu cũng đã đồng ý trình báo lên ủy ban. Cục cũng cho rằng trung tâm nghiên cứu tài liệu mới, năng lượng mới đủ điều kiện để thành lập trung tâm kiểm định, hơn nữa phù hợp chính sách của quốc gia. Trương Vĩnh bồi cầm một tập tài liệu đi vào văn phòng Triệu Quốc Đống. Chuyến về Ninh Lăng của Triệu Quốc Đống làm Ninh Lăng đạt không ít lợi ích. Khi Tiêu Phượng Minh đưa ra ý tưởng mở rộng quy mô trung tâm nghiên cứu tài liệu mới, năng lượng mới, xin xây dựng trung tâm kiểm định cấp nhà nước, Triệu Quốc Đống cũng tỏ thái độ ủng hộ, cũng yêu cầu thị xã Ninh Lăng nhanh chóng nắm chắc thời gian tiến hành báo cáo lên, tranh thủ được phê duyệt trong năm nay. Phía Ninh Lăng đương nhiên rất vui mừng, sau khi Triệu Quốc Đống đi, bên phía Ninh Lăng lập tức sửa lại tài liệu bổ sung. Triệu Quốc Đống vừa về tới Bắc Kinh thì Ninh Lăng đã làm xong thủ tục ở Bắc Kinh mà trình báo lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Quyển 18, chương 129. Triệu Quốc Đống biết Trương Vĩnh Bồi đang cố gắng dựa vào mình, hạng mục từ Ninh Lăng đưa lên đương nhiên y phải xử lý với tốc độ nhanh nhất. Làm việc sẽ đắc tội với người nhưng không làm việc thì anh không có cơ hội đắc tội người, không ai để ý tới anh. Đây là kết luận của Triệu Quốc Đống. Nếu không phải mình yêu cầu Cục Công nghệ cao tiến hành thẩm định việc xây dựng và sử dụng các trung tâm nghiên cứu khoa học mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển phê duyệt 2 năm qua, chỉ sợ Trương Vĩnh Bồi còn có thể cảm thấy dễ lừa được mình. Nếu không phải mình rất cố chấp về việc cải cách quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón hóa học thì có lẽ Trang Vân Lộc vẫn còn thái độ xa lánh để đối phó mình. Bây giờ Trang Vân Lộc không dám chậm trễ về phương án chỉnh hợp ngành thép mà mình yêu cầu, không ngừng tổ chức tọa đàm với các công ty, Ủy ban tỉnh ký, lỗ. Mặc dù đến nay chưa đưa ra được kết luận nhưng ít nhất ngăn hai tỉnh kia dùng thủ đoạn hành chính để tiến hành chỉnh hợp sát nhập. Triệu Quốc Đống không để ý ai sát nhập ai, công ty nhà nước sát nhập công ty tư nhân cũng tốt, công ty tư nhân sát nhập công ty nhà nước cũng tốt, vấn đề sở hữu không sao cả, vấn đề khu vực cũng không sao cả. Tất cả đều trên địa bàn Trung Quốc, người đưa ra quyết sách phải cân nhắc nhiều tới vấn đề dân sinh, đến kết cấu sản nghiệp vĩ mô mà không phải đặt vào ngành sản xuất hoặc công ty cụ thể nào cả. Đó là quan tâm thái quá. Trung Quốc gần đây có viết một bài trên tạp chí Nam Phong Song. Bài viết toàn diện trình bày quan điểm cá nhân của hắn về vấn đề chỉnh hợp và sát nhập các ngành nghề trong nước. Bài viết không chỉ nhằm vào ngành thép mà bao gồm cả ngành khai khoáng, luyện kim. Khi viết bài này, Triệu Quốc Đống cũng hỏi ý kiến Tăng Quyền Quân nói cần suy xét. Đến ngày thứ ba sau khi Triệu Quốc Đống đưa bài viết lên, Tăng Quyền Quân mới đưa bản thảo đã sửa lại cho Triệu Quốc Đống. Bài viết không thay đổi mấy về tư tưởng chung chỉ là giọng văn hài hòa hơn. Triệu Quốc Đống đoán có lẽ Tăng Quyền Quân hỏi ý kiến cấp trên, được phép mới đồng ý để mình đăng bài viết này. Đây là bài viết đại biểu cho quan điểm cá nhân của hắn, nhưng do thân phận của Triệu Quốc Đống quá mẫn cảm nên không thể không suy xét nhiều mặt. Bài viết này được đăng lên lập tức làm nhiều chuyên gia kinh tế Trung Quốc chú ý, cho rằng đây là tín hiệu cho thấy chính phủ, Trung ương đã đưa ra tín hiệu rõ ràng, làm công ty tư nhân trong cả nước chấn động. Triệu Quốc Đống cũng trở thành điểm nóng để thảo luận.
Nhưng rất nhiều người cũng chú ý thấy trong bài viết này Triệu Quốc Đống còn đưa ra một yêu cầu là trong quá trình sát nhập cần tuân theo quy luật kinh tế thị trường, về phương diện khác chính quyền phải nghiêm khắc làm tốt chức trách của mình, ngoài việc thẩm định chặt chẽ ngăn ngừa tổn thất tài sản quốc gia còn phải giám sát nghiêm khắc về đất đai, bảo vệ môi trường, thuế, bảo hiểm xã hội. Quan điểm này tạo ra tranh luận ở trình độ nhất định. Có không ít chuyên gia kinh tế cho rằng quan điểm này của Triệu Quốc Đống có điểm để chính quyền địa phương lấy làm lý do ngăn cản công ty tư nhân trở thành chủ thể sát nhập, nhưng lại có một bộ phận chuyên gia cho rằng nếu như công ty tư nhân không vi phạm pháp luật, không trốn thuế, không gây ô nhiễm môi trường thì làm sao phải lo lắng. Vĩnh Bồi, ngành công nghệ cao liên quan tới đại kế phát triển lâu dài của nền kinh tế quốc gia chúng ta, tình hình thực tế các nơi khác nhau. Tôi cảm thấy được điểm này cần phải đưa ra yêu cầu phù hợp với từng nơi, không nên tiến hành ồ ạt. Các tỉnh thậm chí các thị xã cũng cần phải có quy hoạch rõ ràng, Cục Anh sợ rằng phải chăm chú kết hợp chính sách tinh thần của Trung ương hơn nữa, tiến hành chỉ đạo, giám sát riêng cho từng tỉnh, từng thị xã, phải có quy hoạch lâu dài và ngắn hạn, phải có ý kiến rõ ràng. Tốt nhất là anh phái nhân viên xuống tiến hành chứng thực công việc này. Công việc mà Triệu Quốc Đống yêu cầu, Trương Vĩnh Bồi bây giờ không dám làm qua loa. Mấy tháng vừa rồi Triệu Quốc Đống không ngừng dùng biểu hiện của hắn để chinh phục mọi người, hoặc là nói khiến cho mọi người tán thành địa vị của hắn. Bài viết trên tạp chí Nam Phong xong thì Trương Vĩnh Bồi cũng đã đọc, thậm chí còn cùng Trang Vân Lộc tiến hành thảo luận về các quan điểm trên bài viết này. Triệu Quốc Đống lại dám can đảm đưa lên truyền thông như vậy đúng là đáng để người ta phải suy nghĩ. Trương Vĩnh Bồi nhớ như in một câu của Trang Vân Lộc, Triệu Quốc Đống đạt được tán thành của lãnh đạo cấp trên. Lòng tự tin và sức khống chế cũng đã bay lên đến trình độ có thể làm theo ý kiến mình và để bên ngoài biết ý của mình. Điều này có nghĩa địa vị của Triệu Quốc Đống ở ủy ban càng lúc càng được củng cố, không thể nào nghi ngờ năng lực của Triệu Quốc Đống nữa. Trương Vĩnh Bồi cũng thấy Trương Hoành Vĩ đã nhanh chóng thần phục Triệu Quốc Đống, mà Khổng Tường Long cùng Trang Vân Lộc cũng rõ ràng đã thay đổi thái độ. Về phần Cổ Thọ Xương vẫn như cũ vì đó là tính cách của hắn, dù là ai làm lãnh đạo thì hắn vẫn không thay đổi. Cho nên Trương Vĩnh Bồi cũng rất sáng suốt học tập Trương Hoành Vĩ. Chủ nhiệm Triệu, tôi lập tức tổ chức nhân viên trong cục tiến hành nghiên cứu công việc này, cũng yêu cầu cán bộ xuống dưới điều tra. Thái độ của Trương Vĩnh Bồi giờ rất kiên quyết. Triệu Quốc Đống hài lòng nói. Được rồi, các anh mau đưa ra kế hoạch công tác, mỗi tỉnh có đặc sắc của mình, không nên làm như ong vỡ tổ dồn vào mấy ngành như điện tử, công nghệ sinh học. Phải châm trước, phải tính tới khả năng hiệu ứng như vậy mới đạt được hiệu quả. Mới có thể đột phá. Tiêu Xuân Dương rất có hứng thú đọc bài viết trên tạp chí Nam Song Phong, bài viết ký tên Triệu Quốc Đống. Bài viết rất sắc bén, nhằm thẳng trung tâm vấn đề. Vĩnh Cương, chủ nhiệm Triệu của các ông khí phách thật đó, đây là không điểm danh phê bình cách chỉnh hợp ngành thép của hai ủy ban tỉnh tề, ký. Tiêu Xuân Dương đã đọc bài viết này nhiều lần, còn đề cử tổng giám đốc của mình đọc qua. Bởi vì quyền nhà khách quặng cũng là mục tiêu cải cách mà Triệu Quốc Đống đưa ra. Bọn họ đều có ấn tượng không tốt về Triệu Quốc Đống nhưng cũng nhất trí cho rằng bài viết này đáng đọc. Cục diện ngành thép ký chung khác với tề lỗ. Ngành thép ký chung chia làm hai nửa Nam Bắc, Bắc do Đường Cương cầm đầu, Nam do Hàm Cương cầm đầu. Mà hai công ty thép này lại bị Bảo Cương, Kinh Cương giằng co. Bảo Cương đã thực hiện chỉnh hợp sơ bộ với Hàm Cương, Kinh Cương cũng đang hợp tác mật thiết với Kinh Cương. Do nhiều nhân tố nhất là sắp tới Bắc Kinh tổ chức Olympic nên Trung ương có ý để thép Kinh Hoa rời khỏi khu vực Bắc Kinh, mà bây giờ càng rõ ràng yêu cầu xây dựng trụ sở sản xuất mới của tập đoàn thép Kinh Hoa ở Ký Trung. Nhưng bên Ký Trung lại rõ ràng bài trừ khả năng Kinh Cương và Bảo Cương tiến vào làm chủ ngành thép Ký Trung. Ủy ban tỉnh Ký Trung hy vọng ngành thép thống nhất ngành thép do tập đoàn khổng lồ của Ký Trung phụ trách, như vậy có thể hình thành tập đoàn khổng lồ ở trong Ký Trung. Điều này làm Kinh Cương rất bất mãn, cũng làm Bảo Cương thấy mất mát. Trước đó làm rất nhiều công tác không ngờ bởi vì lợi ích của chính quyền địa phương mà bị bác bỏ, dù là Kinh Cương hay Bảo Cương đều khó có thể chấp nhận nhưng chỉnh hợp ngành thép là do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia đưa chính sách, còn tiến hành lại do Ủy ban tỉnh các nơi tiến hành, cho nên ở vấn đề này dù là Kinh Cương hay Bảo Cương đều có khổ mà không thể nói. Ủy ban Ký Trung không cần biết quan điểm của Kinh Cương hay Bảo Cương, cũng không cần biết tương lai phát triển của Đường Cương hoặc là Hàm Cương, bọn họ suy nghĩ đầu tiên chính là kết cấu lợi ích của Ký Trung. Ừ, Triệu Quốc Đống này đúng khả rất quyết đoán, bài này cũng dám đăng lên, đây là tát vào mặt hai tỉnh Ký Trung, tề lỗ. Lý Vĩnh Cương không thể không thừa nhận, Triệu Quốc Đống có tầm nhìn xa và nghị lực, khí phách trong việc này. Người này chẳng những khiêu chiến công ty nhà nước,
đồng thời cũng dám đặt câu hỏi với chính quyền địa phương, người bình thường dù là như thế nào cũng không thể làm ra hành vi đó. Thế ủy ban bên ông đánh giá như thế nào về việc này? Tiêu Xuân Dương càng lúc càng thấy hứng thú với Lý Vĩnh Cương. Hắn cũng không biết Triệu Quốc Đống cũng đang khá chú ý tới mình. Ủy ban vẫn duy trì im lặng, nhưng mọi người ở cục đều biết đây là do chính quyền địa phương đang mặc cả, đánh cờ với công ty nhà nước trực thuộc Trung ương. Lần này Triệu Quốc Đống đứng ở phía các công ty trực thuộc Trung ương. Lý Vĩnh Cương trầm ngâm một lúc mới nói. Chính xác mà nói người này chính là nếu thấy có lợi cho ngành mà hắn quan tâm, hắn sẽ ủng hộ bên đó, các nhân tố khác đều bị gác sang bên. Quyền 18, chương 130. Tiêu Xuân Dương liếc nhìn Lý Vĩnh Cương một cái rồi ra vẻ thuận miệng nói. Hình như ông có cảm giác khác về Triệu Quốc Đống. Ừ, tôi vốn nghĩ hắn chỉ là làm ầm lấy lòng dư luận nhưng tôi dần cảm thấy phán đoán của mình có chút thành kiến. Hắn dù mò thành tích nhưng cũng có chút khí phách, dám gặm xương cứng. Chỉnh hợp ngành thép nói bao lâu rồi, ai cũng biết đây là việc khó giải quyết, ai nhắc tới chuyện này đều ngại ngùng, nói hàm hồ hoặc nói mấy câu sáo rỗng. Còn nếu liên quan đến vấn đề mang tính cụ thể thì mọi người đều ngậm miệng không nói. Lý Vĩnh Cương như đang suy nghĩ. Nhưng Triệu Quốc Đống này thì khác, ông đọc bài này mặc dù giọng điệu khá hòa hoãn nhưng mấy điểm đề xuất chỉ là người trong ngành đều biết. Ký Trung cùng Tề Lỗ chắc đang rất nóng mặt. Vậy ông cảm thấy ý kiến của hắn có được Trung ương chấp nhận không? Tiêu Xuân Dương cũng biết Triệu Quốc Đống không phải kẻ bốc đồng. Hắn dám ký tên viết bài này thì nhất định được bên trên cho phép. Quan trọng nhất chính là Trung ương có đẩy mạnh theo ý kiến này không? Đây không chỉ là vấn đề của Kinh Cương, Bảo Cương, Đường Cương, Hàm Cương, Bồ Cương, Tề Cương chú ý nữa. Chính quyền các nơi như Ký Trung cùng Tề Lỗ, Bắc Kinh, Thượng Hải đều chú ý tới. Bài viết đi ra có lẽ là phương hướng, xem phản ứng của các ngành thế nào. Về phần phổ biến chính thức hay không là rất khó nói. Không dễ nói. Chỉnh hợp ngành thép không chỉ có vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề xã hội và chính trị nữa. Lý Vĩnh Cương cảm thấy câu này của mình rất có trình độ. Còn phải dựa vào kết quả đánh cờ của các thế lực chính trị khắp nơi. Tiêu Xuân Dương cười cười một tiếng, y rất thích thậm chí thấy may mắn khi Triệu Quốc Đống dồn hết tâm tư vào vấn đề quyền nhập khẩu nguyên liệu phân bón hóa học và chỉnh hợp ngành thép. Y không hiểu sao mình rất e ngại và cảnh giác với Triệu Quốc Đống, ngay cả chính y cũng không thể giải thích nổi. Nhưng trực giác nói cho Tiêu Xuân Dương biết đối phương rất nguy hiểm, mà cảm giác này sau khi Triệu Quốc Đống tới làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia thì càng đạt tới đỉnh. Mỗi một cử động của Triệu Quốc Đống đều làm Tiêu Xuân Dương chú ý. Nếu quyền nhập khẩu phân bón hóa học còn đỡ một chút, như vậy chỉnh hợp ngành thép và cơ chế đàm phán quặng sắt liên lụy trực tiếp đến lợi ích của y. Chỉnh hợp ngành thép đó là đề tài với Tổng bộ Kinh Cương Tập đoàn Thép Bắc Kinh không ảnh hưởng mấy đến quốc tế Kinh Cương. Nhưng cơ chế đàm phán giá quặng và con đường nhập khẩu lại liên quan trực tiếp tới quốc tế Kinh Cương. Tiêu Xuân Dương vẫn có chút lo lắng sẽ cứng rắn tham gia vào cơ chế đàm phán giá quặng. Việc này mặc dù không phải do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia phụ trách chính mà là chức trách của Bộ Thương mại. Nhưng Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có vai trò người phối hợp, mà ngành thép lại là ngành trụ cột của nền kinh tế quốc dân, Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia cũng có quyền lên tiếng khá lớn ở cơ chế đàm phán giá quặng. Bộ Thương mại cũng cần trưng cầu ý kiến của Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Mà Triệu Quốc Đống lại là phó chủ nhiệm phụ trách cục phối hợp ngành nghề, điều này làm Tiêu Xuân Dương có cảm giác ăn ngủ không ngon. Cũng may chỉnh hợp ngành thép dù từ phương diện nào cũng hấp dẫn Triệu Quốc Đống chú ý hơn là cơ chế đàm phán giá quặng. Cuộc đàm phán nhập khẩu quặng sắt cuối cùng đã kết thúc ở trung tuần tháng 6, các công ty thép trong nước chấp nhận giá thành tăng lên 19%, phản ứng của ngành thép cũng bình tĩnh. Đây cũng làm cho lo lắng trong lòng Tiêu Xuân Dương giảm đi. Nhưng tiến vào nửa cuối năm, thời gian đàm phán giá quặng năm 2007 gần tới, Tiêu Xuân Dương lại có cảm giác dày vò. Theo thời gian đàm phán gần tới thì y càng phải nắm chắc Lý Vĩnh Cương hơn. Đang suy nghĩ thì điện thoại di động vang lên, Tiêu Xuân Dương thấy số mà mình vừa yêu vừa hận. Tiêu Xuân Dương thở dài một tiếng nói. Thái ca, anh ở đâu? Chỗ cũ, cậu lại đây. Bên kia truyền tới giọng của người tân môn. Lâu không gặp rồi, tối phải uống thật say mới được. Anh vừa từ Úc về. Tiêu Xuân Dương thuận miệng nói. Tới Liêu Đông cùng Tề Lỗ một vòng, gặp nhiều bạn nên trì hoãn thời gian. Giọng đối phương có vẻ mệt mỏi. Thái ca đúng là khỏe, chắc đãi ngộ tốt lắm hả? Tiêu Xuân Dương thở dài một tiếng. Thời này chim chết vì đồ ăn, người chết vì tiền, con người không phải như vậy sao?
Tiêu Xuân Dương run lên vô thức nhìn Lý Vĩnh Cương đang ngồi đối diện với mình. Được, tôi lập tức tới. Tiêu Xuân Dương phán đoán rất chính xác, gần đây Triệu Quốc Đống bị vấn đề chỉnh hợp ngành thép chiếm gần hết tâm trí. Hai tỉnh Tề Lỗ, Ký Trung đều có bến cảng xuất nhập khẩu quặng, cũng đều là tỉnh lớn trong sản xuất thép, y trong tỉnh chia làm vài khối lớn, vì vậy cần phải hình thành hợp lực, cần chỉnh hợp sát nhập. Tình hình hai tỉnh khác nhau, hai khối Nam Bắc của ngành thép Ký Trung thực ra đều có ưu thế làm chủ thể sát nhập. Đường Cương và Kinh Cương có quan hệ mật thiết, do vị trí và quan hệ hợp tác trong thời gian dài cùng với cơ sở vật chất và hệ thống thông tin cùng hưởng, theo Triệu Quốc Đống thấy đây là cách sát nhập tốt nhất. Mà phía Nam Ký Trung thì Hàm Cương và Bảo Cương cũng đã hợp tác nhiều năm. Bảo Cương cũng có ý mua lại Hàm Cương, như vậy sẽ tạo thành ưu thế hỗ trợ lẫn nhau, hai bên cùng có lợi. Nhưng điều này lại không phù hợp với lợi ích của Ký Trung. Thấy ngành thép của tỉnh mình bị công ty bên ngoài chia cắt, dù là từ lợi ích địa phương hay lợi ích cá nhân mà nói thì chỉ sợ lãnh đạo bên phía Ký Trung khó có thể chấp nhận, điểm này Triệu Quốc Đống có thể hiểu. Nhưng hắn cảm thấy cần đứng ở góc độ xa hơn mà nhìn nhận. Nếu có thể hạ quyết tâm cẩn thận phân tích, lấy tâm lý bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề, Triệu Quốc Đống cho rằng ngành thép Ký Trung thích hợp hợp tác với Bảo Cương, Kinh Cương mà không phải ép ngành thép trong tỉnh hợp lại với nhau. Ngành thép liên quan quá nhiều lợi ích khó tránh khỏi không ngừng chỉnh hợp, không ngừng sửa đổi. Nếu không có thủ đoạn của chính quyền mà anh muốn giảm sản lượng sản phẩm chất lượng kém là nói suông, anh cần dùng thủ đoạn hành chính, có đôi khi lại bị bên dưới chạy trọt nên có vấn đề. Chờ Triệu Quốc Đống có suy nghĩ rõ ràng về chỉnh hợp ngành thép thì cuộc đàm phán giá quặng nửa cuối năm 2006, nửa đầu năm 2007 đã kết thúc, tập đoàn Vale và tập đoàn ThyssenKrupp dẫn đầu đạt ý kiến tăng giá 19%. Ngay sau đó tập đoàn của Úc, Nhật Bản cũng theo vào, Trung Quốc cũng đồng ý. Triệu Quốc Đống nghe được tin này không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Chẳng qua đây coi như là tăng giá nhẹ, so với mấy năm trước tăng 77,5% thì giá lúc này là hoàn toàn có thể chấp nhận. Triệu Quốc Đống cho rằng nếu không sớm thương thảo đối sách thì giá quặng sẽ không ngừng tăng lên, sẽ chiếm lợi nhuận chủ yếu của các công ty thép. Chủ nhiệm Tăng, tôi cảm thấy điều kiện hiện nay đã đủ. Năm nay giá quặng sắt tăng 19%, đây coi như thành công, cũng coi như là cống hiến của tập đoàn Vale và tập đoàn ThyssenKrupp. Nếu như chúng ta còn do dự không quyết thì tổn thất của các công ty thép Trung Quốc sẽ càng lớn hơn. Lúc cần thiết thì Trung ương phải quyết đoán ra tay. Triệu Quốc Đống cầm chén trà rồi bình tĩnh nói. Tăng Quyền Quân ngẩng đầu lên như đang nhìn trần nhà, thực tế y đang suy nghĩ vấn đề mà Triệu Quốc Đống đưa ra. Giá năm nay tăng ở mức độ vừa phải, nhưng gần như hàng năm đều tăng giá. Đúng như lời Triệu Quốc Đống nói, mấy tập đoàn quặng lớn thế giới nắm rõ lượng sản xuất, tiêu thụ và tồn kho của các công ty thép Trung Quốc, hơn nữa bọn họ đã tạo thành cục diện lũng đoạn cung ứng quặng sắt tuyệt đối, anh không thể xác định sang năm mấy tập đoàn quặng kia có động tác gì mới không. Một khi tăng mạnh về giá sẽ là thảm họa với công ty Trung Quốc. Quốc Đống, tôi cũng thấy đã đến lúc, tôi đồng ý với quan điểm của cậu, năm nay ổn định đôi chút nên có thể đẩy mạnh chiến lược này. Thông qua chỉnh hợp để kiên quyết đào thải các xưởng sản xuất dưới 300 mét, điều này cần phải yêu cầu chính quyền địa phương nghiêm túc chấp hành, không hoàn thành được phải chịu trách nhiệm. Về phần khác cũng cần thúc đẩy các công ty thép tiếp tục ra ngoài tìm nguồn quặng sắt. An Cương, Quốc Toàn, Sa Cương và Phục Hưng Kiếm Long đã tiến hành cùng khai thác hạng mục Carrarat với tập đoàn Kim Tất Đạt Úc, ngoài ra tập đoàn Trung Cương cũng đang tiến hành mua lại công ty quặng mỏ Trung Tây Bộ Úc, còn có công ty đã sang tận Brazil, Chile khai thác. Bố cục sớm như vậy cũng là cơ sở cho ngành thép Trung Quốc phát triển, tránh sự bị động phụ thuộc quá nhiều vào tập đoàn nhà nước. Tăng Quyền Quân hạ quyết tâm. Tôi sẽ lập tức liên lạc với lãnh đạo Quốc vụ Viện, đến lúc ấy chúng ta cùng đi báo cáo. Quyền 18, chương 131. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình xem thường sức ảnh hưởng của Tăng Quyền Quân và người đứng sau các tập đoàn nhà nước khổng lồ. Một tuần sau Quốc vụ Viện quyết định tiến hành một lần nữa chỉnh sửa phương án chỉnh hợp ngành thép. Trong phương án chỉnh sửa này Quốc vụ Viện cũng rõ ràng đưa ra phải tiến hành chỉnh hợp theo quy luật kinh tế thị trường, chính quyền địa phương chỉ được xúc tiến, thúc đẩy chứ không được can thiệp vào đó, khuyến khích liên kết sản nghiệp, khuyến khích tập đoàn lớn đi đầu sát nhập, không được lấy quyền sở hữu và khu vực làm điều kiện hạn chế, cũng rõ ràng đưa ra việc đào thải các ngành nghề lạc hậu sẽ là cơ sở đánh giá thành tích của chính quyền địa phương, đây là nhân tố để khảo sát. Kinh Cương và Bảo Cương có phản ứng đầu tiên. Cho rằng phương án mới phù hợp tình hình thực tế, phù hợp trào lưu phát triển, giúp cho ngành thép Trung Quốc phát triển hợp lý, khoa học. Ngay sau đó Võ Cương, An Cương cũng tỏ vẻ ủng hộ, tiếp theo là một loạt công ty thép tư nhân ủng hộ,
yêu cầu công ty tư nhân phải được đối xử như công ty nhà nước, nhất là phải được đối xử ngang nhau về tài chính, chính sách, khuyến khích các ngành tài chính ủng hộ công ty tư nhân làm chủ thể sát nhập. Còn chính quyền các nơi lại duy trì im lặng. Cậu lợi hại đó, không ngờ cũng biết lấy lực đả lực. Lưu Nham cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Nhưng cậu mặc dù được một bộ phận người ủng hộ nhưng biết chiêu này đắc tội bao người không? Hai tỉnh kia sợ hận cậu tận xương, tư tưởng của bọn họ bị bác bỏ từ căn bản, phương án này vừa ra được cả tập đoàn nhà nước khổng lồ và công ty tư nhân ủng hộ, nhưng lại đánh tan giấc mộng của chính quyền địa phương các. Bọn họ sợ là cảm thấy trời sắp sụp. Nham ca, chuyện rõ ràng ở đó, Trung ương đưa em lên vị trí này chính là muốn em làm người ác. Em lúc này mới cảm thấy được em đã lọt vào bẫy của Phó Thủ tướng Tiền cùng Phó Thủ tướng Tô. Em tự mình chui vào, Phó Tuyền đẩy một chút, Tăng Quyền Quân ở đằng trước chiếu đèn cho, còn em từng bước đi vào con đường một chiều, em không đi không được. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Lúc này Triệu Quốc Đống mới cảm thấy trí tuệ chính trị của mình còn kém không ít so với Tăng Quyền Quân và Phó Tuyền, nhất là lãnh đạo Trung ương càng nắm đúng suy nghĩ của mình, bọn họ biết lúc nào cần ủng hộ mình, lúc nào cứ vứt mình đó. Hắc hắc, vậy cũng không phải do tự chú chọn sao? Có ai ép chú thò mặt ra không? Chú cũng có thể kéo dài chuyện này cơ mà. Lưu Nham liên tục bỏi ba câu làm Triệu Quốc Đống á khẩu. Đương nhiên Trung ương đưa chú tới vị trí này là muốn thấy sự hăng hái của chú. Hai hôm trước anh và Thác Ca cũng nói đến việc này. Thác Ca cũng nói Trung ương dùng chú là do chú có khí phách và nghị lực không ai so sánh được. Hừ, chỉ sợ muốn vứt em làm quân tốt thí. Triệu Quốc Đống chép miệng. Tốt thí cũng có chỗ tốt của mình, ít nhất cũng có thể làm cho người ta thấy được sự sắc bén của chú. Lưu Nham không cho là đúng. Chú cho rằng chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia là chức vụ ai cũng có thể ngồi được sao? Chú không thấy mình ở vị trí phó chủ nhiệm này khiến bao người hâm mộ, ghen ghét, chấn động sao? Chú còn rất trẻ, lý lịch ít, bây giờ là lúc cần tích lũy không cần phải khiêm nhường, muốn làm gì làm đó. Triệu Quốc Đống kinh ngạc, hắn không ngờ Lưu Nham lại nói những câu như vậy. Hắn vẫn nghĩ Lưu Nham không suy nghĩ sâu xa như Lưu Thác, không ngờ Lưu Nham lại phân tích, phán đoán thâm thúy như vậy. Xem ra mình đã coi thường người từ các gia tộc chính trị đi lên. Ở tầm cao lâu năm làm bọn họ có sức phân tích và nhạy cảm chính trị hơn xa người xuất thân bình thường. Ồ, em cũng không định giành được niềm vui của tất cả mọi người, đó là không thực tế. Có người được sẽ có kẻ mất nhưng từ lâu dài thì thấy điều này có lợi cho sản nghiệp phát triển. Chính quyền địa phương tham gia quá mức vào việc chỉnh hợp sản nghiệp, dùng quyền lực hành chính để chỉnh hợp thì sẽ mất đi tác dụng vốn có của nó. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Chú nghĩ lãnh đạo địa phương không thấy điểm này sao? Lưu Nham hỏi lại. Đám lãnh đạo kia không phải không thấy mà là do tâm lý làm loạn bọn họ muốn trên địa bàn của mình hình thành tập đoàn khổng lồ, đây là thành tích huy hoàng. Mấy năm sau tập đoàn suy thoái, tan rã thì còn có liên quan gì tới mình? Đó là do tập đoàn đó kinh doanh không tốt, tôi chỉ xúc tiến tập đoàn thành lập mà thôi, công lao thuộc về mình, trách nhiệm là của người khác, vậy tại sao không làm? Triệu Quốc Đống khinh thường nói. Khi đó chẳng lẽ còn có thể truy cứu trách nhiệm vị lãnh đạo nào đó ư? Dù có thì cũng có thể đẩy lên là tập thể nghiên cứu, tập thể gánh vác trách nhiệm, lúc ấy còn có thể làm gì? Lưu Nham im lặng không nói. Câu này của Triệu Quốc Đống đã nói chúng trọng tâm vấn đề. Một lúc lâu sau Lưu Nham mới nói. Quốc Đống, tình hình Trung Quốc là như vậy, cho nên Trung ương cũng cần suy xét rất nhiều. Dù sao trụ cột của Trung Quốc còn kém, không thể chịu được thiệt hại quá lớn. Dù chậm một chút nhưng chỉ cần có thể kiên định tiến tới coi như chúng ta đã thành công. Được rồi, không nói chuyện này nữa, hai hôm trước tập đoàn Vương, tập đoàn Kinh Cương tới chỗ anh hy vọng tìm thời gian mọi người ngồi một chút. Chú chắc ngoài công ty thuộc bên bộ năng lượng thì không quá quen với các tập đoàn nhà nước ở lĩnh vực chứ. Cũng nên gặp mặt nhiều một chút, làm quen nhiều một chút. Được, Nham ca, anh có ưu thế về quan hệ thì em cũng rất hy vọng làm quen tổng giám đốc các tập đoàn nhà nước, tìm hiểu quan điểm của bọn họ. Triệu Quốc Đống khá vui vẻ nhận lời. Vậy thì được rồi, công ty trực thuộc Trung ương có trách nhiệm của mình, công ty nhà nước cũng có nhược điểm của mình. Anh lo chú đặt nhiều vào kinh tế tư nhân mà quên đi chính thức chống đỡ nền kinh tế quốc dân là các công ty nhà nước. Nham ca, chính thức chống đỡ nền kinh tế quốc dân nhất định là công ty nhà nước sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Nhưng em thừa nhận trong giai đoạn hiện nay thì công ty nhà nước có tác dụng không thể thay thế trong nền kinh tế quốc dân. Chúc mừng, bây giờ phải nên gọi anh là Bộ trưởng Văn Chí.
Triệu Quốc Đống cười cười bắt tay Diêu Văn Chí, nhiệt tình mời đối phương ngồi. Cuối tháng 8 Diêu Văn Chí đột nhiên được bổ nhiệm làm Phó Bộ trưởng Bộ Thương mại kiêm Phó đại biểu đàm phán thương mại quốc tế. Triệu Quốc Đống không biết Diêu Văn Chí có biết việc điều chỉnh đột nhiên này không, nhưng hắn đoán Diêu Văn Chí có lẽ biết đôi chút. Thay đổi nhân sự của Nam Việt từ trước đến giờ vẫn khá phức tạp và mẫn cảm. Theo lý thuyết Diêu Văn Chí đã thành công mở cục diện ở Nam Việt, là trợ thủ đắc lực của Ninh Pháp ở Nam Việt, bây giờ đột nhiên điều Diêu Văn Chí lên Bộ Thương mại đúng là làm nhiều người tự hỏi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ không biết có phải Trung ương bố trí như vậy để cho Đại hội Đảng sang năm không? Sau Đại hội Đảng sang năm Ninh Pháp rất có thể tiến vào Trung ương, đây là thực tế không thể tranh cãi. Như vậy tiến hành điều chỉnh vài cán bộ trước cũng là cần thiết. Đây là theo yêu cầu chính trị và yêu cầu công việc. Diêu Văn Chí rất được Ninh Pháp tín nhiệm cùng thưởng thức, lúc này lên Bộ Thương mại làm Phó Bộ trưởng là một tín hiệu vi diệu. Chủ nhiệm Quốc Đống, chúng ta coi như sẽ thường xuyên liên lạc. Công việc của Bộ Thương mại và Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia có nhiều điểm liên quan, chúng ta có tính là chung chiến hào không? Đến Nam Việt vài năm, Diêu Văn Chí trở nên tự tin hơn nhiều. Cù Vận Bạch cũng thường xuyên nhắc tới Diêu Văn Chí, có thể nói Diêu Văn Chí đã làm khá thành công ở Nam Việt. Đương nhiên rồi, tôi lên Bắc Kinh sớm hơn anh vài tháng, tôi luôn có cảm giác thiếu người có thể ngồi nói chuyện lâu lâu. Bây giờ anh tới coi như thêm một người bạn, người nhà lúc nào thì lên Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống cười hỏi, người nhà Diêu Văn Chí vẫn không tới Nam Việt theo y, nhưng lần này xem ra Diêu Văn Chí sẽ công tác ở Bắc Kinh khá lâu, vì thế chắc y sẽ đưa vợ con lên đây. Ừ, chắc gần đây thôi, cứ ở mãi hai nơi như vậy cũng không tiện. Diêu Văn Chí thở dài nói, ai ngờ được chúng ta lại cùng lên Bắc Kinh chứ? Quyển 18, chương 132. Có lẽ do Diêu Văn Chí đã lên Bắc Kinh. Có lẽ do Cù Vận Bạch nói tốt về Diêu Văn Chí trước mặt Triệu Quốc Đống, có lẽ do cùng từ tỉnh An Nguyên đi ra, có lẽ do quan hệ giữa Thái Chánh Dương và Ninh Pháp nên tóm lại một tia trở ngại trong quan hệ đôi bên đã tiêu tan. Triệu Quốc Đống từ Thái Chánh Dương biết được Diêu Văn Chí sau khi rời khỏi An Đô đã từng đề cập với Ninh Pháp việc mình là người thích hợp nhất cho vị trí bí thư thị ủy An Đô. Mặc dù chuyện này là ở vài năm trước nhưng Triệu Quốc Đống vẫn kính nể sự rộng lượng của Diêu Văn Chí. Trước vì Hoài Khánh, vì An Đô nên hai bên cạnh tranh lôi kéo tập đoàn quốc tế Hoa Tâm về phía mình. Ai cũng vì công việc, không thể nói ai đúng ai sai. Từ lúc trước mình làm ở ban quản lý khu khai phát kéo đầu tư không phải đã từng nói xấu Lộc Sơn, khi đó Diêu Văn Chí đang làm bí thư huyện ủy ở đây sao? Đây coi như một vòng luân hồi. Bộ trưởng Văn Chí, Triệu Quốc Đống mới nói tới đây Diêu Văn Chí đã khẽ nhíu mày cắt ngang. Quốc Đống, chúng ta quan hệ nhiều năm như vậy, tôi hơn cậu vài tuổi. Cậu gọi tôi Diêu ca đi, gọi thẳng tên cũng được, đừng thêm chủ tịch, bộ trưởng gì đó, nghe khó chịu. Diêu Văn Chí hơn Triệu Quốc Đống chục tuổi. Lúc trước y làm bí thư huyện ủy Lộc Sơn còn là bí thư huyện ủy trẻ nhất An Đô, năm ấy 36 tuổi, còn nhỏ hơn Thái Chánh Dương 2 tuổi, bây giờ cũng chỉ hơn 50. Được, vậy tôi gọi anh là Diêu ca. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút cảm thấy dùng cách gọi như vậy sẽ kéo gần khoảng cách của đôi bên. Mặc dù hắn cũng cảm thấy quan hệ giữa mình và Diêu Văn Chí còn chưa gần tới mức đó, nhưng gọi đối phương là Diêu ca vẫn thích hợp hơn. Diêu ca lên bộ sợ là phải gánh vác trọng trách nặng nề. Làm gì cũng được mà, công việc ở đó, chỉ cần cố gắng làm tốt là được. Diêu Văn Chí khẽ cười nói. Từ địa phương chuyển lên cấp bộ, Quốc Đống, cậu chắc phải có nhiều kinh nghiệm, cảm xúc mới đúng, đề nghị một chút với Diêu ca này đi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Diêu ca, nói thật không có kinh nghiệm, cảm xúc gì cả, vẫn là đi một bước xem một bước, tóm lại làm việc mình muốn làm. Diêu Văn Chí cũng nghe nói qua những việc của Triệu Quốc Đống đã làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển, coi như là mở đường máu. Triệu Quốc Đống tạo ra không ít sóng gió ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Ví dụ như phương án chỉnh hợp ngành thép mà Quốc vụ viện ban hành về cơ bản là theo ý kiến của Triệu Quốc Đống, nó tạo thành tiếng vang tương đối lớn trong ngành thép. Diêu Văn Chí ở Nam Việt cũng nghe thấy không ít âm thanh, cho rằng Triệu Quốc Đống là kẻ cố chấp nếu không đẩy đổ tường thì không quay đầu lại. Đương nhiên Diêu Văn Chí sẽ không đánh giá Triệu Quốc Đống đơn giản như vậy. Với những gì y biết về Triệu Quốc Đống, người này mặc dù cứng rắn nhưng không phải người không biết thời thế. Bề ngoài thoạt nhìn Triệu Quốc Đống thích chiến đấu độc lập, thích đi ngược chiều gió nhưng Diêu Văn Chí lại biết trong đó nhất định có vấn đề gì đây. Không có nhân vật lớn thậm chí có thể được lãnh đạo chủ yếu ủng hộ mà anh muốn động chạm tới lợi ích của các tỉnh thì dù có công ty nhà nước, công ty tư nhân đứng về phía anh cũng vẫn không làm gì được.
Tại sao các tỉnh ở vấn đề này vẫn luôn giữ im lặng, đây là bọn họ thấy phương hướng có thay đổi, không thể đi ngược chiều gió. Anh nếu không thức thời làm châu chấu đá xe thì chỉ có thể tan xương nát thịt. Ở tình huống phương hướng chung đã được xác định, anh cùng lắm chỉ có thể cố gắng duy trì một chút lợi ích địa phương trong quá trình chứng thực mà thôi. Diêu Văn Chí có chút kinh ngạc khi Triệu Quốc Đống chủ động nhắc đến thể chế định giá quặng sắt. Công việc này cũng là một công việc rất quan trọng mà sau này Diêu Văn Chí phải chú ý. Mặc dù chính phủ mỗi nước đều tỏ vẻ không can thiệp vào vấn đề này nhưng thực tế các nước chú ý không hề ít. Triệu Quốc Đống nói qua vài quan điểm của mình về thể chế định giá quặng sắt, Diêu Văn Chí chăm chú lắng nghe. Dù sao y mới lên bộ, còn xa chứ nói tới việc hiểu sâu sắc. Mà theo Diêu Văn Chí thấy quặng sắt có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển của ngành thép, Triệu Quốc Đống nhất định là nghe được gì ở đâu đó. Diêu Văn Chí cũng muốn nghe một chút quan điểm của Triệu Quốc Đống. Câu lạc bộ Hoa Đình. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh một chút, cây cối rất nhiều. Ở Bắc Kinh này có rất nhiều loại câu lạc bộ tư nhân nhưng có thể tìm được nơi có diện tích rộng như thế này thì chủ câu lạc bộ phải là người rất có thế lực. Cánh cổng đi vào được thiết kế theo kiến trúc thời Minh, có thể nói Triệu Quốc Đống tìm được rất ít không khí của câu lạc bộ hiện đại tại nơi này. Đưa Triệu Quốc Đống tới đây là Trầm Đông Chiêu. Thấy Triệu Quốc Đống nhìn quanh, Trầm Đông Chiêu cười nói. Xem ra cậu còn chưa chính thức dung nhập vào cuộc sống Bắc Kinh. Theo lý thuyết mấy nơi thế này cậu phải rất quen mới đúng. Tôi không nói cậu hủ hóa, trụy lạc mà là công việc của cậu có một bộ phận là ở trong các hoàn cảnh như thế này. Vậy ư, tôi thật ra cảm thấy hoàn thành công việc ở đây thì cũng có thể hoàn thành ở nơi khác. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Nhưng hiệu quả chưa chắc được như nhau. Nhiều người thích hoàn cảnh, không khí nơi này. Trầm Đông Chiêu nhún vai. Xe Land Rover từ từ chạy một vòng. Trời mới vào thu nên không khí rất mát mẻ, ở nơi nhiều cây cối như thế nào càng thêm mát. Bãi đỗ xe không quá rộng nhưng thiết kế khá tốt, chẳng qua hôm nay đã đỗ rất nhiều xe. Lạ quá, bình thường không có nhiều người như vậy mà, chẳng lẽ đang tổ chức hoạt động gì? Trầm Đông Chiêu nhìn quanh, nhân viên bãi đỗ xe đã đi tới lễ phép mở cửa. Được rồi, tôi không xuống xe đâu, cậu xuống một mình, sẽ có người dẫn đường cho cậu. Tôi nghĩ cậu nếu tham gia hoạt động kia nhất định sẽ có người đưa cậu về. Trầm Đông Chiêu cười nói. Đừng vui quên trời đất đó. Triệu Quốc Đống cười cười lắc đầu đi vào. Tôn Trường Phú nhiệt tình mời, hắn không thể không tới. Lúc đến Ninh Lăng khảo sát, Tôn Trường Phú tỏ vẻ sẽ dành thời gian lên Bắc Kinh một chuyến, mời Triệu Quốc Đống dùng cơm. Triệu Quốc Đống rất vui vẻ nhận lời, không ngờ Tôn Trường Phú lại ghi nhớ kỹ việc này như vậy. Một tuần trước y gọi điện hẹn Triệu Quốc Đống. Tôn Trường Phú hai năm nay phát triển khá nhanh, công ty rượu Ninh Lăng có hiệu quả kinh doanh tốt, đã mở được thị trường ở khu vực Tam Bắc, thương hiệu rượu Ninh Thuần được ưa chuộng ở khu vực này. Năm ngoái công ty rượu Ninh Lăng đã chính thức mua lại công ty thực phẩm Đạo Gia Kỳ Lân Quan, rượu Bích Ngọc Nhũ cũng về tay rượu Ninh Lăng, sản lượng tăng lên gấp 3, nhanh chóng đi ra khỏi tỉnh An Nguyên, tỉnh Tương để hướng về khu vực phía nam sông Trường Giang. Rượu Ninh Lăng mặc dù phát triển nhanh nhưng vẫn không thể so sánh với vận tải Trường Phú. Công ty vận tải Trường Phú tăng trưởng cực nhanh về vận chuyển trên dòng Trường Giang làm nhiều người rất giật mình, vận tải Trường Phú đã thành công ty vận tải tư nhân lớn nhất trên dòng Trường Giang. Hơn nữa Tôn Trường Phú cũng đã chính thức thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thuyền vụ Trường Phú, Hong Kong, bắt đầu tiến vào ngành vận tải biểu. Năm ngoái tập đoàn Trường Phú mua 2 chiếc thuyền với giá trên 68 triệu USD, chủ yếu là vận chuyển than đá, quặng sắt trên biển. Hiện nay Trường Phú Hong Kong đã ký hợp đồng dài hạn với tập đoàn Quốc Toàn, phụ trách vận chuyển than của Quốc Toàn từ Indo về Nam Việt. Triệu Quốc Đống từ phòng tử toàn biết được dã tâm của Tôn Trường Phú không chỉ có như vậy. Tôn Trường Phú còn muốn tiến hành vận chuyển cho hạng mục khai thác quặng ở Pilbara của tập đoàn Foster sắp được đưa vào khai thác. Vì thế Tôn Trường Phú không tiếc chuyển 15% cổ phần của công ty rượu Ninh Lăng cho một công ty thực phẩm lớn đến từ Nam Hoa, chuyển nhượng 15% cổ phần cho một công ty đến từ Thâm Quyến để thu về 700 triệu tiền mặt. Mà công ty rượu Ninh Lăng năm nay dự định sẽ niêm yết lên thị trường chứng khoán Thượng Hải, một khi lên thị trường chứng khoán thì Tôn Trường Phú sẽ càng dễ thu hút tài chính hơn. Tôn Trường Phú đang muốn hoàn thành giấc mơ vương quốc vận chuyển của mình. Lúc Triệu Quốc Đống còn khảo sát ở Ninh Lăng, Tôn Trường Phú đã chuyên môn chiếm 15 phút của Triệu Quốc Đống. Tôn Trường Phú giới thiệu qua về quan điểm của mình, Triệu Quốc Đống cũng rất ủng hộ, chẳng qua Triệu Quốc Đống không nghĩ tới Tôn Trường Phú lại cấu kết với phòng tử toàn. Nhưng hắn cũng rất thích thấy giấc mơ vương quốc vận chuyển của Tôn Trường Phú thực hiện được.
Hơn nữa sau khi đi tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Triệu Quốc Đống mới ý thức được quy mô và sức khống chế của các công ty vận chuyển Trung Quốc yếu đến thế nào. Nếu có thể giúp đỡ một hai nhà phát triển mạnh lên, Triệu Quốc Đống sao lại không ủng hộ? Quyển 18, chương 133. Trong tất cả các quan chức mà Tôn Trường Phú từng tiếp xúc, Triệu Quốc Đống không thể nghi ngờ là người mà y khó phán đoán nhất. Nhất là lần đó đối phương đã dạy cho mình một bài học làm cả đời Tôn Trường Phú khó có thể quên. Tôn Trường Phú đã có lần lầm tưởng đối phương nhất định muốn chiếm một khoản tiền lớn từ mình. Mặc kệ về công hy tư, mình phạm sai lầm ở công ty rượu Ninh Lăng thì cũng sẽ là nhược điểm ở trong tay đối phương, nhưng đối phương chỉ mỗi yêu cầu mình ủng hộ lễ hội văn hóa dân tộc ở Ninh Lăng xong là thôi, điều này làm Tôn Trường Phú khó có thể tin. Sau đó Triệu Quốc Đống cũng hết sức ủng hộ sự phát triển của tập đoàn mình, Tôn Trường Phú càng chấn động khó hiểu hơn. Hắn từng thông qua các loại thủ đoạn thử dò xét đối phương nhưng kết quả đạt được là rất thất vọng, làm cho Tôn Trường Phú gánh một gánh nặng không nhỏ giống như mình nợ đối phương vậy. Tôn Trường Phú thà đồng ý đối phương có yêu cầu, dù trả giá cao một chút thì Tôn Trường Phú cũng vui vẻ. Nhưng đối phương lại biểu hiện như một vị thánh nhân. Đương nhiên cách nói này là hơi quá, Tôn Trường Phú cũng mơ hồ biết một vài tin đồn về Triệu Quốc Đống, nhưng Tôn Trường Phú rất khinh thường. Theo Tôn Trường Phú thấy thì đó đều là mấy chi tiết không quan trọng. Mấy năm nay Tôn Trường Phú vẫn không tìm được cơ hội, đến khi Triệu Quốc Đống rời khỏi Ninh Lăng, y cũng không có cơ hội. Y cũng có lần nghi ngờ đối phương có phải đang câu cá lớn không nhưng tới khi Triệu Quốc Đống lên làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, y mới ý thức được đối phương không hề hẹp hòi như mình nghĩ. Tôn Trường Phú vốn rất tự tin vào ánh mắt của mình, nhưng chỉ riêng Triệu Quốc Đống là y không nhìn thấu. Nhưng có một điều Tôn Trường Phú có thể khẳng định chính là Triệu Quốc Đống có tiền đồ vô lượng. Nhìn đồng hồ, Tôn Trường Phú có chút khó hiểu, sao còn chưa tới. Tôn Trường Phú đã chuyên môn bố trí người ở cửa đón, không phải y ra vẻ mà buổi gặp hôm nay còn có Lâm Cao Kim, bạn hợp tác làm ăn sau này với mình, hắn cũng rất hứng thú với Triệu Quốc Đống. Nếu hai người cùng ra cửa đón thì lại thấy không quá thích hợp. Hơn nữa Tôn Trường Phú cũng mơ hồ biết đôi chút về Triệu Quốc Đống, không quá thích làm như vậy. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ lại gặp Mai Oánh ở đây. Lần trước ở Hoa Lâm thì hắn còn có chút ấn tượng, trong mắt đối phương lộ ra một tia vui mừng làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Mình thật sự rất hấp dẫn như vậy sao? Làm đối phương hứng thú như vậy ư? Mai tiểu thư, xin lỗi, tôi có hẹn khác. Triệu Quốc Đống không để ý tới lời mời đầy nhiệt tình của đối phương mà lạnh nhạt nói. Xem ra ở mấy nơi như thế này đúng là khó tránh khỏi gặp được người quen. Không sao, ăn tối xong mới là thời gian hoạt động chính thức. Thực ra chỉ là vài hoạt động rất bình thường. Có biểu diễn trang sức và bán đấu giá từ thiện, ai mua được sẽ quyên góp cho Hội Chữ Thập Đỏ Trung Quốc. Ừ, Tổng Giám Đốc Chu cũng tới đây, chẳng lẽ chủ nhiệm Triệu không muốn gặp bạn cũ? Chu Hâm Chu Đạt, hai người bọn họ cũng muốn tới đây. Thế giới này đúng là nhỏ. Triệu Quốc Đống nhoẻn miệng cười. Còn nhiều cơ hội gặp mặt mà, sao cứ phải là hôm nay? Nhưng thật ra đêm nay Mai Tiểu Thư rất đẹp, chúc cô vui vẻ. Chủ nhiệm Triệu, ngài hình như rất sợ em, vừa gặp mặt đã muốn đi ngay là sao? Em có thể giải thích là do ngài sợ bị em hấp dẫn, hay là sợ em bị ngài hấp dẫn? Trên mặt Mai Oánh lộ ra nụ cười đắc ý, hai má lúm đồng tiền càng hút mắt người ta, phối hợp với mái tóc được buông thõng càng làm cô thêm đẹp. Sau khi từ Hoa Lâm về, Triệu Quốc Đống đã thông qua Đức Sơn để tìm hiểu về Mai Oánh. Hắn không tin Mai Oánh lại trùng hợp xuất hiện ở Hoa Lâm như vậy, lại trùng hợp gặp mình. Còn có thể trực tiếp vào gặp mình. Mặc dù bây giờ còn chưa thể xác định ý đồ của Mai Oánh ở đâu nhưng Triệu Quốc Đống không muốn bị người tính kế. Hắn tuy dễ mềm lòng trước phụ nữ nhưng hắn không ngu. Khi Mai Oánh đề xuất tham gia hoạt động buổi tối, Triệu Quốc Đống gần không cần suy nghĩ đã từ chối. Từ bên Đức Sơn, hắn nhận được tin Mai Oánh đúng là đến Ando quay một bộ phim chứ không phải chuyên môn nhằm vào mình. Dù sao mình khi ấy bay thẳng từ Lam Đảo sang Ando. Không ai biết được mình sẽ tới Hoa Lâm. Nhưng điều này vẫn khó làm Triệu Quốc Đống hết suy nghĩ. Đức Sơn truyền tới một tin nữa là tình hình kinh tế của Mai Oánh trong thời gian này không quá tốt, nghe nói 1-2 năm trước tổn thất nặng nề ở thị trường chứng khoán, còn có lời đồn cô ả bị vay nặng lãi. Chẳng lẽ ả muốn kiếm một khoản từ mình? Triệu Quốc Đống không phải không có suy nghĩ này, nhưng mình không phải là triệu phú gì để mà cho tiền mà. Ha ha, cô nghĩ thế nào cũng được, tôi xin đi trước. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình phải rời đi. Hôm nay câu lạc bộ Hoa Đình hình như có hoạt động gì đó, đứng ở hành lang nói chuyện dễ gặp người khác.
không phải sợ người thấy mình đứng cạnh Mai Oánh, Triệu Quốc Đống chỉ đơn thuần không muốn người ta thấy mình tới đây. Mặc dù ở đây xuất hiện không ít quan chức. Chủ nhiệm Triệu, vậy lát em gọi điện cho ngài. Mai Oánh có chút đắc ý giơ điện thoại di động lên. Triệu Quốc Đống có chút giật mình. Cô có số điện thoại của tôi. Mai Oánh cười không đáp. Tôn Trường Phú rất biết tạo không khí, ở đây chủ yếu là nhằm vào không khí. Tôn Trường Phú giới thiệu Lâm Cao Kim cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống không ngờ một công ty mang tính truyền kỳ ở tỉnh An Nguyên lại do một người còn trẻ như vậy thành lập lên. Lâm Cao Kim chưa đầy 40 mà đã có khối tài sản khổng lồ đến thế. Công ty thực phẩm của Lâm Cao Kim ở Nam Hoa là công ty thực phẩm lớn nhất An Nguyên, ngoài sản xuất chân giò hun khói, thịt đông lạnh, đồ hộp đã là sản phẩm số 1 An Nguyên ra, hơn nữa năm ngoái còn thành công sát nhập tập đoàn Đại Hoa, Hoa Lâm, cũng chuẩn bị mua lại công ty thực phẩm Tam Điệp Hoa Lâm, thực hiện thẩm thấu từ Nam Hoa sang Ninh Lăng, ý định chuyển trụ sở từ Nam Hoa sang bên Ninh Lăng có điều kiện vận chuyển thích hợp hơn. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Tôn Trường Phú và Lâm Cao Kim hợp tác. Tôn Trường Phú giới thiệu rất sinh động về quá trình quen biết và chuyển nhượng cổ phần của rượu Ninh Lăng cho Lâm Cao Kim, cũng nói qua mục đích mà mình chuyển nhượng cổ phần rượu Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống cũng tỏ vẻ hết sức ủng hộ Tôn Trường Phú muốn phát triển mạnh trong ngành vận tải. Lâm Cao Kim không bỏ qua cơ hội giới thiệu tư tưởng chiến lược của mình với Triệu Quốc Đống, tạo dựng thương hiệu thực phẩm lớn nhất Trung Quốc. Từ chiếm lĩnh thị trường An Nguyên đến thị trường các khu vực Trung Quốc, cuối cùng chiếm lĩnh cả nước. Y dự định muốn lập cơ sở sản xuất ở khắp nơi trong cả nước. Triệu Quốc Đống cũng mở lời khen đối phương. Ngành chế biến thực phẩm ở khu vực Trung Tây có sức lao động dồi dào không thể nghi ngờ là ngành có sức cạnh tranh lớn nhất. Không khí bữa ăn khá vui vẻ, Tôn Trường Phú và Lâm Cao Kim đều là người làm rất xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Mặc dù trên đường phát triển gặp không ít mạo hiểm và khó khăn nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy được chính là tinh thần không ngừng muốn tiến bước của bọn họ. Chủ nhiệm Triệu, hôm nay câu lạc bộ Hoa Đình có một hoạt động, ngài có hứng thú ngồi một chút không? Nói thật tôi và Tổng Giám Đốc Lâm rất muốn nói chuyện nhiều một chút với ngài. Ngài bây giờ không ở Ninh Lăng, chúng tôi nếu muốn gặp ngài cũng không dễ. Cơ hội như hôm nay đúng là quá khó khăn có được. Tôi nghe bạn ở Bắc Kinh nói ngài rất khó tham gia các hoạt động. Nghe nói nhiều người muốn bỏ rất nhiều tiền để mời ngài dùng cơm. Tôn Trường Phú cười hì hì nói. Vậy sao, vậy Tổng Giám Đốc Tôn và Tổng Giám Đốc Lâm cũng phải bỏ tiền ư? Triệu Quốc Đống cười hỏi lại, người muốn dùng tiền mời tôi ăn cơm, tôi có thể giải thích. Trong lòng bọn họ dự định sau khi mời tôi ăn cơm, quen biết tôi thì có lẽ về sau thông qua quyền lực trong tay tôi sẽ giúp bọn họ kiếm lại gấp 10 thậm chí gấp trăm lần số tiền bọn họ bỏ ra để mời tôi dùng cơm. Quyền 18, chương 134. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói, Lâm Cao Kim không quá quen về Triệu Quốc Đống nên cảm thấy đối phương có thể nói mấy câu đó cho có, nhưng Tôn Trường Phú lại không hề nghi ngờ. Sau mấy năm tiếp xúc y cảm thấy Triệu Quốc Đống không giống người thường, anh không phải dựa vào tiền là đả động được. Thứ hắn theo đuổi không phải là vật chất. Chủ nhiệm Triệu, rất nhiều người làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ. Tôi nghĩ nếu như công ty có thể đạt được đãi ngộ và đối xử công bằng thì bọn họ chưa chắc đã muốn làm như vậy. Tôn Trường Phú trầm ngâm một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống không nghĩ Tôn Trường Phú lại nói câu đầy triết lý như vậy, hắn gật đầu nói. Điểm này tôi cũng thừa nhận, các cơ quan chức năng ở nhiều nơi làm không tốt lắm, đây chẳng những là do tố chất của quan chức hành chính, cũng là do vấn đề từ thể chế. Quốc gia đang dần bắt tay giải quyết vấn đề này, nhưng tôi cho rằng không thể lấy đây làm lý do. Một công ty chính thức thành công phải kiên trì nguyên tắc của mình, có lẽ ở vài chi tiết có thể xử lý linh hoạt nhưng vấn đề trái hay phải thì phải giữ được lập trường của mình. Nếu là người khác Tôn Trường Phú tuyệt đối sẽ cảm thấy đối phương đang ra vẻ làm quân tử, nhưng từ trên người Triệu Quốc Đống, Tôn Trường Phú không dám đưa ra kết luận này. Ít nhất cho tới bây giờ biểu hiện của Triệu Quốc Đống đủ để hắn nói như vậy. Hoạt động sau bữa tối khá phong phú, tối nay có cuộc biểu diễn thời trang, trang sức. Không ngờ câu lạc bộ này cũng có thủ đoạn như vậy. Ngay cả vương miện của Hoa hậu Hoàn Vũ cũng lấy đến đây triển lãm, chẳng lẽ chuẩn bị đấu giá. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu trong tay. Mấy hoạt động loại này khá lưu hành ở các câu lạc bộ lớn, nhưng muốn tổ chức đến quy cách như vậy không thể không nói người đứng sau câu lạc bộ Hoa Đình rất có thực lực, không phải ai cũng có thể đạt được quyền quản lý hoạt động như vậy. Hoạt động này sẽ tăng hình tượng, thương hiệu của câu lạc bộ Lim. Tôn Trường Phú cùng Lâm Cao Kim không quá hứng thú với hoạt động loại này, chẳng qua do lễ phép nên tham gia mà thôi.
Dù sao tối nay còn dài, bọn họ cũng muốn có thời gian và không gian để trao đổi với Triệu Quốc Đống tiếp. Hai người bọn họ mặc dù đều là nhân vật đứng trên bảng Forbes nhưng phạm vi nghiệp vụ của Tôn Trường Phú chủ yếu là ở lưu vực dòng Trường Giang và khu vực Duyên Hải phía Nam, không quá quen với khu vực phía Bắc, ở Bắc Kinh cũng chỉ có mấy người bạn quan hệ mật thiết. Đi tới đây tiếp Triệu Quốc Đống cũng là nhờ bạn đặt giúp. Về phần phạm vi nghiệp vụ của Lâm Cao Kim càng nhỏ hơn, chủ yếu tập trung ở hai tỉnh An Tương, vừa mới mở rộng sang bên Kiềm Nam và Xuyên Du. Tinh anh Bắc Kinh hình như rất thích dùng phương pháp này để giết thời gian. Lâm Cao Kim nhìn quanh, y cảm thấy mấy người mình như không thuộc về quần thể này. Mình và Lâm Cao Kim không thuộc về nơi này còn có thể, nhưng ngay cả Triệu Quốc Đống hình như cũng không quá thích, điều này làm y có chút khó hiểu. Tổng Giám Đốc Lâm, đây cũng là một cách sống, nhiều người cho rằng tiền kiếm được thì phải tiêu. Tốc độ tiêu thụ hàng xa xỉ phẩm của Trung Quốc tăng hàng đầu thế giới, đây là trào lưu. Tổng Giám Đốc Lâm, sự nghiệp đương nhiên phải dồn nhiều tâm trí nhưng lúc rảnh rỗi tham gia mấy hoạt động như thế này vừa theo kịp trào lưu, cũng là sân khấu mở rộng quan hệ. Triệu Quốc Đống có cảm giác tôn trọng hai người này vì đều đi lên bằng bàn tay trắng. Hắn ở bên kia. Mai Oánh hút hớp nước rồi thản nhiên nói. Vẫn là dáng vẻ cách xa ngàn dặm. Tổng Giám Đốc Chu, tôi cảm thấy hắn hình như rất đề phòng tôi. Mai Oánh, là do cô không đủ hấp dẫn hay bản tính của hắn là vậy? Tôi không rõ, nhưng tôi có thể khẳng định nói với cô, hắn rất ủng hộ chúng tôi, không có bất cứ yêu cầu gì với chúng tôi. Cho nên chúng tôi rất hy vọng qua lại với quan chức như vậy. Bởi vì loại quan chức này quá ít, ít đến mức chúng tôi cảm thấy không có, có đôi khi chúng tôi thà đồng ý giao dịch với đám quan chức tham tiền. Chu Đạt lạnh lùng nói. Đây coi như là vụ đầu tư lâu dài, chúng tôi hy vọng để hắn thành bạn mật thiết với tập đoàn. Mai Oánh nhìn thẳng vào đối phương. Chủ tịch, Tổng Giám Đốc của tập đoàn Hâm Đạt nghe nói đều từng làm giang hồ, mãi sau mới thoát ra khỏi giang hồ về con đường chính. Chẳng qua kia đã là chuyện hơn 20 năm trước. Mai Oánh biết Chu Đạt là nhân vật tàn nhẫn, mình bị đối phương nắm trong tay nếu muốn thoát thì không thể không thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Cô có lần từng nghĩ rằng Chu Đạt có phải hứng thú với cơ thể mình không? Dù sao cô tự tin mình rất hấp dẫn, hơn nữa còn là ngôi sao nổi tiếng cả nước, bất cứ người đàn ông nào cũng khó chống lại sức hấp dẫn đó. Vậy mà hai người Chu Đạt lại cho mình một vấn đề khó khăn như vậy. Tôi không rõ các anh sao lại cứ muốn đối phó người đàn ông đó. Tôi cảm thấy tập đoàn Hâm Đạt các anh bây giờ có thực lực rất mạnh mà. Câu nói của Mai Oánh bị Chu Đạt cắt ngang. Rất nhiều chuyện cô không thể hiểu, đó là điều bình thường. Cho nên cô chỉ có thể làm ngôi sao điện ảnh. Chúng tôi làm công ty cũng không hiểu về vòng tròn của làng giải trí các cô. Chúng tôi chỉ cần làm những việc mà mình muốn làm là đủ. Mai Oánh thở dài một tiếng. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức. Cố hết sức, Mai Oánh, nhớ hẹn của chúng ta đó. Cô không được thì tôi phải đổi người, đương nhiên cô sẽ phải đối mặt đám người kia. Mặt Chu Đạt càng lạnh hơn. Tôi cũng có thể nói rõ với cô, tập đoàn lớn như Hâm Đạt chúng tôi sẽ không chơi mấy trò tự diệt mình, điểm này cô có thể yên tâm. Quay mấy thứ gì đó hoặc là muốn dùng thủ đoạn áp chế, ép buộc thì Hâm Đạt không thể nào làm ra. Chúng tôi hy vọng chỉ là thông qua cô để tạo được quan hệ mật thiết với đối phương, chỉ như vậy mà thôi. Hy vọng cô hiểu rõ. Mai Oánh lạnh lùng nhìn đối phương, mình có thể tin sao? Mặc dù Chu Đạt nói đầy lý lẽ nhưng thời này không có yêu và hận vô cớ, không có chuyện tự nhiên được lợi. Tốn nhiều công sức để mình quyến rũ Triệu Quốc Đống như vậy, chẳng lẽ chỉ để mình ngủ với Triệu Quốc Đống, làm tình nhân của hắn rồi không có yêu cầu gì sao? Sao có thể chứ? Cô có thể nghi ngờ nhưng tôi nghĩ quyền chủ động không nằm trong tay cô. Chu Đạt ít nhiều đoán được tâm tư của Mai Oánh. Có lẽ đối với Mai Oánh này mà nói ngủ một đêm với Triệu Quốc Đống không có vấn đề gì mấy, thậm chí duy trì quan hệ bí ẩn cũng không có gì. Đối phương ngại mình lợi dụng loại quan hệ kia để áp chế, ép buộc Triệu Quốc Đống, vậy sẽ mang tới thảm họa cho cô ta. Điểm này Chu Đạt cũng có thể hiểu, chỉ là có nhiều vấn đề không đơn giản như Mai Oánh nghĩ mà thôi. Chuyện chính thức vượt quá giới hạn pháp luật thì cô hoàn toàn có thể từ chối, trong lòng cô chắc cũng có giới hạn chứ. Tôi không nói nhiều, cô tự nắm bắt. Đừng quên lời hứa của cô với chúng tôi làm được lời hứa của mình, nếu cô không thực hiện được thì đừng trách tôi bất nhân. Mai Oánh im lặng không nói. Bên cạnh hắn có người, tôi lo. Mai Oánh lát sau mới nói. Tôi biết, Tôn Trường Phú cùng Lâm Cao Kim, đều là người từ tỉnh An Nguyên tới, là nhân vật trên bảng Forbes, tôi không phải đã nói rồi sao? Có rất nhiều người muốn ôm lấy hắn,
Hâm Đạt không động thì sẽ có người khác hành động trước. Cô cảm thấy Tôn Trường Phú cùng Lâm Cao Kim chỉ đơn giản mời Triệu Quốc Đống dùng cơm sao. Hôm nay nhiều người trong làng giải trí các cô tới đây như vậy, cô dám nói hai người bọn họ không có tâm tư gì khác không? Cô có tin lát nữa cô sẽ thấy có người dẫn bạn của cô tới gặp Triệu Quốc Đống không? Trên mặt lộ rõ vẻ tự tin và đắc ý, Chu Đạt bưng chén rượu lên uống cạn. Được rồi, tôi không nói nhiều nữa, cứ làm theo yêu cầu của cô, phải xong trong thời gian ngắn nhất. Cô là chuyên gia diễn rồi, bọn họ là nghiệp dư, tôi tin cô biết làm như thế nào. Quyển 18, chương 135. Triệu Quốc Đống đập vỡ bình hoa, lúc trước dùng sức hơi mạnh làm tay hắn đang run lên. Đối phương cũng là kẻ lão luyện, sức không nhỏ. Mình mặc dù đánh đối phương chạy nhưng cũng thiếu chút nữa bị thương. Mai Oánh ở đối diện ánh mắt khá phiêu hốt, trên mặt còn lộ rõ một tia buồn thảm, tia đỏ ửng bắt đầu từ má lan ra cả khuôn mặt, thân hình hơi run run vì sợ. Tay trái cô rất khó khăn đưa vào ví lấy ra bao thuốc dành cho phái nữ, lấy một điếu đặt lên đôi môi hơi ảm đạm, bật lửa. Làn khói phiêu hốt lượn lờ giữa hai người. Triệu Quốc Đống không lên tiếng, Mai Oánh cũng không nói chỉ không ngừng hút thuốc. Triệu Quốc Đống không thích phụ nữ hút thuốc, những người phụ nữ bên cạnh hắn ngoài Thu Nhạn thi thoảng hút ra, đây là do áp lực công việc nặng nề nên cô muốn giải tỏa, hơn nữa trước mặt hắn cô chưa bao giờ hút. Ngón tay thon dài kẹp vào điếu thuốc, tàn thuốc màu đỏ sậm lúc sáng lúc tối. Bộ váy Mai Oánh đang mặc khá lộn xộn do cuộc kéo đẩy vừa nãy. Từ góc độ này nhìn tới thì Mai Oánh đúng là có bộ may câu hồn đoạt phách, gương mặt xinh đẹp, cổ trắng ngần. Chiếc váy màu vàng bó sát ở vòng eo, cánh tay ngọc trắng nõn. Bảo sao Mai Oánh có thể mê đắm bao người, chỉ riêng khí chất này của cô đã không mấy người so được. Sao anh không hỏi một chút? Mai Oánh rất thoải mái ưỡn ưỡn lưng giống như muốn giãn cơ thể mình khi ân ái đạt đến cao trào. Tư thế này rất hấp dẫn ngay cả Triệu Quốc Đống cũng động lòng. Mỗi người có lỗi khổ riêng, tôi có thể hiểu. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Nhưng rất nhiều người đều biết em nổi tiếng, sung sướng. Mai Oánh này coi như ngôi sao hàng đầu mà. Mai Oánh nhìn tới với ánh mắt đầy khiêu khích. Hàng năm quay 2-3 bộ phim chẳng lẽ còn thiếu tiền. Thấy cảnh hôm nay anh không phải rất khó tin, rất khó tưởng tượng sao. Cô nói sai, Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Cô ta nghĩ mình không biết chuyện của cô ta sao. Nhưng cô ta không biết mình có thằng em rất nổi tiếng trong làng giải trí. Mỗi chuyện ở làng giải trí đều lập tức truyền tới tai Đức Sơn. Mình muốn biết rõ về Mai Oánh không khó. Đức Sơn còn tưởng mình thật sự có hứng thú với Mai Oánh, không ngừng khen mình. Ngực nở, mông cong khác hẳn cơ thể trông thon gầy của Mai Oánh. Dáng người của Mai Oánh rất khó dùng mấy lời đơn giản để hình dung. Hoặc là nói nhiều người xem diễn xuất của cô càng có thể cảm thấy sự quyến rũ của cô. Bề ngoài không có nghĩa gì cả, ai chẳng có lúc gặp khó khăn, đó là điều bình thường. Triệu Quốc Đống vẫn không nói nhiều. Mai Oánh nhìn tới với ánh mắt vừa cô đơn vừa buồn bã, nửa khuôn mặt giấu trong bóng tối. Triệu Quốc Đống còn có thể cảm thấy đôi mắt đối phương thi thoảng nhấp nháy. Nói cũng đúng nhưng ai bảo em gặp việc này. Mai Oánh hít hơi thuốc, ánh mắt nhìn về phía xa xa. Cô run rẩy phủi phủi chiếc váy. Cảm ơn chủ nhiệm Triệu hôm nay đã giúp em, càng cảm ơn anh đã dành thời gian nghe em nói linh tinh. Em xin đi trước. Nhìn đối phương rời đi. Triệu Quốc Đống há mồm nhưng cuối cùng không nói gì mà chỉ thầm thở dài một tiếng. Có lẽ mình quá mẫn cảm, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Hắn đúng là không muốn dính dáng phụ nữ quá nổi tiếng, mặc dù Mai Oánh này làm hắn rất động tâm. Vào trong xe, Mai Oánh đã trở lại bình thường. Cô suy nghĩ một chút mới lấy máy ra gọi. Tổng Giám Đốc Chu, chuyện đã xong, diễn xuất hôm nay rất đạt, diễn viên anh tuyển tôi thấy không giống là kẻ nghiệp dư, rất thật, thiếu chút nữa còn xuất hiện cảnh đánh võ. Mai Oánh nhếch miệng lộ nụ cười đầy quyến rũ. Vậy ư, có thể được cô khen thì tôi nghĩ biểu hiện rất thành công. Chu Đạt ở bên kia trầm giọng nói. Không gây loạn gì chứ. Cũng may là trong phạm vi khống chế, may là thời gian ngắn chỉ có hơn phút nên chắc không lộ. Mai Oánh thản nhiên nói. Ồ, vậy hiệu quả thế nào? Tôi chỉ là hắn. Chu Đạt nở nụ cười. Cũng được. Mặc dù là vẫn không quá để ý tôi nhưng tôi cảm thấy diễn xuất hôm nay làm hắn xúc động đôi chút. Anh nói đúng, khả năng khống chế của hắn trước phụ nữ đẹp đúng là hơi kém. Ha ha, Mai Oánh, tôi nghĩ đó là do cô ra tay. Người bình thường chưa chắc hắn đã như thế, điểm này tôi biết rõ. Tôi chúc cô thành công trước,
Chuyện này tôi thấy phải luyện sắt khi còn nóng, nếu không kéo xuống không chừng ấn tượng hôm nay sẽ nhạt đi, hiệu quả kém. Chu Đạt đề nghị. Triệu Quốc Đống không phải người bình thường, rất mẫn cảm. Mà tôi rất tự tin vào mình, cho nên tôi hy vọng tiến dần từng bước là hơn. Mai Oánh không tiếp nhận đề nghị của Chu Đạt. Ngoài ra có một số việc phải căn cứ tình hình mà quyết định, việc này còn cần anh tạo cơ hội giúp. Mai Oánh, Triệu Quốc Đống bây giờ ở Bắc Kinh, tôi nghĩ cô và tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp được hắn. Theo tôi biết hắn hay tới câu lạc bộ Mỹ Châu, có lẽ cô có thể nghĩ biện pháp từ đó. Chu Đạt rất tự nhiên đề nghị. Còn tạo cơ hội như thế nào thì tôi nghĩ cô sẽ có cách. Đương nhiên nếu cần bên tôi phối hợp cũng không vấn đề gì. Tôi biết rồi. Mai Oánh dừng một chút như suy nghĩ gì đó, lát sau cô mới nói. Tổng Giám đốc Chu, tôi xin hỏi một câu, anh đừng trách. Triệu Quốc Đống thật sự đáng để anh bỏ nhiều công phu, nhiều tiền như vậy sao? Tôi nghĩ nếu hắn biết được tất cả thì anh nói hắn có thể gây khó dễ cho các anh không? Chu Đạt ở bên kia có lẽ cũng đang suy nghĩ lời của Mai Oánh. Mai Oánh, cô phải biết trên đời không có bữa cơm miễn phí, nỗ lực càng nhiều, được càng lớn. Giá trị của Triệu Quốc Đống thì tôi không muốn đánh giá. Tôi chỉ nói với cô, Triệu Quốc Đống rất quan trọng với tập đoàn chúng tôi, trước là thế, bây giờ là thế, sau cũng thế. Tôi không có ý đồ đen tối gì, chỉ muốn quan hệ mật thiết với hắn, thông qua cô chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Tôi nói hơi thẳng nhưng đúng là vậy. Chúng tôi còn có thể thông qua các phương pháp khác để tăng cường tình hữu nghị với hắn. Mai Oánh bỏ máy khẽ thở dài một tiếng, mình có thể tin được không? Không thể, nhưng mình có thể từ chối không? Cũng không thể. Triệu Quốc Đống phải thừa nhận Mai Oánh rất hấp dẫn, ít nhất cô thành công lưu lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn. Bóng lưng cô đơn, buồn bã, vẻ đẹp chán trường có thể thoáng cái làm bất cứ người đàn ông nào đồng tình. Mãi tới khi về nhà Triệu Quốc Đống vẫn nghĩ tới đối phương. May là Mai Oánh chủ động rời đi, nếu không Triệu Quốc Đống còn không biết nên ứng phó ra sao. Triệu Quốc Đống vô thức lắc đầu. Hắn cảm thấy Lưu Thác tổng kết rất đúng về tình hình các bộ. Sâu mà không đục, nói cách khác so sánh với địa phương, cấp bộ oai phong hơn, vấn đề sau lưng không ít nhưng liên quan đến vấn đề sâu hơn thì lại có khả năng khống chế tốt hơn địa phương. Mình vào Bắc Kinh đã được nửa năm, tính toán thì mấy tháng này làm được không ít việc. Thay đổi chính sách quyền nhập khẩu nguyên liệu PBHU là một. Đây coi như tiếng pháo đầu tiên, bây giờ về cơ bản đã son, các tỉnh cũng chọn công ty thí điểm tiến ra nước ngoài. Chỉnh hợp ngành thép coi như một việc, nhưng bây giờ mới đi được hơn nửa, nửa còn lại phải xem tình hình chứng thực của các tỉnh. Hắn đã đề nghị với Tăng Quyền Quân là khi cần thiết phải cùng với Văn phòng Quốc vụ Viện, Thanh tra Chính phủ, Tổng cục Bảo vệ Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Lao động. Để tạo thành tổ giám sát tiến hành giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt việc chỉnh hợp ngành thép các tỉnh. Nếu công việc này làm xong, Triệu Quốc Đống cảm thấy không uổng phí công lao của mình. Quyển 19, chương 1. Mưa thu giả dích không ngừng, tiếng mưa chảy bên ngoài cửa sổ làm Triệu Quốc Đống không ngủ được. Mặc quần cộc đứng trước cửa kéo rèm lên, bầu trời đêm đen kịt thi thoảng lại lóe lên một tia sáng. Mưa đêm ở Hồ Vân Loa luôn làm người ta nhớ lại một số điều. Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, một làn không khí kèm theo sự ẩm ướt, hơi đất đập vào mặt làm hắn mát lạnh. Quay đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ vẫn ngủ say trên giường, dưới ánh đèn mờ một bàn chân trắng như tuyết lộ ra dưới chăn mỏng, hai cánh tay như ngọc đang yên tĩnh đặt trên gối, vẻ mặt vẫn hồng hào chưa biến mất. Triệu Quốc Đống lắc đầu, đi tới kéo chăn đắp cho cô. Hồ Vân Loa đã thành nơi Triệu Quốc Đống nhất định sẽ tới khi về Ando, Hứa Minh Viễn thậm chí hỏi Triệu Quốc Đống có muốn một căn biệt thự riêng không. Chỗ ở của Triệu Quốc Đống tại Ando ngoài nhà bố mẹ thì cũng chỉ có ở chỗ mấy người phụ nữ. Điều này làm cho hắn cảm thấy không quá tiện. Chỗ chị em Từ Xuân Nhạn và La Băng đều là hang ổ ấm áp, nhưng mọi hành vi của hắn bây giờ đều khiến người ta chú ý nên có qua hay không cũng cần suy nghĩ. Mà nhà của Cù Vận Bạch ở Ando về cơ bản bỏ hoang, mặc dù hàng tuần cũng có nhân viên vệ sinh tới quét dọn nhưng Cù Vận Bạch hàng năm về Ando ở chưa đầy 10 ngày, hơn nữa cũng rất khó gặp mặt Triệu Quốc Đống ở đây. Nhà cổ Tiểu Âu thì tốt hơn chút, dù sao cô hành tung bất định, khó làm người ta chú ý. Tính đi tính lại chỉ có khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa là không bị quấy rầy, hơn nữa ở Hồ Vân Loa còn có hệ thống bảo vệ và phục vụ hoàn thiện, trong biệt thự có đủ phòng hội nghị đến tiếp khách, phòng hội nghị có thể chứa khoảng 20 người ngồi, nó cũng thích hợp thân phận của Triệu Quốc Đống hiện nay. Ở Ando này nhiều người biết tới hắn, không chừng hắn đang ăn cơm với ai, uống trà với ai đó, đánh tennis lập tức truyền tới tai một số người.
Mặc dù mình thì không sao nhưng đối với người khác có khi lại là ảnh hưởng. Hơn nữa hoàn cảnh ở Hồ Vân Loa rất thích hợp tiến hành bất cứ loại hoạt động gì. Triệu Quốc Đống thật sự rất thích nơi này. Cuối cùng Triệu Quốc Đống nói với Hứa Minh Viễn nếu có thể thì chọn cho mình biệt thự ở nơi bí ẩn, hẻo lánh nhất, tốt nhất không nên gần mấy khu biệt thự khác. Sau đó Triệu Quốc Đống rất lý trí bảo Trường Xuyên ký hợp đồng thuê nhà dài hạn với ban quản lý khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa. Hắn không muốn tham gia vào để bị người nắm được nhược điểm. Triệu Quốc Đống lần này về tỉnh An Nguyên là tham gia lễ khánh thành sân bay Đông Trại Ninh Lăng. Ngày mai đến kỳ nghỉ quốc khánh, Triệu Quốc Đống dự định thả lỏng mình một chút. Trước đó hắn đã đề nghị với Tằng Quyền Quân. Cảng hàng không sân bay Đông Trại đã hoàn thành trước đợt kỷ niệm 57 năm ngày quốc khánh, dự định chính ngày 1 tháng 10 sẽ đưa vào khai thác, đây là hoàn thành trước dự tính 1 tháng. Theo lý thuyết cảng hàng không sân bay Đông Trại khánh thành thì ủy ban có thể cử Thạch Đức Kiến phụ trách cục quản lý cơ sở vật chất tham gia, nhưng tính tới trước đó Triệu Quốc Đống từng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng và chạy được hạng mục này, Thạch Đức Kiến cũng nói nên để Triệu Quốc Đống tham gia nghi thức. Triệu Quốc Đống không từ chối, nói thật hắn cũng muốn về tham gia lễ khánh thành này. Sân bay Đông Trại xây dựng xong cũng là dấu hiệu xác định vận chuyển hàng không của Ninh Lăng đã đi vào giai đoạn khai thác. Bên phía Ninh Lăng cũng hy vọng Triệu Quốc Đống tham gia vào đợt bay thử đầu tiên nhưng Triệu Quốc Đống đã từ chối. Nhân sự An Nguyên trước Quốc Khánh đã thay đổi một lần nữa. Hàn Độ sang Thượng Hải làm thường vụ thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Tề Hoa làm trưởng ban tổ chức cán bộ An Nguyên, Dương Kính Quang làm phó chủ tịch thường trực. Long Ứng Hoa làm thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh. Trần Anh Lộc làm thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký. Đợt điều chỉnh nhân sự này làm Triệu Quốc Đống phải cân nhắc khá lâu. Hàn Độ rời khỏi An Đô trước Miêu Trấn Trung, điều này có nghĩa Miêu Trấn Trung ít nhất phải ở lại An Nguyên tới sau đại hội đảng sang năm, đây là an bài khá hợp lý. Hàn Độ vẫn công tác ở An Nguyên, từ cấp phó thị trưởng lên tới tận trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Về tuổi thì Hàn Độ năm nay mới 55, vẫn còn không gian bay lên. Lần này sang Thượng Hải làm trưởng ban tổ chức cán bộ coi như là lên nửa cấp. Dù sao Thượng Hải là thành phố trực thuộc Trung ương có địa vị hàng đầu cả nước thậm chí thế giới thì An Nguyên không thể so sánh. Hàn Độ đi là hợp lý, nhưng điều chỉnh của bốn người Dương Kính Quang, Tề Hoa, Long Ứng Hoa, Trần Anh Lộc đúng là đáng để suy nghĩ. Dương Kính Quang đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh nhìn qua như là ngăn cản việc ứng đông lưu hóa của Lăng Chính Dược, nhưng cẩn thận phân tích sẽ thấy không phải thế. Sau khi Dương Kính Quang đảm nhiệm phó chủ tịch thường trực tỉnh thì chức trưởng ban thư ký chống ra sẽ do Trần Anh Lộc đảm nhiệm. Nói về tư cách thì phó chủ tịch tỉnh Khang Nhân Lương hoặc phó chủ tịch tỉnh Tào Ninh đều thích hợp làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy hơn Trần Anh Lộc, nhưng kết cuối cùng lại là Trần Anh Lộc. Tề Hoa đảm nhiệm trưởng ban tổ chức cán bộ cùng Long Ứng Hoa tiến vào thường vụ tỉnh ủy cũng khiến cho quyền lên tiếng của Lăng Chính Dược ở tỉnh ủy An Nguyên tăng mạnh. Tề Hoa làm thường vụ tỉnh ủy đã mấy năm. Hơn nữa đã từng làm lãnh đạo chủ yếu ở sở ban ngành và địa phương, có thể nói là gốc An Nguyên. Lăng Chính Dược thành công kéo Tề Hoa vào hệ thống của mình, hơn nữa Trần Anh Lộc làm trưởng ban thư ký tỉnh ủy, việc này xác lập địa vị lãnh đạo tuyệt đối của y ở tỉnh ủy An Nguyên. Mà Long Ứng Hoa nhanh chóng lên làm thường vụ tỉnh ủy cũng là một cái đinh của Lăng Chính Dược cắm vào bên ủy ban. Một Dương Kính Quang có thể làm được gì chứ, dù có muốn thì cũng phải qua cửa Tần Hạo Nghiên trước. Để hai người không có khả năng đi cùng nhau hạn chế nhau, nó càng làm Lăng Chính Dược nhàn nhã hơn. Sau đây Lăng Chính Dược cần làm là điều chỉnh bộ máy cấp thị xã. Bảo sao mấy người Trung Dược Quân, Vưu Liên Hương cùng Trung Dược Quân đều có chút lo lắng. Trong thời gian này bọn họ hay gọi điện cho mình hơn. Trung Dược Quân hôm qua đã nói chuyện với Triệu Quốc Đống, nói Lăng Chính Dược bắt đầu phát huy tạo hình tượng của bản thân. Tháng trước trong hội nghị công tác kinh tế nửa đầu năm của tỉnh, Lăng Chính Dược nghiêm khắc phê bình Vĩnh Lương. Y cho rằng thị ủy, ủy ban Vĩnh Lương hai năm nay có tư tưởng bảo thủ, phát triển kinh tế trì trệ, khác hẳn tình hình phát triển mấy năm trước, thị ủy, ủy ban phải chăm chú tổng kết kinh nghiệm, đưa ra đối sách, nói rất kịch liệt, giọng điệu nặng nề. Trung Dược Quân phải than thở nói y thấy mặt bí thư thị ủy Thôi Hồng An, Vĩnh Lương lúc đỏ lúc trắng. Cùng bị phê bình với Vĩnh Lương còn có Tân Châu. Lăng Chính Dược cho rằng điều kiện trụ cột của Tân Châu khá tốt nhưng thị ủy, ủy ban không nắm được thời cơ, xúc tiến việc hình thành ưu thế sản nghiệp, kết cấu sản nghiệp quá lạc hậu, đơn nhất. Trong lời nói Trung Dược Quân lộ rõ vẻ lo lắng, mặc dù tốc độ phát triển kinh tế của Ninh Lăng vẫn đứng đầu toàn tỉnh nhưng so sánh với năm trước thì năm nay giảm đi. Đây cũng là điều bình thường khi GDP của Ninh Lăng giờ đã quá cao.
nhưng có ai đó lấy lý do mà phê bình hay không thì cũng khó nói. Triệu Quốc Đống cũng cho rằng Trung Dược Quân lo lắng là có lý. Đạo lý này mặc dù chỉ cần là người sáng suốt là thấy được, nhưng nếu muốn động thì đây là lý do thuyết phục nhất. Lúc này không phê bình Ninh Lăng không có nghĩa đến cuối năm Ninh Lăng có thể qua cửa dễ dàng. Đương nhiên muốn động Ninh Lăng thì Lăng Chính Dược phải cân nhắc không ít. Mặc dù Trung Dược Quân không thể so sánh với mình, nhưng Ninh Lăng bây giờ là thị xã đứng đầu kinh tế của An Nguyên, hấp dẫn bao ánh mắt, thậm chí rất nhiều tỉnh cũng tới Ninh Lăng học tập kinh nghiệm. Hơn nữa quan hệ của Trung Dược Quân không kém, nếu muốn động hắn thì phải xem lực phản kích. Quyển 19, chương 2. Lại một cơn gió kéo tới mang theo vài giọt mưa rơi vào ngực Triệu Quốc Đống làm hắn mát lạnh và thoải mái. Nhất là trong buổi sớm yên tĩnh này càng làm hắn thêm tỉnh táo. Cơn buồn ngủ hoàn toàn tan biến sau trận gió. Triệu Quốc Đống giãn người để mặc rèm cửa sổ xẹt trên mặt mình. Rất khó nói Lăng Chính Dược có ý điều chỉnh Trung Dược Quân hay không. Theo Triệu Quốc Đống thấy cách sáng suốt nhất chính là để Trung Dược Quân làm phó chủ tịch tỉnh, sau đó để tâm phúc của Lăng Chính Dược làm bí thư thị ủy Ninh Lăng. Với xu thế phát triển của Ninh Lăng hiện nay thì dù là ai ngồi vào vị trí bí thư thị ủy chỉ cần không phải là người quá kém thì lên cấp phó bộ trưởng là chuyện dễ dàng. Chọn một người có lý lịch thích hợp làm BTU Ninh Lăng, một năm rưỡi sau khiến hắn làm thường vụ tỉnh ủy kiêm bí thư thị ủy Ninh Lăng cũng hợp tình hợp lý. Nếu mình là Lăng Chính Dược thì mình nhất định làm như vậy, nó sẽ đạt lợi ích chính trị một cách lớn nhất. Nhưng Lăng Chính Dược không chọn làm thế mà để Long Ứng Hoa cùng Dương Thiếu Bằng đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh. Tình hình của Dương Thiếu Bằng, Triệu Quốc Đống cũng biết, qua tính cùng nói với hắn. Đây không phải do Lăng Chính Dược mà do Trung ương an bài. Trong thời gian Dương Thiếu Bằng làm bí thư thị ủy Nam Hoa đã làm rất tốt. Mặc dù về mặt kinh tế không có bao sáng kiến nhưng lại thành công duy trì ổn định, làm ra một việc khá thành công là khiến hơn triệu người lao động của Nam Hoa đi ra ngoài. Về sau hàng năm ở Nam Hoa có hơn 2 triệu người ra khắp các tỉnh khu vực Duyên Hải làm thuê, trong đó có một bộ phận sang Trung Đông, Nga làm việc, tạo ra thương hiệu vận chuyển lao động của Nam Hoa. Chỉ bằng thành tích này Dương Thiếu Bằng đã lên làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển An Nguyên quá độ, làm phó chủ tịch tỉnh cũng là do Trung ương sớm xác định. Mà một suất phó chủ tịch tỉnh khác thì Trung ương có ý do Lăng Chính Dược lựa chọn. Nhưng Lăng Chính Dược không biết vì nguyên nhân gì mà lại kéo Long Ứng Hoa từ Liên đoàn Lao động Trung Quốc về. Với địa vị và tuổi của Trung Dược Quân hiện nay thì dù là Lăng Chính Dược cũng không thể tùy tiện đuổi hắn tới làm lãnh đạo một sở ban ngành nào đó, dù là đổi sang một thành phố lớn khác làm bí thư thị ủy cũng không được. Như vậy sẽ cho thấy Lăng Chính Dược là kẻ lòng dạ hẹp hòi, Triệu Quốc Đống tin Lăng Chính Dược sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu Lăng Chính Dược thật sự muốn tiêu trừ từng bước ảnh hưởng của mình và Ứng Đông Lưu ở An Nguyên, ở Ninh Lăng thì Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh có lẽ không thể dùng. Chỉ cần hai người Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh vẫn còn ở Ninh Lăng, kinh tế Ninh Lăng vẫn phát triển nhanh thậm chí vượt qua An Đô, như vậy người ở tỉnh An Nguyên sẽ luôn nghĩ tới Ứng Đông Lưu và Triệu Quốc Đống nhìn người chính xác, đây là công lao của Ứng Đông Lưu và Triệu Quốc Đống. Nếu Lăng Chính Dược là người rộng lượng, vô tư thì sẽ không so đo ai làm bí thư, thị trưởng Ninh Lăng, cũng không quan tâm vấn đề gì khác. Bởi vì chỉ cần có thành tích thì cũng có phần của bí thư tỉnh ủy. Chỉ tiếc Lăng Chính Dược không phải người như vậy, Long Ứng Hoa quay về thậm chí làm thường vụ tỉnh ủy đã nói rõ tất cả. Kết quả như vậy chỉ có một là nhổ bỏ hai cái đinh Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh. Làm sao đối phó được việc này? Triệu Quốc Đống có chút đau đầu, về công về tư hắn đều phải giúp Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh. Có hai người bọn họ mới có thể duy trì sự phát triển liên tục cho Ninh Lăng. Người phụ nữ trên giường lật người làm chiếc váy ngủ kéo lên trên, một cảnh đẹp hiện ra trước mặt Triệu Quốc Đống. Cô có đùi hải lên nghiêng người đè lên chăn, chân trái duỗi thẳng tắp, tay phải như đang tìm kiếm Triệu Quốc Đống, tay trái rất tùy ý đặt dưới má. Mái tóc đen nhánh khá bừa bộn quấn quanh cổ và lưng. Hơn nửa bên ngực hiện ra ngoài áo, điểm đỏ bừng trên ngực không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở. Vòng mông tròn và chân hình thành một góc độ mê người. Đám cỏ và khe sâu nửa ẩn nửa hiện lộ ra làm Triệu Quốc Đống không biết nên nhìn về đâu. Cô bé này dù là ngủ cũng không làm người ta yên. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, mời là 5 giờ 40, còn hơn tiếng nữa trời mới sáng. Lúc này đã loáng thoáng thấy cảnh rừng cây bên ngoài. Tiện tay đóng cửa sổ lại, Triệu Quốc Đống đi tới bên giường. Tối qua điên cuồng tới tận nửa đêm, cô bé này không biết sao điên vậy, còn lợi hại hơn cả Tiểu Âu. Ngay cả Dương cũng cảm thấy mình muốn ôm cô hành hạ cả đêm nhưng cô bé chỉ thoáng cái là hồi phục.
Hình như cảm nhận được gì đó, Kiều San nghiêng người lật mình về phía Triệu Quốc Đống, cặp vú trắng nõn vểnh lên, hai điểm đỏ nhảy nhót. Triệu Quốc Đống vô thức cầm vú cô, chỗ này của Kiều San không cao vút như Tiểu Âu, không to như La Băng, thậm chí không bằng Lam Đại nhưng rất mềm mại. Có lẽ do tay Triệu Quốc Đống lạnh chạm vào nên cô mở mắt ra lấy tay ôm eo Triệu Quốc Đống kéo hắn xuống giường. Mấy giờ rồi mà anh lại dậy, ngủ thêm đi. Triệu Quốc Đống vừa chui vào chăn, thân hình nóng bỏng của Kiều San đã lao tới. Chạm vào thân hình hơi lạnh của Triệu Quốc Đống, Kiều San không nhịn được kêu một tiếng, cơn buồn ngủ giảm đi không ít. Anh đi đâu mà lạnh thế, không sợ lạnh à? Không sao, ngủ không được nên ra đứng trước cửa sổ. Tay Triệu Quốc Đống đang vuốt ve trên ngực cô, cặp vú không ngừng biến ảo trong tay hắn. Đứng đó làm gì? Kiều San khó hiểu hỏi. Nghĩ chút chuyện. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Chuyện công việc. Kiều San rất biết ý dán chặt mình vào cạnh Triệu Quốc Đống hơn, hai chân còn gác lên đùi Triệu Quốc Đống. Ừ. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình bắt đầu hưng phấn. Vậy anh không biết nằm trên giường suy nghĩ sao, còn có gió nữa chứ? Kiều San đau lòng oán giận. Cô bé chết tiệt này. Triệu Quốc Đống cảm thấy mình không kiềm chế được. Hắn lấy tay tát vào vú Kiều San, tiếng giòn tan vang lên. Em như vậy thì anh còn có thể nghĩ được chuyện gì? Như vậy xong rồi nghĩ tiếp. Kiều San nói xong mà cũng thấy nóng mặt, lời này chỉ có Tiểu Âu mới nói được. Cô ở với Tiểu Âu lâu nên cũng ít dây xì theo. Có đôi khi Tiểu Âu còn cố ý nói chuyện với cô về kỹ xảo mà Quốc Đống ca thích, thậm chí còn không biết xấu hổ nói ngay trước mặt Đồng Úc, làm Đồng Úc chỉ có thể bịt tai chạy. Kiều San nói lập tức có hậu quả, chiếc váy ngủ rơi xuống, hai cơ thể quấn lấy nhau, hòa làm một. Sau cơn ân ái, Kiều San cảm thấy cả người mình từ trên xuống dưới mềm nhũn lại như ngâm mình trong nước. Lúc này cô muốn ôm chặt hắn, không làm gì cả chỉ hưởng thụ mà thôi. Đàn ông khi quan hệ đều vứt hết các thứ trong đầu ra, nhưng sau đó lại nhanh chóng quay về việc chính. Triệu Quốc Đống một bên vuốt ve vùng mông của Kiều San nhưng trong đầu lại nghĩ không thể để Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh ngồi im chờ chết vậy. Nhưng nên chủ động ra trận từ phía nào? Bây giờ Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh muốn đi nịnh bợ, lấy lòng Lăng Chính Dược cũng là vô nghĩa. Bọn họ cần làm là tạo hình tượng của mình khiến Lăng Chính Dược tạm thời không dám hoặc nói là không thể động bọn họ. Dù Lăng Chính Dược rất mạnh nhưng hắn mới tới được nửa năm, bộ máy cấp tỉnh vừa điều chỉnh xong, có lẽ trước đại hội đảng sang năm sẽ không có biến hóa gì lớn ở trên tỉnh. Trước đại hội đảng nhất định còn có thể có biến hóa, Tần Hạo Nghiên và Miêu Trấn Trung có lẽ sẽ đi. Đến lúc ấy ai tới làm chủ tịch tỉnh, phó bí thư tỉnh ủy là rất quan trọng. Nếu có thể kéo dài tới lúc ấy thì có lẽ có hy vọng. Vì thế bây giờ cần làm là để Lăng Chính Dược không thể động tới bộ máy Ninh Lăng trong năm nay. Muốn mình được là không dễ nhưng không phải không có biện pháp. Một vài suy nghĩ hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống. Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh Trung ương sẽ tổ chức kỳ họp thứ 6, Đại hội Đảng khóa 16, bây giờ đã có vài tin tức truyền ra. Quyển 19, chương 3. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh đi một xe tới biệt thự Hồ Vân Loa. Tâm trạng hai người không quá tốt, mặc dù tốc độ tăng trưởng năm nay đạt quá dự đoán cùng thu hút đầu tư không ngừng tăng lên cũng không làm hai người vui vẻ gì. Mãi tới khi hôm nay Triệu Quốc Đống về tham gia lễ khánh thành sân bay Đông Trại thì hai người mới phấn chấn đôi chút. Mặc dù chỉ nói chuyện hơn 10 phút nhưng cũng làm bọn họ nghe được vài điều. Trung Dược Quân không hề giấu giếm Triệu Quốc Đống. Đối với y mà nói thở dài nói coi như đã đi, mặc dù Triệu Quốc Đống là cán bộ cấp phó bộ trưởng nhưng lại mang tới cảm giác đáng tin cho y. Khu biệt thự Hồ Vân Loa đầu thu khá yên tĩnh, mặc dù là ngày đầu của tuần lễ vàng nhưng ở đây vẫn cảm nhận được không khí tươi mát. Những công trình kiến trúc thấp được che phủ dưới những tán cây thứ sinh, địa hình nhấp nhô cũng hạn chế cho xe đi vào cảm nhận được sự khác biệt giữa độ cao bên trong Hồ Vân Loa và bên ngoài. Phượng Minh, hoàn cảnh ở đây rất được, mỗi lần chủ nhiệm Triệu về An Nguyên đều ở đây thì phải. Trung Dược Quân nhìn quang cảnh xung quanh rồi thuận miệng nói. Hình như là vậy, bố mẹ chủ nhiệm Triệu cũng ở An Nguyên chẳng qua có lẽ cảm thấy ở nhà không quá tiện. Tiêu Phượng Minh cười nói. Không khí. Hoàn cảnh ở đây rất tốt, ở đây có thể sống lâu vài năm. Hắc hắc, chẳng qua ở đây quá đắt. Trung Dược Quân lắc đầu. Ở đây tôi cảm thấy không quá thích hợp, quá bắt mắt. Bí thư Dược Quân, cái này phải xem là ai. Thực ra anh ở khách sạn cấp 5 sao tại An Đô chỉ sợ cũng không rẻ hơn đây là bao. Trung Dược Quân suy nghĩ một chút thấy cũng đúng. Thân phận của Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác,
chi tiết này cũng không mấy người chú ý. Xe Audi mang biển NV tiến vào, Triệu Quốc Đống đứng ở ban công cảm nhận ánh mặt trời ban sáng thấy ngay. Hắn nói với Lam Đại đang ở bên trong. Lam Đại, bí thư Trung cùng thị trưởng Tiêu ở Ninh Lăng tới, em tiếp hộ anh đi thay đồ. Lam Đại cùng Kiều San gần như chân trước chân sau đi ra và tiến vào. Triệu Quốc Đống nghĩ tới không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù là hai cô đều tự lái xe đi, tới nhưng đến mỗi căn biệt thự chỉ có một con đường độc đạo không quá rộng, hai xe con mặc dù không có vấn đề gì nhưng tốc độ không nhanh, khó tránh khỏi sẽ thấy mặt nhau. Triệu Quốc Đống tính thời gian, hai cô có lẽ chạm mặt ở ngoài khu biệt thự, về phần thấy nhau hay không cũng khó nói. Vẻ mặt Lam Đại không có gì khác lạ nhưng cô càng lúc càng giỏi giấu tâm trạng, Triệu Quốc Đống rất khó từ vẻ mặt của cô nhìn ra gì đó. Trung Dược Quân và Tiêu Phượng Minh tiến vào không thấy Triệu Quốc Đống, Lam Đại nói hắn còn đang thay quần áo, lập tức sẽ xuống. Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh chưa gặp Lam Đại lần nào, nhưng từ cách gọi của đối phương với Triệu Quốc Đống thì cũng đoán được hai người có quan hệ rất thân. Nhưng Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh cũng không có nghe nói qua Triệu Quốc Đống có em gái. Hơn nữa dù có em gái thì cũng không nên xuất hiện vào lúc này chứ. Chẳng qua chuyện nhà lãnh đạo thì bọn họ không tiện nói nhiều. Lam Đại có quan hệ gì với Triệu Quốc Đống, bọn họ cũng không tiện hỏi. Triệu Quốc Đống đã không phải Triệu Quốc Đống ngày xưa, cấp độ vòng tròn hắn tiếp xúc là thứ mà các đồng nghiệp, bạn bè trước đây không thể hiểu nổi. Đến rồi à? Triệu Quốc Đống rát nhanh đã xuất hiện. Lam Đại biết ba người có chuyện muốn nói nên cô cẩn thận đóng cửa đi ra. Xem một chút, đây là ý tưởng của tôi. Sáng nay tôi viết một chút cảm tưởng của mình. Hai anh về có thể cân nhắc trong công việc sau đây làm như thế nào kết hợp chính sách tinh thần của Trung ương vào trong công việc thực tế. Triệu Quốc Đống đặt hai tờ giấy lên bàn rồi nói. Cơ cấu kinh tế của Ninh Lăng đã hình thành, theo tôi cảm thấy trong 2-3 năm tới Ninh Lăng vẫn sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao. Thị ủy, ủy ban Ninh Lăng bây giờ cần cân nhắc hai vấn đề, một là động lực cũng chính là phương pháp duy trì phát triển liên tục. Hai là chất lượng, nói cách khác là vấn đề kết cấu. Thị ủy. Ủy ban cần phải có ý điều chỉnh, cố gắng tiến hành dẫn đạo theo mục tiêu đã xác định, thực hiện điều chỉnh kết cấu sản nghiệp phù hợp nhất với sự phát triển của Ninh Lăng. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh đều có chút giật mình. Tư tưởng trước đó của bọn họ hơi khác so với điều Triệu Quốc Đống nói. Trung Dược Quân cùng Tiêu Phượng Minh nhìn nhau và phát hiện vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương nhưng bọn họ vẫn im lặng. Triệu Quốc Đống thấy hai người như vậy liền lắc đầu nói. Dược Quân, Phượng Minh. Có phải là cảm thấy tôi hơi lệch đề tài không? Trung Dược Quân nói. Chủ nhiệm Triệu, tôi nghĩ ngài nói tới vấn đề phát triển của Ninh Lăng nhất định là có lý của ngài. Chỉ là tôi và Phượng Minh có chút lo lắng có lẽ tỉnh ủy không muốn chúng tôi tiếp tục có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của Ninh Lăng mà thôi. Triệu Quốc Đống không có trả lời vấn đề quá rõ ràng này, hắn chuyển đề tài. Dược Quân, Phượng Minh, một tuần sau diễn ra kỳ họp thứ 6 Trung ương Đảng khóa 16. Hội nghị lần này có lẽ sẽ điều chỉnh nhỏ về phương hướng phát triển mấy năm tới của nước ta. Các anh cần phải nắm bắt thay đổi về chính sách của Trung ương, kết hợp vào công việc của mình. Cho nên tôi đưa ra mấy ý kiến kia, các anh xem một chút. Tiêu Phượng Minh đang lặng lẽ xem, Trung Dược Quân cảm thấy mình hơi gấp. Tiêu Phượng Minh xem xong đưa sang cho Trung Dược Quân cũng chăm chú xem. Sau khi Trung Dược Quân xem xong liền nhìn Tiêu Phượng Minh, y gật đầu nói. Chủ nhiệm Triệu. Tôi thấy mấy điểm trong này đều vây quanh một tôn chỉ đó là xây dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa. Tất cả công việc đều vây quanh mục tiêu xã hội hài hòa. Đúng, xây dựng xã hội hài hòa, thực hiện xã hội hài hòa. Triệu Quốc Đống gật đầu. Các anh thấy sao về việc này? Trung Dược Quân trầm ngâm một lúc. Hài hòa xã hội hài hòa, tôi cảm thấy Trung ương trước đó chủ yếu chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế hơn nhưng giờ dần điều chỉnh sang phát triển xã hội. Nói cách khác phát triển kinh tế tuy quan trọng nhưng chỉ là thủ đoạn. Mục đích của phát triển chính là để dân chúng cư lạc nghiệp, trình độ sống được nâng lên, xã hội ổn định, cảm giác hạnh phúc tăng lên. Như vậy nếu một mặt theo đuổi phát triển kinh tế quên đi cái khác đó là bỏ gốc lấy ngọn. Triệu Quốc Đống hài lòng gật đầu, Trung Dược Quân rất nhạy bén nắm được ý trung tâm mà mình cần đưa ra. Nói thật hắn cũng là thông qua qua tính để biết được việc này, sau đó hắn dốc lòng suy nghĩ mới phát hiện ra vài điều. Chủ nhiệm Triệu, ý của ngài là chúng tôi có thể kết hợp với chính sách tinh thần của kỳ họp thứ 6 Trung ương Đảng sắp tới để kết hợp tình hình thực tế của Ninh Lăng mà tiến hành vài công việc sao? Làm thị trưởng, Tiêu Phượng Minh thực tế hơn.
Y đang cân nhắc làm như thế nào để đẩy mạnh công việc của Ninh Lăng.